mà lại thánh kinh tổ chức nhưng thật ra là một đám người ô hợp. Không thể lên tiếp theo tâm. Nếu như Diệp Quân Lâm gióng trống khua chiêng chỉnh lời nói, ngược lại không tốt. Bị quá nhiều người biết, chuyện này liền xem như bại lộ. Thế nhưng là bốn cái an toàn đảo kỳ thật còn xa mới đủ dùng. Một cái an toàn đảo dự tính cũng liền mấy vạn người, 10 vạn người cực hạn. Bốn cái nơi nào đủ? Được 100 cái tối thiểu có thể đỉnh một đỉnh. Cho nên Diệp Quân Lâm rất ưu sầu. Tại Thiên Sách hỗ trợ tình huống dưới, xây ra tới 20-30 cái vẫn là có khả năng. Chẳng qua nếu là trên 100 cái, nhất định phải mượn nhờ đại hạ lực lượng. Nếu không là tuyệt đối không thể. Giai đoạn trước Diệp Quân Lâm còn tham dự an toàn đảo thiết kế. Dù sao số liệu những cái này đều trên tay hắn. Cần hái dùng dạng gì vật liệu chống cự khổng lồ công kích. Đây đều là hắn tại giữ cửa ải. Số 76 cấm địa kim loại tài nguyên cùng khác vật chất đương nhiên có thể. Chẳng qua nếu là đổi thành cái khác vật liệu đâu. Cần áp dụng loại kia. Không có khả năng đem số 76 cấm địa tài nguyên đều dùng tại nơi này đi. Phải biết, số 76 cấm địa tài nguyên là Diệp Quân Lâm đối kháng chư thần phòng thí nghiệm vật tư duy trì. Không có khả năng toàn bộ dùng tại nơi này. Diệp Quân Lâm phải nghĩ đến dùng những tài liệu khác vật chất để thay thế. Vô luận như thế nào, mượn nhờ đại hạ lực lượng là tốt nhất. Nan đề rất nhiều. Cần Diệp Quân Lâm tự thân đi làm. Thời gian cũng quá ngắn. Nhất định phải tranh thủ thời gian. Chấm. Tại Bắc Cực băng hải nội địa, người ở hy hữu đến. Gào thét gió lốc quét ngang hết thảy. Trên mặt biển khối lớn băng nổi tung bay không chừng, hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn. Chẳng qua vẫn là có người tới đây. Kinh dị du lịch vẫn là có không ít người. Cỡ lớn du thuyền cũng không thể tới đây, dù sao băng nổi quá nhiều. Thế nhưng là bọn hắn du thuyền dừng ở chỗ rất xa, bọn hắn vạch lên thuyền nhỏ lại tới đây. Phía trước không thể tiếp tục, kia là chiến ưng quốc địa bàn. Không chừng có cái gì trụ sở bí mật đâu, ngàn vạn không thể vượt qua, nếu không các ngươi đều muốn bị chộp tới làm thí nghiệm. Nghe nói như thế, những cái này các du khách nhao nhao đem phía trước coi như cấm địa. Không còn dám tiến lên một bước. Nhưng mà, có không ít người lựa chọn mặc công cụ về sau, ở nơi này tiến hành lặn. Muốn nhìn một chút lặn xuống đến 100-200 mét vị trí, có thể thấy cái gì không giống phong cảnh. Dù sao nơi này là Bắc Cực, vẫn là băng hải. Khẳng định cùng địa phương khác không giống. Phù phù. Phù phù. Chấm. Mấy chục người một cái tiếp một cái nhảy vào băng hải trong, lặn xuống đến băng hải bên trong. Quả nhiên phía dưới phong cảnh tuyệt mỹ. Từng tòa chìm ở đáy biển băng sơn mơ hồ có thể thấy được. Lặn nhìn không được lấy ra thiết bị tới quay nhiếp. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, đáy biển đột nhiên truyền đến một trận long trời lở đất động tĩnh. Toàn bộ đáy biển đều đang lắc lư. Nước biển bốc lên, hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy. Một cỗ cự lực đột kích, đem mọi người kém chút đánh bay ra ngoài. Đất rung núi chuyển động tĩnh phát ra. Ong ong ong. Đồng thời to lớn tiếng rít đánh tới, muốn chấn vỡ màng nhĩ đồng dạng. Đáy biển núi lửa bộc phát sao? Vẫn là biển gầm đến rồi. Chấm. Động tĩnh quá lớn. Đến mức mọi người tưởng rằng tai nạn tiến đến. Còn tốt mọi người thiết bị đều rất chuyên nghiệp, có thể kịp thời chạy trốn. Chẳng qua đám người xác thực đều bị dọa sợ. Đang lúc bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên trước mắt đen kịt một màu. Phảng phất có to lớn gì vật thể, che khuất bầu trời. Ầm ầm. Cùng lúc càng lớn động tĩnh truyền đến. Tất cả mọi người kém chút bị vòng xoáy tách ra. Mau nhìn, kia là... Thượng đế a, ta nhìn thấy cái gì? Chấm. Lúc này mọi người ở trong biển, nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đang lấy bay tốc độ nhanh tiến lên. Dài đến vài trăm mét, cao độ chỉ ít cũng có 100 mét. Cái này. Đây là sinh vật gì a, ông trời ơi. Thật đáng sợ đi. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy dạng này sinh vật, đều dọa cho phát sợ. Bọn hắn mang quay phim thiết bị cấp tốc ghi chép lại từng cảnh tượng ấy. Nhưng mà cự hình sinh vật, cũng không chỉ cái này một con. Đằng sau còn có 1 con, 2 con, 3 con. Trọn vẹn 20 con. Không sai. 20 con cự hình sinh vật ở trong biển mênh mông cuồn cuộn tiến về cách đó không xa chiến ưng quốc nguồn năng lượng trạm phát điện. Đến khảo nghiệm là không ở phía dưới dấu dưới. 20 con quái vật khổng lồ dù là dưới đáy biển trải qua, cũng sẽ để lại đầu mối dấu vết.
Có điều, chung quanh nơi này chính là chiến ưng quốc nguồn năng lượng trạm phát điện. Sinh ra một chút năng lượng chấn động, cũng là bình thường. Nơi này dị thường, mọi người sẽ tự nhiên mà vậy quy kết đến chiến ưng quốc địa bàn bên trên. Chỉ cần chiến ưng quốc mình không có vấn đề, những người khác đương nhiên không có vấn đề. Muốn phát hiện dị thường cũng phải là chiến ưng quốc phát hiện. Chẳng qua chuyện này Hắc Ưng Đặc Công đã sớm thu xếp thỏa đáng. Chấm. Rất nhanh. Những cái này lặn kẻ yêu thích nhóm, đem trong video truyền. Tại trong vòng nhỏ bắt đầu nhiệt nghị lên. Ảnh hưởng cũng tại tiến một bước mở rộng bên trong. Có tương đương một bộ phận nói video này căn bản chính là mình làm được. Không phải chân thực quay chụp. Dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ra có loại này cự hình sinh vật xuất hiện. Còn một lần tính 20 con, ngay ngắn trật tự. Cho nên đại đa số người cho rằng là giả. Chẳng qua có một bộ phận người nói là thật. Có chút kỹ thuật mạnh, phát hiện cái video này cũng không có bất kỳ người nào công vết tích, chính là quả thật quay chụp. Kinh thành. Viêm Long Vệ trong căn cứ. Tứ đại thủ lĩnh vừa lúc ở cùng một chỗ. Lúc này Viêm Long Vệ ngành tình báo người đứng thứ hai Tào Chí Quốc vội vàng bưng máy tính đi vào. Khả năng thật để nhất tự Tịnh Kiên Vương nói đúng. Làm sao rồi? Tiêu Liệt Quân bốn người sắc mặt đại biến. Mấy ngày nay, bọn hắn lại không có đề cập qua Diệp Quân Lâm sự tình. Cũng liền Lục Hùng hơi chú ý một chút. Hiện tại nhắc lên, bốn người cùng gian phòng bên trong những người khác sắc mặt nhao nhao cuồng biến. Có người tại Bắc Cực băng hải chỗ sâu phía dưới lặn thời điểm quay chụp đến kinh khủng cự hình sinh vật. Cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương miêu tả không sai biệt lắm. Tào Chí Quốc mau đem máy tính để lên bàn, phát hình video. Nhìn thấy trong video cự hình sinh vật, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Quân Lâm miêu tả cự hình sinh vật thật tồn tại. Còn bị người đập tới rồi. Lục Hùng cả người đều kích động, hình thể, cao độ, bộ dáng đều không khác mấy. Nhất tự Tịnh Kiên Vương nói là thật, hắn thật sự có dự báo năng lực a. Lúc đầu, hắn liền đánh trong đáy lòng duy trì Diệp Quân Lâm. Hiện tại có tính thực chất chứng cứ về sau, càng phát ra muốn duy trì Diệp Quân Lâm. Tiêu Liệt Quân ba người sắc mặt nghiêm túc, hắn hỏi, video thật giả nghiệm chứng qua sao? Đã kỹ thuật giám định qua, video không phải giả. Là thật. Tào Chí Quốc trả lời. Thật. Lục Hùng đôi mắt bên trong sáng lên. Video là thật, nhưng là sự tình này muốn tra. Lão Tào người tự mình dẫn người đi thăm dò. Là ai quay chụp, vào giờ nào, địa điểm nào, hết thảy đều muốn tra được rõ ràng. Tiêu Liệt Quân bọn hắn sẽ không bởi vì một cái video liền ngược lại duy trì Diệp Quân Lâm. Dù là video là thật. Như vậy cũng quá qua loa. Nhất định phải tra được rõ ràng mới có thể. Đây tuyệt đối có vấn đề. Vừa mới tiếp vào tin tức, tuyên bố tại trên mạng video toàn bộ bị cưỡng chế tính xóa bỏ. Cái gì đều không có lưu lại, cái gì cũng không thấy. Có người vận dụng thủ đoạn xóa bỏ hết thảy. Tốc độ quá nhanh, chúng ta mới cầm tới video này vài phút. Tào Chí Quốc vừa mới tiếp vào tin tức. Nhanh như vậy. Vậy liền cần ngươi càng nhanh hơn đi thăm dò. Nhanh nhanh nhanh. Tiêu Liệt Quân mệnh lệnh dưới. Tào Chí Quốc lập tức đi điều tra. Ước chừng thời gian nửa ngày. Tào Chí Quốc liền vội vã trở lại. Chứng cứ đều bị hủy. Cái gì đều không có lưu lại. Quay chụp video người toàn bộ chết rồi. Hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Tất cả manh mối đều đoạn mất. Tào Chí Quốc một mặt âm trầm. Lục Hùng cũng cau mày. Càng như vậy, càng là nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng liền nói rõ nhất tự Tịnh Kiên Vương nói sự tình độ chuẩn xác. Chúng ta hẳn là trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo nhất tự Tịnh Kiên Vương nói lo liệu. Lục Hùng đã không muốn cái gì tính thực chất chứng cứ. Liền tin tưởng Diệp Quân Lâm. Nghĩ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Quản nhiều như vậy làm gì? Chuyện này cho tới bây giờ khẳng định là thật. Tiêu Liệt Quân, Hồng Thanh Thương cùng Khương Dã ba người cùng nhìn nhau. Không được, vẫn là không thể quá qua loa. Chuyện này nhất định phải có xác thực chứng cứ, nếu không không thể tiến hành. Tiêu Liệt Quân một tiếng cự tuyệt Lục Hùng đề nghị. Khương Dã bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Quân Lâm, đúng, lần này ra video sự tình. Nhất tự Tịnh Kiên Vương không phải nhìn chằm chằm vào sao. Chúng ta gọi hắn đi điều tra. Nếu như hắn có thể lấy ra tính thực chất chứng cứ cũng có thể chứng minh chính hắn a. Còn lại hai người gật đầu, có thể, mời nhất tự Tịnh Kiên Vương đến. Diệp Quân Lâm vẫn bận an toàn đảo sự tình, tại tiếp vào tin tức về sau,
mới biết được nguyên lai chư thần phòng thí nghiệm đã có động tác. Viêm Long vệ tứ đại thủ lĩnh để hắn đi thăm dò chuyện này. Hắn vội vàng hỏi thăm Hắc Ưng đặc công. Hắc Ưng đặc công cho ra giải thích, đây chỉ là chư thần phòng thí nghiệm sớm diễn kịch, nhìn xem nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới có thể hay không giấu được những cái này cự hình sinh vật. Hoặc là nói giấu về sau, xem xét năng lượng chấn động, sóng điện tự động những thứ này. Kỳ thật không phải chính thức bắt đầu. Chỉ là thí nghiệm thôi. Bởi vậy Hắc Ưng đặc công tuyệt không nói cho Diệp Quân Lâm. Cũng không phải là hắn có dấu tư tâm. Mà là cảm thấy chuyện này dâu ria. Chỉ là càng thêm xác định hắn cùng Diệp Quân Lâm dự đoán thôi. Thì ra là thế. Đối Diệp Quân Lâm đến nói, cũng là như thế. Vẻn vẹn chứng thực dự đoán của hắn thôi. Nhưng mà, chuyện này vừa vặn có thể trở thành chứng cứ, biểu hiện ra cho Viêm Long Vệ. Viêm Long Vệ vừa lúc để hắn đến điều tra chuyện này. Vậy các ngươi thí nghiệm kết quả như thế nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Đo một chút, không có vấn đề gì. Hắc Ưng đặc công trả lời. Vậy cái kia chút cự hình sinh vật đâu? Để ta mảnh vỡ hóa xử lý. Ta đang chuẩn bị tự mình xử lý. Dù sao chuyện này không thể qua loa. Diệp Quân Lâm nghe xong, lập tức nói, cho ta địa chỉ của ngươi, ta đến ngay. Cự hình sinh vật trước đừng toàn bộ tiêu hủy. Lưu cho ta một con. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm liền bí mật đi vào địa điểm chỉ định. Tất cả cự hình sinh vật toàn bộ đều chết rồi, mà lại đây chỉ là hàng nhái, có thể lý giải thành người máy. Cũng không có những chức năng khác, chỉ là đến kiểm tra một chút. Cái này một con ta cần dùng, ta trước mang về. Diệp Quân Lâm dùng máy bay vận tải đem cái này quái vật khổng lồ trở về đại hạ. Ầm ầm, làm ném ở trước mặt mọi người. Tiêu Liệt Quân bọn hắn đều mắt trợn tròn. Thật là, bọn hắn vừa đi vừa về cẩn thận quan sát. Cái này vẻn vẹn hàng nhái, chỉ là dùng để kiểm tra một vài thứ. Diệp Quân Lâm giải thích một vài thứ. Cho tới bây giờ, mọi người đã tin tưởng không sai biệt lắm. Loại dây này tác kế tiếp còn có càng nhiều, các ngươi muốn, ta đều có thể đem ra. Nhưng khi đó các ngươi lại tin tưởng ta đều lời nói, khả năng đã trễ. Diệp Quân Lâm nói. Lục Hùng lên tiếng nói, ta ủng hộ ngươi, các ngươi cũng còn thất thần làm gì, cái này còn không rõ ràng sao. Còn muốn thế nào, các ngươi mới có thể tin. Lục Hùng hô lớn, mấy người còn lại đều do dự. Cái này lúc sau đã không phải hai ngày trước. Thật là tính thực chất nội dung. Không phải Diệp Quân Lâm nhất ra chi ngôn. Chẳng qua phải đáp ứng. Vẫn là quá khó. Cử quốc chi lực a, kia quá khủng bố. Bọn hắn không dám a. Không có dũng khí đó cùng quyết đoán. Đem đại hạ vận mệnh cược tại phía trên. Tuyệt đối không dám. Dù là tai nạn tiến đến, bọn hắn thất bại. Cũng không muốn nhắc tới trước mở ra kế hoạch. Mau nói lời nói a, lấy ra thái độ của các ngươi a, làm gì đâu, đều loại thời điểm này. Chấm, Lục Hùng bất mãn thúc giục nói. Tiêu Liệt Quân ba người liếc nhau sau nói, thật có lỗi, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Những chứng cứ này mặc dù chứng minh như lời ngươi nói, cũng không đủ để cho chúng ta khởi động cử quốc chi lực kế hoạch. Không đầy đủ, ta đây minh bạch, dù sao nhận nhiều lắm. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Chẳng qua đâu. Ba người nhìn về phía Lục Hùng. Đã chúng ta biết cái này sự tình là thật, cũng sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có. Chúng ta quyết định để Lục Hùng phụ trợ ngươi, hộ quốc tường thành là xây không được. Thế nhưng là, an toàn đảo loại hình có thể xây. Cử quốc chi lực không có khả năng, chẳng qua Lục Hùng có thể triệu tập lực lượng cũng rất nhiều. Chế tạo ngươi nói an toàn đảo vẫn là có thể, đến lúc đó có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Cuối cùng ba người lựa chọn một cái điều hòa phương thức, làm ra một chút phòng ngự biện pháp. Nhưng không phải cử quốc chi lực. Tốt, có thể. Diệp Quân Lâm đáp ứng. Hắn mang theo loại này cự hình sinh vật đến cho Viêm Long Vệ nhìn. Không cầu cử quốc chi lực kiến tạo hộ quốc tường thành. Là muốn tranh lấy một phần lực lượng đến rèn đúc an toàn đảo. Hiện tại mục đích đạt tới. Hắn vẫn là rất hưng phấn. Tăng thêm lại là Lục Hùng. Ngay từ đầu liền duy trì hắn. Bọn hắn có thể kiến tạo ra trên trăm cái an toàn đảo ra tới. Cái này đạt tới Diệp Quân Lâm kế hoạch. Viêm Long Vệ sau khi đồng ý. Lục Hùng lập tức đi thu xếp. Đến giúp đỡ Diệp Quân Lâm kiến tạo an toàn đảo. Bước đầu tiên, nhân lực vật lực, bao quát máy móc, chờ. Bước thứ hai, tuyên chỉ, kiến tạo an toàn đảo vị trí.
Bước thứ ba, kiến tạo an toàn đảo vật liệu các loại vấn đề. Chấm. Mà lại, hết thảy đều là bí mật tiến hành. Ý vị này độ khó đại đại gia tăng. Nhất là thời gian ngắn. Dù là Lục Hùng đến giúp đỡ, độ khó cũng không nhỏ. Chẳng qua tại phương diện này, Lục Hùng đến về sau, lực lượng tuyệt đối phải so Diệp Quân Lâm lớn hơn nhiều. An toàn đảo số lượng cũng có thể đứng dậy. Đây là đại hảo sự. Lục Hùng lực chấp hành rất mạnh, lập tức bắt đầu hành động. Diệp Quân Lâm tại nhiều mặt thăm dò sau. Tuyển ra trên 100 cái thành lập an toàn đảo vị trí. 70 cái an toàn đảo vị trí tại đại hạ, hoặc là đại hạ chung quanh. Còn lại 30 khoảng cách đại hạ xa hơn một chút một điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhân lực phương diện Lục Hùng toàn bộ thu xếp đúng chỗ. Một số đông người ký 2 tháng hiệp nghị bảo mật, chính bọn hắn căn bản không biết muốn đi làm gì. Một số đông người cần thiết hết thảy cũng đều an bài tốt. Kiến tạo máy móc, các loại, số lượng không đủ. Mà lại Lục Hùng cũng không thể gióng trống khua chiêng đến làm. Tại đại hạ triệu tập một bộ phận về sau, lại từ quốc gia khác đặt hàng một bộ phận. Mỗi cái quốc gia đều chút ít đặt hàng, dạng này động tĩnh sẽ không quá lớn, không đến mức để người hoài nghi. Về phần kiến tạo dùng vật liệu, Diệp Quân Lâm cùng thủ hạ nghiên cứu về sau, đã tìm được vật thay thế. Chẳng qua cũng là chân quý kim loại các loại tài liệu. Loại này tài nguyên có hạn. Chỉ là đại hạ, là còn thiếu rất nhiều. Cần từ quốc gia khác thế lực đặt hàng. Mà lại phải tốn hao giá trên trời. Để ta giải quyết. Ta lấy đại hạ danh nghĩa đặt hàng, bọn hắn sẽ không hoài nghi. Chỉ cho là chúng ta tại kiến tạo cái gì căn cứ. Chấm. Sau đó Lục Hùng dùng giá cả to lớn đặt hàng đến đầy đủ tài nguyên. Thật là thiên đại đại giới. Dù sao loại này tài nguyên tại từng cái quốc gia đều là khan hiếm. Muốn đặt hàng, nhất định phải lớn đại giới. Bây giờ thời đại này không chỉ là tiền tới mua đồ. Cũng tỉ như lần này. Đại đa số tài nguyên đều là đổi lấy. Đổi lấy loại này khan hiếm tài nguyên, liền nhất định phải lấy ra người ta thứ cần thiết. Trên cơ bản đều là ngang nhau vật giá trị. Bởi vậy cái này một đợt, tại tài nguyên phương diện, Lục Hùng không sai biệt lắm là cử quốc chi lực. Đều đem quốc khố mở ra đổi lấy tài nguyên. Thật là không thèm đếm xỉa. Viêm Long vệ cái khác 3 vị nhân vật đầu não biết chuyện này sau. Thật là lòng đang rỉ máu. Thịt đau a. Chỉ là như thế hỗ trợ, liền đại giới như thế lớn. Chí ít nói làm bị thương đại hạ nguyên khí. Nếu như nói cử quốc chi lực, kia khoa trương hơn. Bọn hắn hiện tại chờ mong đây hết thảy đều có thể phát huy được tác dụng. Nếu như không dùng được trận, chết từ trong trứng nước. Như vậy bọn hắn chính là đại hạ tội nhân. Gánh vác tiếng xấu thiên cổ ít nhất phải. Cứ việc nói Lục Hùng nói hắn một người gánh vác đây hết thảy. Nhưng đến lúc đó bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi bị liên lụy đi vào. Hiện tại chỉ hy vọng cố gắng không có uổng phí. Tại hết thảy chuẩn bị đầy đủ sau. Lục Hùng cùng Diệp Quân Lâm liên hợp, bắt đầu bí mật tu kiến từng tòa an toàn đảo. Viêm Long vệ cùng các lớn cơ cấu cũng không có nhàn rỗi. Đem hết thảy tin tức phong tỏa, không để để lộ ra đi một điểm. Hết thảy đều tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Diệp Quân Lâm siêu cấp cường giả kế hoạch cũng tại một chút xíu đang tiến hành. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc mặc dù không có đối với việc này bên trong hỗ trợ. Nhưng tiếp xuống bọn hắn muốn làm thịt người hộ quốc tường thành. Cũng tại tích cực chuẩn bị bên trong. Chấm. Một cơn bão táp to lớn sắp đánh tới. Đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là giành giật từng giây. Dù là chư thần phòng thí nghiệm đến nói cũng giống như vậy. Hắc ám bác sĩ hết ngày dài lại đêm thâu tiến hành thí nghiệm. Các phương đều tại phối hợp. Chấm. Đoạn thời gian này. Ngược lại toàn thế giới yên tĩnh trở lại. Một chút sự tình đều không có. Gió êm sóng lặng. Loại tình huống này, không cần nghĩ khẳng định có vấn đề. Sau đó chính là cuồng phong mưa rào. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Các đại quốc các thế lực lớn đều ý thức được, sau đó phải xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể sự tình gì, lại là không biết. Chẳng qua tất cả mọi người phải dự phòng một tay. Chính là bởi vì tất cả mọi người tại dự phòng, sớm làm chuẩn bị. Bởi vậy Lục Hùng cùng Diệp Quân Lâm bí mật an toàn đảo kế hoạch bị che giấu, không đến mức để người phát hiện. Vừa vặn đối bọn hắn là tốt. Chư thần phòng thí nghiệm cũng sẽ không nhàn rỗi. Bọn hắn phái ra càng nhiều thám tử, đi các phương tìm hiểu tình huống.
Bọn hắn muốn tại xuất hiện trước đó, ở vào vị trí có lợi nhất. Bởi vậy, muốn sớm làm tốt bất luận cái gì bố trí. Báo cáo tiên sinh, số 76 cấm địa phát sinh biến hóa, Thánh Kinh tổ chức đang điên cuồng khai thác bên trong tài nguyên. Đoán chừng dùng để chế tạo chiến giáp vũ khí những cái này. Tốc độ so bình thường tăng tốc gấp mấy lần. Còn có Thánh Kinh tổ chức cũng tại bí mật tiến hành một chút động tác lớn, đang tăng nhanh tài nguyên dự trữ cùng thiết kế chế tạo vân vân. Lúc này, đám thám tử đem số 76 cấm địa dị thường báo cáo nhanh cho chư thần phòng thí nghiệm. Ha ha ha, xem ra số 76 cấm địa đám kia thần cũng thấy rõ tình thế. Bọn hắn cũng tại gia tốc chuẩn bị hành động, một hơi nuốt mất đại hạ. Đặc sắc A, đã nghiền, thật sự là quá mức nghiện. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến số 76 cấm địa thần đột nhiên phản chiến, đối phó đại hạ hình tượng. Tiên sinh rất là kích động. Lucifer mấy người nói ra, không sai, kỳ thật số 76 cấm địa đám người kia thực lực đủ cường đại, mà lại có Thánh Kinh tổ chức Diệp Thị cổ tộc dạng này thế lực khổng lồ làm chèo chống. Bọn hắn đều sớm có thể đối đại hạ ra tay. Hiện tại chẳng qua là đang chờ một thời cơ, một cái toàn thế giới đại loạn thời cơ. Nếu như toàn thế giới càng loạn càng tốt, càng lợi cho bọn hắn ra tay. Tiên sinh khen ngợi gật đầu, không sai, càng loạn càng sẽ kích động bọn hắn ra tay. Hiện tại bọn hắn cũng ngửi được sự tình không giống bình thường, bởi vậy tăng tốc chuẩn bị tốc độ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thêm mấy cái lửa, để hắn càng đốt càng vượng. Lucifer, thằng hề đại đế mấy người bu lại, nói thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị từ sớm sao? Đến, vậy chúng ta liền sớm cho bọn hắn chế tạo một điểm khủng hoảng phiền phức đi. Chấm. Nghe xong tiên sinh nói, mọi người nhao nhao gật đầu khen ngợi. Tình thế bức bách. Để các phương nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đại hạ vốn là tại chuẩn bị, ngược lại là không có gì. Chỉ là còn lại quốc gia thế lực ở vào ngây ngốc trạng thái, cũng làm ra một chút cử động tới. Diệp Quân Lâm biết rõ tiếp xuống tình thế. Mình phải cùng chư thần phòng thí nghiệm đối đầu. Không biết chủ thần ti rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Thế là hắn còn muốn tiếp tục tăng cường chính mình. Mặc dù công pháp cơ bản một mực đang luyện. Nhưng chuyện gần nhất có chút chậm trễ. Dù sao các hạng kế hoạch đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Đã hơn 10 ngày, các phương diện đều không khác mấy. Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm quyết định tiến hành trong vòng một tháng bế quan. Hắn ẩn ẩn cảm giác được lại một tháng bế quan, hắn còn có thể tăng lên một cái cấp độ. Bởi vì hắn đã cảm giác được. Mình có tiến vào kế tiếp giai đoạn báo hiệu. Nhất định phải bế quan, bước vào một bước kia. Đến lúc đó đối đầu chủ thần ti càng thêm có lực lượng. Mà lại đại quyết chiến cuối cùng, vẫn là phải xem cá nhân hắn. Không thể ký thác hy vọng tại trên thân người khác quá nhiều. Đem hết thảy giao phó xong về sau. Diệp Quân Lâm liền đi bế quan. Lục Hùng, Thiên Sách thần soái những người này nhìn chằm chằm, hắn cũng yên tâm. Chẳng qua chuyện này rất nhiều truyền đến Viêm Long vệ trong lỗ tai. Cái gì, hắn nói ra kế hoạch, mình chạy tới bế quan rồi. Hắn có cái gì quan có thể bế? Đem cục diện rối rắm toàn ném cho Lục Hùng A, ta liền nói hắn không đáng tin cậy. Người đâu, hắn người ở nơi đó, tranh thủ thời gian tìm tới. Tại sao ta cảm giác có hắn vùng nổi hiểm nghi đâu? Tiêu Liệt Quân mấy người lập tức hoảng. Chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà chạy. Người không gặp, cái này sao có thể được? Tìm không thấy A. Không biết hắn ở đâu bế quan, liền Lục Hùng thủ lĩnh cũng không biết hắn ở đâu. Chỉ có điều nghe nói hắn bế quan trước, bàn giao Lục Hùng thủ lĩnh an toàn đảo sự tình. Để hắn nhất thiết phải trong vòng một tháng hoàn thành. Chấm. Xong, lúc này mới triệt để xong. Muốn xảy ra chuyện A, Diệp Quân Lâm chạy, tuyệt đối có vấn đề. Ta cảm giác hắn khả năng không phải bế quan, là có sự tình khác. Chấm. Tất cả mọi người do dự. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đình chỉ kế hoạch sao? Chấm. Khương Dã hỏi. Đều tiến hành đến một bước này, còn đình chỉ, khó mà làm được. Tổn thất quá lớn. Dạng này, kế hoạch tiếp tục tiến hành. Sau đó chúng ta phái người đi tìm Diệp Quân Lâm. Lại một cái mật thiết chú ý toàn thế giới các phe động thái. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Cũng không thể để Diệp Quân Lâm có vùng nổi tình huống xuất hiện. Tiêu Liệt Quân cùng Hồng Thanh Thương nói. Không đơn thuần là Viêm Long vệ.
chính là ngay tại Tu Kiến An toàn đảo tất cả mọi người, bọn hắn biết được Diệp Quân Lâm bế quan sau. Từng cái cảm xúc gắt gỏng, đều đang nói Diệp Quân Lâm đem bọn hắn lắc lư. Để bọn hắn chạy tới làm lao động tay chân, Tu Kiến cái gọi là an toàn đảo, cũng không biết muốn làm gì. Còn quy định thời gian, trong 2 tháng nhất định phải hoàn thành. Bọn hắn mệt mỏi muốn chết muốn sống, kết quả Diệp Quân Lâm mình chạy. Không biết làm gì đi. Cho bọn hắn nói là đi bế quan. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm thực lực gì, mọi người có thể không biết sao. Bế cái gì quan a? Liền ngươi bế quan có làm được cái gì a? Mọi người nhao nhao cảm thấy Diệp Quân Lâm là lấy cớ. Hắn hiện tại hơn phân nửa là chạy trốn. Thế là, rất nhiều an toàn đảo Tu Kiến nhân viên đều náo loạn lên. Từng cái đều muốn bãi công. Thậm chí có người giật dây, muốn đem xây xong an toàn đảo cho lật đổ. Cuối cùng vẫn là Lục Hùng tự thân ra trận, trấn áp lại đám người này. Không phải thật không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Dù sao Diệp Quân Lâm đột nhiên biến mất. Tâm tình của mọi người đều rất lớn. Ngẫm lại cũng là như thế, trước hết nhất đưa ra trọng đại như vậy quyết sách người vậy mà chạy. Luận ai cũng muốn hoài nghi. Cũng may Côn Luân học viện bên kia tạm thời không cần Diệp Quân Lâm. Nếu không cũng sẽ nổ. Diệp Quân Lâm nơi nào nghĩ đến, hắn liền bế cái quan. Gây nên như thế lớn oanh động. Hắn bế quan sự tình cũng liền thiên sách thần soái mấy người kia biết. Bởi vì trước Hắc Ám Thượng Đế đại đồ đệ mỗi ngày đến quấy rối cũng là biết chuyện này. Hắn lập tức tìm tới chư thần phòng thí nghiệm, nói cho tiên sinh. Ha ha ha, quả nhiên hiện tại tình thế này hạ. Bức bách phải số 76 cấm địa bọn này thần muốn chuẩn bị động thủ. Hiện tại Hắc Ám Thượng Đế bọn hắn đều bế quan, nói rõ bọn hắn thật là tại chuẩn bị, đối đại hạ động thủ, muốn một hơi nuốt mất đại hạ. Ta dường như đã thấy đại hạ bị khổng lồ cùng số 76 cấm địa vây công hình tượng. Hưng phấn nhất không ai qua được tiên sinh bọn hắn. Nói rõ bọn hắn làm hết thảy đều là có hiệu quả. Bức bách phải số 76 cấm địa muốn sớm động thủ, đem thời đại này sớm đẩy vào trong bóng tối. Nghe nói đại hạ phương diện cũng có chút chuẩn bị, thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc cao thủ tựa hồ cũng tại tập kết, bế quan những cường giả kia nhóm nhao nhao đều đi ra. Đại đồ đệ lại để lộ ra một tin tức tới. Đại hạ phương diện khẳng định a, đại hạ những người quyết định khứu giác rất tốt. Tuyệt đối phát giác được. Đã như vậy, vậy chúng ta hấp dẫn một đợt bọn hắn lực chú ý. Tiên sinh đã có kế hoạch. Ở vào phương Tây Châu cái nào đó nghỉ phép đảo. Hơn ngàn người ngay tại bãi cát chơi đùa thời điểm, đột nhiên đại hải rung động, xuất hiện từng đạo vòng xoáy. Tiếp theo tại từng đợt đất rung núi chuyển động tĩnh bên trong. Một con cự hình sinh vật xuất hiện. Chấm. Sau đó không lâu, hòn đảo nhỏ này bị cự hình sinh vật san bằng. Phương Bắc Châu mênh mông trên đại dương bao la. Mấy chiếc vạn tính bằng tấn tàu hàng, bỗng nhiên bị xuất hiện cự hình sinh vật mạnh mẽ lật tung. Đông Phương Châu nước nào đó rừng mưa bên trong đột nhiên toát ra một cái quái vật khổng lồ tới. Chấm. Rất nhanh, 3 con cự hình sinh vật xuất hiện sự tình huyên náo xôn xao. Lần này càng nhiều người nhìn thấy. Khắp nơi đều có báo cáo tin tức ra tới. Liền Thiên Thuẫn Cục cùng Hắc Ưng Đặc Công bọn hắn đều mắt trợn tròn. Nếu như những cái này khổng lồ muốn xuất hiện lời nói, chứ không phải hẳn là tìm đến mình sao? Chuyện gì xảy ra? Mình liền xuất hiện rồi. Hắc Ưng Đặc Công đều dọa sợ. Đang nghĩ, mình có phải là đã bại lộ? Vì sao chư thần phòng thí nghiệm không tìm mình trước tiên đem những cái này khổng lồ ẩn nấp? Hắn vội vàng thăm dò tiên sinh bọn hắn. Biết được chỉ là một trận sớm diễn luyện, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua khi hắn muốn đem tin tức này nói cho Diệp Quân Lâm thời điểm, lại phát hiện tìm không thấy người. Vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Chẳng qua nghĩ đến tin tức này cũng không trọng yếu, hắn không có tiếp tục tìm xuống dưới. Dù sao chân chính sự tình còn chưa bắt đầu. Chấm. Giờ phút này. Viêm Long Vệ trong phòng họp. Tứ đại thủ lĩnh đều tại. Tiêu Liệt Quân 3 người cố ý yêu cầu Lục Hùng cũng tới tham gia. Hội nghị nội dung là an toàn đảo cùng Diệp Quân Lâm vấn đề. Cho đến bây giờ, Diệp Quân Lâm vẫn là không có tìm tới, chuyện này phiền phức lớn. Tiêu Liệt Quân mấy người nhìn về phía Lục Hùng nói, hội nghị hôm nay nội dung là an toàn đảo hạng mục còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới. Đương nhiên phải tiếp tục, nhất tự Tịnh Kiên Vương là đi bế quan, hắn cũng không phải biến mất, mà lại nguy hiểm vẫn là tồn tại. Chuyện này các ngươi cũng đều biết. Lục Hùng nói thẳng.
Khương Dã lên tiếng nói, ta cảm thấy cần một lần nữa suy xét. Trước ngừng một đoạn thời gian, tìm tới Diệp Quân Lâm sau này hãy nói. Đúng, ta cũng cảm thấy là, hắn hiện tại tương đương với đem cái này cục diện rối rắm ném cho chúng ta. Chúng ta cần đần độn tiếp tục làm tiếp sao? Hồng Thanh Thương cũng là phản đối với chuyện này. Lục Hùng trực tiếp cự tuyệt bọn hắn ý nghĩ, không được. Nhất tự Tịnh Kiên Vương bế quan trước đều cho ta giao phó xong. Các ngươi không thể dừng lại, một khắc đều không được. Lục Hùng bây giờ không phải là chuyện của cá nhân ngươi, là toàn bộ Viêm Long vệ sự tình. Ngươi hiểu chưa, có chút ngươi là làm không được quyết định. Chấm. Đôi bên rất nhanh dùng beng. Việc lớn không tốt, cự hình sinh vật xuất hiện, lần này thật xuất hiện. Lúc này tình báo tổ Tào Chí Quốc vội vàng chạy tới. Đem vừa mới nhận được tin tức truyền lại cho mọi người. Cự hình sinh vật phân biệt tại ba cái địa phương xuất hiện. Tại tạo thành tổn thất to lớn về sau, rời đi. Hiện tại không biết tung tích, rất nhiều thế lực cùng cường giả đều đi lần theo. Chấm. Nhìn thấy tin tức sau. Mọi người sắc mặt đại biến. Nhất là, Lục Hùng càng là cười to nói, xem đi. Các ngươi còn muốn dừng lại. Quả thực ẩu tả, nhất tự Tịnh Kiên Vương là không gặp, nhưng những nguy hiểm này còn tại a. Hiện tại thế nào, các ngươi còn muốn dừng lại sao? Còn muốn trước tìm người sao? Lục Hùng lời này mới ra, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Bọn hắn muốn ngừng xuống tới đều không được. Dù sao tình huống không giống. Lần này là chúng ta không có thấy xa, là chúng ta nghĩ quá tùy ý. Lão Lục ngươi còn muốn tiếp tục, thậm chí phải tăng tốc điểm tốc độ, cứ theo đà này. Khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Tiêu Liệt Quân bọn hắn cau mày nói. Đồng thời bọn hắn phái người tiếp tục nhìn chằm chằm chuyện này. Lục Hùng rời đi, tiếp tục đi chấp trưởng an toàn đảo sự tình. Chấm. Mà toàn thế giới bởi vì đột nhiên xuất hiện ba con cự hình sinh vật bắt đầu hoảng. Quả nhiên đoạn thời gian trước yên tĩnh là không tầm thường. Sau đó khẳng định phải xảy ra chuyện. Quả nhiên muốn tới. Nhưng mà mọi người đều biết. Cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Đến tiếp sau còn có mạnh hơn. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị phòng ngự. Đặc biệt nhằm vào loại này khổng lồ. Nhất là Tiêu Liệt Quân bọn hắn tại Lục Hùng rời đi về sau, tiếp tục họp. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra, tình huống nguy cơ, đại hạ rất dễ dàng gặp tác động đến. Nếu như vừa mới cự hình sinh vật xuất hiện tại đại hạ, đại họa đã ủ thành. Bởi vậy chúng ta không thể quang ký thác hy vọng tại Lục Hùng an toàn đảo phía trên. Chúng ta muốn vận dụng lực lượng tại đường ven biển bắt đầu bố phòng. Nhất tự Tịnh Kiên Vương nâng lên hộ quốc sắt thép tường thành khẳng định làm không được. Thế nhưng là chúng ta có thể đem vũ khí hỏa lực bố trí tại đường ven biển lên. Phía sau lại từ cường giả tỏa chấn. Tăng thêm đến lúc đó thiên sách phủ bảo long nhất tộc tuyệt đối sẽ ra tay. Dạng này khả năng bảo đảm phòng ngừa sai sót. Tiêu Liệt Quân đối mọi người nói. Tốt, minh bạch, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải chủ động hành động. Ta liền không tin, bằng vào chúng ta tiên tiến vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, đối phó không được loại này cự hình sinh vật. Đến lúc đó trực tiếp hỏa lực bao trùm, cho chúng nó nấu một nồi sắt thép nồi lẩu. Ta liền không tin, cái gì còn không sợ sao? Chúng ta thực lực cường đại hạ, căn bản không cần thủ. Trực tiếp tiến công A, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, đến lúc đó chúng ta đem những này khổng lồ tiêu diệt. Cần phải xây trường thành sao? Chấm. Viêm Long vệ nội bộ bỏ phiếu quyết nghị về sau, lập tức bắt đầu hành động. Từng cái cường đại thần bí vũ khí cùng siêu cấp cường đại hỏa lực toàn bộ vận chuyển về đường ven biển cùng đường biên giới. Lặng lẽ bắt đầu bố trí lên. Ở thời đại này, kỳ thật vũ khí rất ít phát huy được tác dụng. Nhưng hết thảy đều đang biến hóa. Khoa học kỹ thuật cũng tại tiến bộ. Vũ khí vẫn là rất khủng bố. Cứ việc Viêm Long vệ hỏa lực bố trí là lặng lẽ tiến hành. Các nơi đều là cấp độ SSS giữ bí mật điều lệnh. Thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm hết lần này tới lần khác ngay tại đại hạ. Tất cả căn cứ đều tại đại hạ. Cho nên đại hạ có gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng đều biết. Viêm Long vệ động tác cứ việc che giấu, nhưng liền ở ngay dưới mắt bọn họ. Bọn hắn đã sớm đại hạ bố trí rất nhiều nhãn tuyến. Bởi vậy, vừa có động tác, bọn hắn là biết đến rõ rõ ràng ràng. Như thế lớn bố trí. Bọn hắn đương nhiên biết. Mặc dù không phải rõ rõ ràng ràng. Nhưng đại khái đều rõ ràng. Đại hạ lực chấp hành viễn siêu tưởng tượng của chúng ta a. Chính là bị chúng ta coi nhẹ những người bình thường này đều vô cùng cường đại a. Đúng a,
tại trong mắt chúng ta, đối thủ một mực là Thiên Sách Phủ dạng này. Viêm Long Vệ không nghĩ tới cũng mạnh như vậy, hỏa lực này một khi thi triển, tuyệt đối khủng bố a. Tiên sinh bọn người tán thưởng không thôi. Đáng tiếc a, bọn hắn bố trí kế hoạch chúng ta đều biết phải không sai biệt lắm. Căn bản đối với chúng ta không tạo được uy hiếp. Mà lại bọn hắn sớm như vậy bố trí, tương đương với chính là hoàn toàn bại lộ cho chúng ta. Tuyệt không thể để cái kia những cái này trở thành số 76 cấm địa trở ngại. Chúng ta muốn xử lý. Thằng hề đại đế bọn hắn đều cười. Chấm. Hết thảy đều tại chư thần phòng thí nghiệm trong khống chế. Đây mới là đáng sợ nhất. 10 ngày. Vẻn vẹn dùng 10 ngày thời gian. Viêm Long Vệ ngay tại đường ven biển thượng bộ thử tốt tất cả hỏa lực. Tạch tạch tạch. Bọn hắn còn đem cao đến 100 mét máy móc chiến thú cùng từng tòa cao tới cơ giáp an bài tốt. Tiêu Liệt Quân liền không tin. Những cái này cự hình sinh vật có thể đụng đến qua bọn hắn máy móc chiến thú. Vũ khí đạn dược càng là sung túc. Có thể trong khoảnh khắc đem phía trước hải vực biến thành biển lửa dung nham. Dài đến mấy canh giờ cũng không có vấn đề gì. Một ngày. Hai ngày. Chấm. Ngày thứ năm thời điểm. Đại hạ Đông Hải hải vực xuất hiện không biết tên chấn động. Giám sát đến Đông Hải hải vực có biến. Giám sát đến Nam Hải hải vực cũng xuất hiện tần suất chấn động. Chấm. Ngay sau đó các nơi đều khác thường huống sinh ra. Đại hạ đường ven biển từng cái căn cứ đô giám đo đến phía trước có dị động xuất hiện. Tần suất chấn động đặc biệt lợi hại. Căn cứ cái này tần số, hình thể hẳn là khổng lồ. Còn giám sát đến đáng sợ năng lượng chấn động, tựa như biển gầm tiến đến, đáy biển núi lửa bộc phát. Đến rồi, bọn chúng đến rồi. Tranh thủ thời gian kéo còi báo động. Tích tích tích. Bờ biển phòng ngự dây dài bên trên các nơi phát ra còi báo động chói tai. Thanh âm chói tai vô cùng. Ngay lập tức tuyến phòng ngự tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chuẩn bị chiến đấu. Các phương chuẩn bị chiến đấu. Chấm. Lập tức, đường ven biển bên trên phòng ngự toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến địch nhân đến. Từng cái nghiêm chỉnh mà đối đãi. Khẩn trương lại hưng phấn. Dù sao cũng là trước nay chưa từng có địch nhân, không có cụ thể giao thủ trước, là dạng gì. Mọi người không ai biết. Khẩn trương sợ hãi là có. Chẳng qua đại hạ đều là thiết huyết chiến sĩ, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, lại sợ khẩn trương, lại nghĩ tới đợi chút nữa nhiệt huyết một trận chiến, có chiến đấu nhưng đánh, từng cái hưng phấn đến không được. Viêm Long Vệ bày tiền tuyến chỉ huy tác chiến bộ. Cũng tiếp vào phía trước tin tức truyền đến. Nhanh như vậy sao, chúng ta còn tại điều tra trước đó vài ngày xuất hiện 3 con cự hình sinh vật đâu. Vừa mới tra được một điểm lông mày, cái này trực tiếp bắt đầu. Tiêu Liệt Quân mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Cũng bị kinh đến. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta trực tiếp tiến về tiền tuyến. Thông báo Lục Hùng, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận an toàn đảo xây tới trình độ nào, phải làm cho tốt tiếp ứng người chuẩn bị. Mặt khác, tận khả năng đem người sơ tán ra. Để bọn hắn cũng làm tốt tiến về an toàn đảo chuẩn bị. Nhất là tại tuyến phòng ngự 300 cây số bên trong, lập tức sơ tán. Đem chúng ta sớm an bài tốt bảo hộ tổ hành động. Để đội dự bị tiến lên 50 cây số, tùy thời chuẩn bị chi viện. Để các nơi chạm gác ngầm cùng ngầm tổ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn là chúng ta lằn danh. Lại đem tin tức nói cho Thiên Sách thần soái bọn hắn. Để bọn hắn cũng tùy thời làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Chấm. Đội cảm tử cùng chúng ta cùng một chỗ lao tới tiền tuyến. Nhanh nhanh nhanh. Viêm Long Vệ mấy lớn thủ lĩnh tự mình dẫn đầu đội cảm tử đi vào tiền tuyến chỉ huy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ đều nổ. Khắp nơi đều loạn. Chẳng qua còn tốt sớm có chuẩn bị, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tại Côn Luân Học viện Thiên Sách thần soái bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, cũng hoảng. Chủ yếu Thiên Sách thần soái khẩn trương nhất, ra đại sự. Nhưng Diệp Quân Lâm không tại a. Không có chủ tâm cốt, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị chi viện. Thiên Sách thần soái trước tiên đem sớm chuẩn bị tốt khẩn cấp chiến đội. Trước phái quá khứ, hắn cũng liền bận bịu đi tìm Diệp Quân Lâm. Chẳng qua bế quan địa phương thực sự không biết ở nơi nào. Hắn chỉ có thể đến Diệp Quân Lâm khả năng bế quan địa phương đi tìm. Chấm. Toàn bộ đại hạ, khắp nơi đều tại vì nghênh chiến làm chuẩn bị. Lục Hùng an toàn đảo lúc này mới xây một nửa đi. Chẳng qua lúc này cần, hắn chỉ có thể nghe thu xếp, chuẩn bị tiếp người.
chẳng những đại hạ phía trước hải vực như thế. Còn có phương Tây Châu, phương Bắc Châu rất nhiều hải vực cũng xuất hiện dị thường chấn động. Cùng đại hạ gặp phải tình huống là giống nhau như đúc. Cũng may đoạn trước thời gian dị thường, để bọn hắn cũng có chút chuẩn bị, lập tức tích cực ứng đối. Phòng ngừa bị cự hình sinh vật san bằng. Dù sao ba cái kia xuất hiện tại các nơi trên thế giới cự hình sinh vật quá khủng bố. Chỗ đến, chính là hủy diệt. Cuối cùng còn tìm không thấy bọn chúng đi đâu rồi. Lần này vừa xuất hiện, không biết có bao nhiêu con, cụ thể chiến lực cũng không biết. Khủng hoảng. Khắp nơi lâm vào khủng hoảng. Thiên Thuẫn Cục cũng ngay lập tức tiếp vào tin tức. Bọn hắn lập tức phái người đi thăm dò. Hắc Ưng Đặc Công một ngựa đi đầu, vào tới phía trước nhất đi thăm dò. Chư thần phòng thí nghiệm lại một lần không có thông báo hắn. Khả năng này muốn xảy ra chuyện a? Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn thật lần nữa hoài nghi mình có phải là bị chư thần phòng thí nghiệm phát hiện. Hắc Ưng Đặc Công mang lòng thấp thỏm bất an tình, hắn nhanh đi tra. Chấm. Rất nhanh, hắn liền làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chư thần phòng thí nghiệm thả bom khói. Cũng không phải thật sự là khổng lồ a. Thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm một cái bom khói ra tới. Toàn thế giới khắp nơi đều loạn. Từng cái như bị điên, lập tức cùng những cái này cự hình sinh vật chơi lên. Nhất là đại hạ phương diện, càng là bố trí tốt mạnh nhất hỏa lực, chờ lấy khổng lồ nhóm đến. Muốn đem tất cả át chủ bài đều để lộ ra. Muốn đem những cái này cự hình sinh vật toàn bộ hủy diệt tư thế. Một trận trước nay chưa từng có đại chiến muốn tới. Cản cũng đỡ không nổi. Không phải. Căn bản không phải a. Tất cả mọi người bên trên làm. Đây là chư thần phòng thí nghiệm bom khói a. Chư thần phòng thí nghiệm căn bản không có liên hệ chính mình. Vậy nói rõ chính là giả a. Đây tuyệt đối là âm mưu a. Hắc Ưng Đặc Công bắt đầu tìm Diệp Quân Lâm, muốn đem tin tức nói cho Diệp Quân Lâm. Trùng hợp chính là Diệp Quân Lâm bế quan, căn bản không biết chuyện này. Hắn làm sao biết chư thần phòng thí nghiệm còn có nhiều như vậy cành lá hoa hòe. Lần lượt thả ra bom khói. Lần lượt để tình thế nghiêm trọng lên. Chư thần phòng thí nghiệm mục đích làm như vậy chủ yếu là vì kích động số 76 cấm địa thần ra tay. Hắc Ưng Đặc Công căn bản tìm không thấy Diệp Quân Lâm, những người khác hắn cũng không thể nói a. Sốt ruột a. Hắc Ưng Đặc Công che ngợp bầu trời bắt đầu tìm Diệp Quân Lâm. Nhưng là đều không có kết quả. Hắn còn không bằng Thiên Sách Thần Soái những người này hiểu rõ Diệp Quân Lâm đâu. Tối thiểu những người khác biết ở nơi nào có khả năng tính. Nhưng Hắc Ưng Đặc Công thật chính là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Đừng nói tìm tới, đi đâu tìm cũng không biết. May mắn là thả ra bom khói, cũng sẽ không tạo thành nhiều tổn thất lớn. Không phải lần này liền phiền phức. Hắc Ưng Đặc Công cuối cùng đều tuyệt vọng. Sẽ không tìm. Chẳng qua lúc này, chư thần phòng thí nghiệm đột nhiên tìm tới hắn. Tiên sinh tự mình dẫn đội xuất hiện. Hắc Ưng tiên sinh ngươi thật giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Tiên sinh cười nói. Không có, không có, ta còn tưởng rằng các ngươi sớm hành động nữa nha. Hắc Ưng Đặc Công lau mồ hôi lạnh. Hắn rất thông minh. Biết chư thần phòng thí nghiệm đến tìm hắn. Ý vị như thế nào? Chỉ sợ bọn họ hành động muốn bắt đầu. Thừa dịp toàn thế giới đại loạn, khắp nơi đều lập tức bộc phát chiến tranh, tất cả mọi người lực chú ý đều tại loại này dị huống bên trên thời điểm. Chư thần phòng thí nghiệm vụng trộm đem chân chính kế hoạch ra tới cự hình sinh vật giấu ở từng cái nguồn năng lượng chạm phát điện dưới. Thần không biết quỷ không hay. Quả nhiên là âm mưu a. Trước thả ra bom khói, nhiễu loạn tầm mắt mọi người. Lại len lén đem chân chính khổng lồ toàn bộ giấu ở nguồn năng lượng chạm phát điện phía dưới. Hắc Ưng tiên sinh phiền phức, mời đi. Tiên sinh cười nói. Lúc này Hắc Ưng Đặc Công tương đương với bị khống chế lại. Bất cứ tin tức gì đều không phát ra được. Chỉ có thể dựa theo chư thần phòng thí nghiệm ý đồ tới. Tốt, ta lập tức thu xếp. Hắc Ưng Đặc Công bắt đầu sử dụng hắn đặc quyền, đem sớm tại các đại năng nguyên chạm phát điện an bài tốt nhãn tuyến toàn bộ liên hệ tốt. Muốn tới quyền hạn. Rất nhanh, chư thần phòng thí nghiệm bắt đầu hành động. Đem từng cái to lớn thùng đựng hàng vận chuyển về toàn thế giới các nơi nguồn năng lượng chạm phát điện. Tại Hắc Ưng Đặc Công trợ giúp dưới, lấy được quyền hạn, đem tất cả khổng lồ giấu ở nguồn năng lượng chạm phát điện phía dưới. Xong. Xong. Lần này triệt để xong. Chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch muốn so Diệp Quân Lâm cùng hắn dự đoán sớm. Sớm rất nhiều.
Hiện tại khổng lồ đã ẩn nấp. Sau đó đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hành động. Thế nhưng là lúc này Diệp Quân Lâm lại tìm không thấy. Thời khắc quan trọng nhất, người không gặp. Phiền phức lớn. Bom khói là cái âm mưu, nhưng tổn thất sẽ không lớn, thậm chí không có. Nhưng là bây giờ không giống. Lập tức chư thần phòng thí nghiệm chân chính kế hoạch liền đến. Đến lúc đó ai có thể đỡ nổi a? Những cái này khổng lồ mặc dù chứa ở thùng đựng hàng bên trong. Nhưng Hắc Ưng đặc công tiếp xúc gần gũi qua, cảm thụ qua kia năng lượng bàng bạc. Quả thực khủng bố đến cực hạn. Hắc Ưng tiên sinh, từ giờ phút này bắt đầu mời ngài phối hợp chúng ta, thẳng đến kế hoạch của chúng ta kết thúc. Chư thần phòng thí nghiệm cũng rất cẩn thận. Còn đem Hắc Ưng đặc công trông giữ lên. Sợ tiết lộ ra ngoài tin tức. Hắc Ưng đặc công sốt ruột a. Có một cái thùng đựng hàng còn xấu. Hắn vừa vặn nhìn thấy bên trong khổng lồ. Cùng bom khói thả ra căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mạnh rất rất nhiều. Diệp Quân Lâm dự đoán đều là đúng. Loại này khổng lồ cường đại đến để người sợ hãi. Kỳ thật dù là hắn bị người nhìn xem, hắn cũng có thể phát ra ngoài tin tức. Nhưng là Diệp Quân Lâm tìm không thấy người a. Không biết ở nơi nào bế quan. Hắn không có cách nào. Lần này muốn xảy ra chuyện. Hắn dự báo đến. Mấu chốt là chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch tốc độ quá nhanh. 3 tháng kế hoạch. Sớm đến hơn 1 tháng. Liền nửa tháng thời gian cũng chưa tới. Cái này ai có thể đỡ nổi? Ai có thể dự báo đến? Tốc độ này quá khoa trương. Hắc Ưng đặc công người trực tiếp đều tê dại. Trực tiếp rút ngắn một nửa nhiều thời gian. Nếu không phải hắn thật nhìn thấy những cái kia khổng lồ, cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy. Cũng là Diệp Quân Lâm không có dự đoán được. 2 tháng đã rất nhanh đi. Nơi nào nghĩ đến so nửa tháng nhanh hơn. Kỳ thật liền tiên sinh bọn hắn đều là chết lặng. Cả người chư thần phòng thí nghiệm, bao quát chủ thần ti đều là xôi trào. Đều không nghĩ tới Hắc Ám bác sĩ còn có thể vượt mức quy định, 40 ngày không đến thời gian liền hoàn thành. Bởi vậy bọn hắn kế hoạch sớm. Đầu tiên là thả ra bom khói, lại đem chân chính khổng lồ toàn bộ ẩn nấp. Một chiêu này quả thực tuyệt. Lúc đầu chư thần phòng thí nghiệm bên kia còn tại xoắn suýt như thế nào đem những cái này khổng lồ không bị bất luận kẻ nào phát hiện giấu đến nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới. Vừa vặn tiên sinh muốn thả ra cái này bom khói. Bởi vậy thành tuyệt hảo cơ hội. Bây giờ toàn các nơi trên thế giới đều đang động loạn bên trong, đều đánh tới hôn thiên ám địa. Nơi đó sẽ có người chú ý cái khác. Khoảng thời gian này, chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch khổng lồ toàn bộ giấu kín hoàn tất. Liền đợi đến tổng cộng vạch bắt đầu. Làm xong đây hết thảy sau. Tiên sinh còn phái người cẩn thận lại lấy cái khác góc độ quan sát tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không phát hiện. Xác nhận không sai về sau, mới rời khỏi. Về phần Hắc Ưng đặc công liền triệt để bị giam lỏng. Hiện tại không đơn giản liên lụy đến kế hoạch này. Còn có kế hoạch bắt đầu thời gian đã sớm biến. Sớm thả bom khói tin tức, Hắc Ưng đặc công toàn bộ biết. Hắn càng không thể thả ra. Yên tâm đi, Hắc Ưng tiên sinh, chờ chúng ta thành công về sau. Ngươi chính là công thần, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên sinh cười cười. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Bị giam lỏng Hắc Ưng đặc công cười, Diệp Quân Lâm a Diệp Quân Lâm, lần này ta không giúp được ngươi. Cái này cũng không trách ta a. Lúc đầu muốn mượn ngươi mạnh tay sáng tạo chư thần phòng thí nghiệm, để các ngươi lưỡng bại câu thương. Hiện tại sợ là đại hạ muốn bị chư thần phòng thí nghiệm trọng thương. Ta hiện tại truyền không đi ra tin tức, chẳng qua cũng tốt, đại hạ phương diện cũng là địch nhân của ta, chư thần phòng thí nghiệm càng hung ác, ta càng hưng phấn. Các ngươi lẫn nhau đánh đi, ai làm bị thương, ta đều vui vẻ. Hắc Ưng đặc công nhếch lên chân bắt chéo. Hắn cho Diệp Quân Lâm làm việc, cũng không đại biểu lập trường đồng dạng. Đôi bên đều là địch nhân, với hắn mà nói. Phía kia tổn thất đều được. Hắn chỉ cần bảo trụ mệnh liền tốt. Cái khác các người yêu như thế nào liền như thế nào. Nghĩ như vậy minh bạch về sau, Hắc Ưng đặc công liền không buồn khổ. Ngược lại có một tia hưng phấn cùng chờ mong. Chấm. Từ nơi này rời đi sau. Tiên sinh trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu đi. Để thế giới này loạn lên, để thế giới này điên cuồng lên. Các nơi sẽ phải lên tình trạng. Đại hạ, Côn Luân học viện. Thiên sách thần soái bọn người tìm nửa ngày. Cuối cùng toàn bộ tụ hợp đến cùng một chỗ. Không có. Ta bên này cũng không có. Căn bản liền không tìm được người a. Chấm.
Diệp Quân Lâm bế quan địa điểm một mực là bí mật. Tất cả mọi người tìm không thấy. Hiện tại, từ bỏ đi, lại tìm người cũng là phí công. Thiên Sách Thần Soái nói ra, lúc đầu Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương nói chính là hắn tới đối phó chư thần phòng thí nghiệm chân chính hạch tâm, đối phó những cái này khổng lồ thời điểm hắn không thể bại lộ thực lực ra ngoài. Bởi vậy vô luận như thế nào, những cái này khổng lồ đều hẳn là cho chúng ta tới đối phó. Hắn tại hoặc là không tại, đều là chúng ta. Hiểu ý của ta không? Minh bạch. Tất cả mọi người mạnh mẽ gật đầu. Bởi vậy đâu, hắn không tại, chỉ là thiếu khuyết chỉ huy thôi. Chúng ta vẫn là chúng ta. Một trận chiến này liền từ chúng ta tới tham dự. Truyền mệnh lệnh của ta tai nạn tiến đến. Thiên Sách Phủ Bảo Long Nhất Tộc nên gánh vác hộ quốc trách nhiệm. Hiện tại Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long Nhất Tộc tức chiến lực theo ta xuất phát. Thiên Sách Thần Soái hạ lệnh. Trừ sớm phái đi ra đội tiền trạm, lần này, Thiên Sách Thần Soái tự mình xuất lĩnh Thiên Sách Phủ đại bộ đội minh mông cuồn cuộn đi vào phòng ngự một tuyến. Giờ phút này, bờ biển phòng ngự một tuyến bên trên. Tất cả hỏa lực đều phối trí tốt, liền đợi đến khai hỏa. Nhất là Viêm Long Vệ tổ chức đội cảm tử đã bày ở tuyến ngoài cùng vị trí. Thời khắc chuẩn bị công kích. Tiêu Liệt Quân tác chiến lý niệm là chủ động tiến công. Phòng ngự là không được. Đội cảm tử là bọn hắn một cái đại sát chiêu. Từng cái thực lực cường đại không nói, trên thân còn mang theo cường đại vũ khí cùng thần khí. Đến lúc đó vạn nhất cự hình sinh vật quá kinh khủng lời nói, bọn hắn liền sẽ lựa chọn cùng đến chỗ chết. Bọn hắn mang theo cường đại vũ khí cùng thần khí có thể làm được điểm này. Tiêu Liệt Quân lý niệm là cường đại hỏa lực bao trùm cùng đội cảm tử công kích, một đợt liền phải tiêu diệt chí ít một nửa cự hình sinh vật. Các phương đều đã chuẩn bị kỹ càng, phi cơ chiến đấu của chúng ta cũng toàn bộ điều động. Liền đợi đến mệnh lệnh của ngài. Tiêu Liệt Quân ba vị thủ lĩnh nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chúng ta không đến muộn a. Một thanh âm truyền đến. Thiên Sách Thần Soái mang theo số lớn cường giả đến nơi này. Ha ha ha, quá tốt, không đến muộn. Chúng ta giám sát bộ môn là rất sớm chỗ rất xa liền phát hiện bọn chúng. Bọn chúng lại tới đây cần thời gian nhất định, chẳng qua cũng nhanh, ở mấy phút đồng hồ trong vòng. Tiêu Liệt Quân giải thích nói. Viêm Long Vệ trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười sán lạn. Mặc dù bố trí nghiêm mật, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là không chắc. Chẳng qua lần này tốt. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long Nhất Tộc những cái này đại cao thủ nhóm đến về sau. Tình huống kia không giống. Không chỉ như thế, Diệp Thị cổ tộc những cao thủ cũng tới. Chúng ta còn có bí mật ngoại viện cũng tới. Ngay tại trên đường, thuận lợi, chúng ta có thể trong ngoài giáp công. Thiên Sách Thần Soái cười nói. Cứ việc Diệp Quân Lâm không tại. Nhưng dưới tay hắn vẫn là có thể dùng. Diệp Thị cổ tộc nhóm thế lực. Mà trong miệng hắn ngoại viện thì là Minh Tà Thần bọn người xuất lĩnh Thánh Kinh tổ chức cùng Diệp Vô Đạo Diệp Lăng Thiên dẫn đầu Mã Nhã công nghiệp. Liên hệ đến bọn hắn về sau. Những người này cũng phải nhao nhao đến chi viện. Về phần Diệp Quân Lâm chân chính siêu cấp át chủ bài, hắn là không động đậy. Lúc đầu Diệp Quân Lâm cũng không có ý định ở đây dùng A. Tốt, quá tốt. Chúng ta mạnh như vậy phối trí, ta liền không tin bọn chúng có thể trở thành đại hạ tai nạn. Có thể từ chúng ta dưới chân tuyến phòng ngự dẫm lên. Không có khả năng. Tiêu Liệt Quân mấy người khí thế 10 phần. Hiện tại hoàn toàn có lực lượng. Căn cứ tin tức phương Tây Châu các quốc gia đã giao thủ. Chiến Ưng quốc cũng đầu nhập trong đó. Lúc này phía sau tin tức truyền đến. Cái khác từng cái địa phương đều tại giao thủ. Xem ra, đây là một trận toàn thế giới tính. Không phải đặc biệt nhằm vào chúng ta đại hạ A. Ta liền nói Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương nghĩ đến nhiều lắm. Luôn luôn cảm giác chỉ có đại hạ là địch nhân đồng dạng. Không phải sao, toàn thế giới đều tại gặp trắc trở a. Mấy người bất mãn thảo luận. Đến rồi, ngay tại tiếp cận bên trong. Lúc này, giám sát bộ môn phát ra tin tức. 2 phút đồng hồ về sau dự tính đến phạm vi công kích. Số lượng không cách nào xác định, nhưng nói ít phải có trên 100 con. Giám sát bộ môn đã từ trong biển giám sát đến. Tốc độ của bọn nó kỳ thật siêu cấp nhanh. Trong nháy mắt liền đến. Các bộ chuẩn bị. Toàn thể nghe ta mệnh lệnh. Tiêu Liệt Quân một mặt nghiêm túc. Sau lưng tất cả mọi người khẩn trương đến muốn xuất mồ hôi. Dù sao địch nhân là không biết. Cường đại cỡ nào, không ai biết. 1 phút đồng hồ. Thời gian đếm ngược. Giống như là tử vong tiếng chuông gõ vang đồng dạng. Tuyến phòng ngự bên trên mấy triệu chiến sĩ khẩn trương đến ngừng thở.
vậy mà không có một tia thanh âm, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Có thể thấy được mọi người có bao nhiêu khẩn trương. 30 giây, 20 giây, chấm, 10, 9, chấm, 3, 2, 1, chấm, ầm ầm. Tại đất rung núi chuyển động tĩnh bên trong, từng đạo khổng lồ cự hình thân ảnh từ trong biển xuất hiện. Cao độ hẹn 100 mét, chiều dài hơn mấy trăm mét. To lớn hình thể như núi lớn. Hình thể cái bóng rơi trên mặt biển, lập tức đều đen. Thật đáng sợ. Đem tất cả mọi người hù đến. Làm quái vật khổng lồ bốc lên lúc đi ra, toàn bộ tuyến phòng ngự đều chấn kinh. T. Đổ rút khí lạnh cùng thanh âm kinh ngạc không dứt bên tai. Cự hình sinh vật mang tới cảm giác áp bách quá đủ. Luận ai cũng khủng bố hơn. Cho dù là thiên sách thần soái Chi Lưu cũng đã biến sắc, coi trọng. Đánh cho ta. Tiêu Liệt Quân nhìn thấy cự hình sinh vật trong chớp mắt ấy, lập tức hạ lệnh. Phanh 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 phanh. Xuy 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 xuy. Chấm. Bố trí tốt vũ khí hiện đại toàn bộ khai hỏa. Ầm ầm. Uy lực khủng bố tuyệt luân. Hoàn toàn là hủy diệt tính. Nháy mắt liền đem phía trước hải vực hóa thành biển lửa, giống như núi lửa bộc phát sau cuồn cuộn dung nham. Mấu chốt chính là không chỉ là một phương tiểu nhân hải vực. Là toàn bộ đại hạ bờ biển phòng ngự tiền phía trước toàn bộ hải vực đều luân vi biển lửa. Tựa như là dùng đạn pháo nấu một nồi sắt thép canh. Tình cảnh đặc biệt hùng vĩ. Chiến trận quả thực đáng sợ đến cực hạn. Liền chư thần phòng thí nghiệm đều kinh ngạc đến ngây người. Không dựa vào cường giả lời nói, chỉ là vũ khí hiện đại, đại hạ liền đáng sợ đến nước này sao? Quả nhiên không thể đánh giá thấp bất kỳ kẻ địch nào a. Viêm Long vệ cùng hiện đại chiến sĩ phai nhạt ra khỏi mọi người nhãn tuyến. Chỉ khi nào đánh trận, bọn hắn vẫn là mạnh đến bạo tạc. Hỏa lực này đem vạn dặm đường ven biển trước hải vực hóa thành biển lửa, đây cũng quá khủng bố. Kinh khủng hỏa lực đánh vào những cái này cự hình sinh vật trên thân. Oanh! Cường đại uy lực, những cái này cự hình sinh vật cũng không chịu nổi. Từng cái bị đánh sập ở trong biển. Lập tức bao phủ tại trong biển lửa. Thê thảm thanh âm tức giận phát ra, tựa như thiên không đang đánh lôi đồng dạng. Rung động phải thiên địa ông rung động. Chấm. Một đợt lại một đợt hỏa lực mãnh kích, biển lửa không ngừng mở rộng. Trước mắt mấy trăm con cự hình sinh vật toàn bộ bao phủ ở trong đó, căn bản không cách nào tiến lên nửa phần. Hơn nữa còn cùng với chật vật, tổn thương không ít. Thân thể căn bản đều đứng không dậy nổi. Ha ha ha, ta đã nói rồi, lợi hại hơn nữa nó cũng phải sợ. Chúng ta lợi hại vũ khí đi qua, như thường xuyên ra tới một cái lỗ. Nhất tự Tịnh Kiên Vương quá nói chuyện giật gân. Đem cái đồ chơi này miêu tả quá lợi hại. Nhìn thấy có hiệu quả, Tiêu Liệt Quân cười to nói. Những người khác cũng có thụ cổ vũ, cả đám đều bắt đầu buông lỏng lên. Cũng không phải là ngay từ đầu như vậy khẩn trương. Tiếp tục, làm cho ta bọn chúng. Làm một chút làm. Tiêu Liệt Quân hô lớn. Cùng lúc đó, trên không trung vạn chiếc kiểu mới chiến cơ gào thét đi vào. Ầm ầm. Đối phía trước hải vực tiến hành một đợt lại một đợt bao trùm thức oanh tạc. Vũ khí cùng không cần tiền giống như chút xuống. Biển lửa tiếp tục mở rộng, thậm chí trên mặt biển hỏa diễm bốc lên. Bọn này cự hình nhóm sinh vật lần nữa chịu đủ tàn phá. Tử thương vô số. Tình thế hoàn toàn bị ép xuống. Đội cảm tử, lên. Cơ giáp của chúng ta quân đoàn cũng tới. Tiêu Liệt Quân ra lệnh một tiếng. Chúng ta cũng cùng một chỗ đi, giảm bớt một điểm thương vong. Thiên sách thần soái các cao thủ cũng dốc hết toàn lực. Cùng một chỗ thẳng hướng phía trước hải vực. Đội cảm tử điên cuồng xông lên phía trước nhất. Tiếp theo là cơ giáp quân đoàn. Bao quát các loại hình thể 100 mét siêu cấp chiến giáp, cùng máy móc chiến thú. Cũng di chuyển nhanh chóng. Bọn chúng về mặt hình thể không thua bởi những cái kia cự hình sinh vật. Cuối cùng mới xuất phát thiên sách thần soái chờ siêu cấp cường giả nhóm, lại đến nơi trước tiên phía trước hải vực chiến trường. Giống. Chấm. Từng cái quái vật khổng lồ dùng răng. Từ trong biển ra tới. Cùng đánh tới đám người chiến làm một đoàn. Chẳng qua trước hết nhất ló đầu ra đến đều là khắp cả người lăng tổn thương. Vừa mới kia mấy phen bao trùm thức hỏa lực, để bọn chúng không ngừng kêu khổ. Đối đầu thiên sách thần soái loại này sinh lực quân, quả thực chính là binh bại như núi đổ. Từng cái rất nhanh đổ xuống. Thậm chí thân thể bị chia năm xẻ bảy. Đội cảm tử lại là người điên, tuyệt không cho những cái này cự hình sinh vật lưu nhiệm gì đường sống.
tàn bạo đem thân thể của bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Các loại chiến giáp cũng đầu nhập chiến đấu, đem những cái này cự hình sinh vật toàn diện áp chế. Rất nhanh liền bày biện ra thiên về một bên cục diện. Liền cái này, ha ha ha, ta cảm giác chúng ta xuất động nhiều như vậy người, hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Nhìn thấy phía trước tình hình chiến đấu, Tiêu Liệt Quân bọn hắn đều cười. Dễ dàng như vậy, làm hại bọn hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy. Cảm giác Bạch Lam chuẩn bị. Chẳng qua đúng vào lúc này, phía trước phát hiện đột biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từng cái cự hình sinh vật vậy mà từ đại hạ chiến đội sau lưng hải vực xuất hiện, đối bọn hắn tiến hành công kích. A, à, cái này, chấm, tất cả mọi người mộng, lúc nào vây quanh phía sau, còn có bọn chúng từ nơi nào đến, vừa mới không phải đều ở phía trước sao. Mọi người nơi đó biết, tại vừa mới tiến hành bao trùm thức oanh lúc chiên. Một bộ phận cự hình sinh vật là trên mặt biển, nhưng càng nhiều một phần là giấu ở phía dưới. Để phía trên bọn này cự hình sinh vật đến gánh tổn thương, đến yểm hộ bọn chúng. Bọn chúng lặng lẽ vây quanh đằng sau. Cái này nhưng đều là sinh lực quân. Trong lúc nhất thời đối đội cảm tử cùng thiên sách phủ người tạo thành phiền toái không nhỏ. Chi viện, tranh thủ thời gian chi viện. Tiêu Liệt Quân bọn hắn sắc mặt đều biến. Vẫn là so trong tưởng tượng phải cường đại hơn, khó đối phó. Bọn hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, vẫn là không phí công. Toàn bộ cần dùng đến. Giết, giết cho ta. Thiên sách thần soái ở phía trước một ngựa đi đầu. Đằng sau một số đông người đi theo công kích. Chấm. Một trận chiến này, giết tới đất trời tối tăm, nhật nguyệt đảo ngược, sơn hà thất sắc. Đôi bên đều bị tổn thương. Nhưng tại cuối cùng, tại thiên sách thần soái dẫn đầu dưới. Một trận chiến này thắng. Toàn diệt tất cả cự hình sinh vật, một cái đều không có lưu lại. Cuối cùng còn bắt giữ hơn 10 cái mang về. Cứ việc có thương vong, nhưng là so dự tính nhỏ hơn nhiều lắm. Đội cảm tử chỉ thương vong 1/3. Cái khác thương vong càng ít. Phải biết, Viêm Long vệ trước đó dự tính là dám chết đội sẽ không còn sống lui ra ngoài. Cơ giáp quân đoàn toàn bộ tổn hại. Không nghĩ tới liền nhẹ nhàng như vậy thắng. Thiên sách thần soái bọn hắn thậm chí một điểm tổn thương đều không bị. Ha ha ha, ta đã sớm nói. Lấy đại hạ thực lực bây giờ những cái này cự hình sinh vật căn bản không sợ a. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi nhìn thấy sao? Chúng ta chiến thắng những cái này cự hình sinh vật, bọn hắn cũng không có ngươi miêu tả cường đại như vậy. Bọn chúng cũng có máu có thịt, như thường có thể giết chết. Một pháo như thường đánh xuyên. Bọn chúng không được, không cần an toàn đảo đến dự phòng, càng không cần hộ quốc tường thành tới chặn. Bọn chúng bị chúng ta tự tay đánh bại. Ha ha ha. Tiêu Liệt Quân bọn người vô cùng bá khí hô lớn. Cũng không thể nói như vậy, tối thiểu nhất tự Tịnh Kiên Vương là sớm phát hiện những cái này cự hình sinh vật. Để chúng ta có chút chuẩn bị. Một bên có người nói. Vậy cũng đúng, chẳng qua những cái này cự hình sinh vật thật không mạnh. Đúng a, căn bản là hơi yếu a, căn bản không đáng chúng ta phái ra nhiều cao thủ như vậy đi. Đối với thiên sách phủ những cao thủ đến nói, chính là yếu gà đồng dạng. Để bọn hắn xuất động. Thật nhân tài không được trọng dụng a. Cái này cùng Diệp Quân Lâm miêu tả kém cách xa vạn dặm a. Liền cái này, cần tường thành tới chặn, là dạng gì đầu óc khả năng nói ra những lời này đến. Những cái kia an toàn đảo cũng đừng xây, xây cũng là lãng phí, nói cho Lục Hùng bọn hắn đừng làm, bọn hắn đều là tại làm chuyện vô ích. Nếu là thật nghe hắn, cử quốc chi lực để xây dựng hộ quốc tường thành, vậy chúng ta mới tổn thất lớn a. Vì những cái này yếu đồ chơi, cử quốc chi lực. Buồn cười đến cực điểm. Lần sau lại muốn là loại này tin tức giả, cũng đừng để Diệp Quân Lâm nói. Không sai hắn là sớm biết, có chút công lao. Thế nhưng là mọi người ngẫm lại, dù là hắn không nói, chúng ta lâm thời làm ra phản ứng cũng là đến kịp. Đây nhất định là, lấy Viêm Long vệ năng lực, lâm thời bố trí. Hiệu quả đồng dạng, nhiều lắm là thêm một cái giờ thôi. Chấm. Thắng về sau. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Quân Lâm lúc trước miêu tả quá trơn kê. Không có chút nào phù hợp hiện thực. Cả đám đều đang trách cứ Diệp Quân Lâm. Quá huy động nhân lực. Rõ ràng một chuyện nhỏ, lại náo ra như vậy động tĩnh lớn. Nhớ tới lúc trước hắn nói lời cùng kế hoạch, quả thực muốn cười đến rụng răng đồng dạng. Những cái này cự hình sinh vật hoàn toàn chính xác khủng bố,
nhưng xa xa không có đến cử quốc chi lực tới đối phó tình trạng. Quả thực hoang đường. Cả đám đều đang thảo luận. Cảm thấy Diệp Quân Lâm quá chuyện bé xé ra to. Chấm. Đầu tiên là một bộ phận người tại ầm ĩ, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người. Cuối cùng đều muốn vỡ tổ. Tốt, mọi người nói ít vài ba câu đi. Dù sao hắn vẫn là vì đại hạ tốt. Nhất tự Tịnh Kiên Vương không có sai. Hắn một mực đang vì đại hạ hiệu lực, hết thảy đều là vì đại hạ. Mà lại hắn dự đoán đối cự hình sinh vật đến. Tiêu Liệt Quân để mọi người im lặng xuống tới. Thiên Sách Thần Soái cũng nói, đúng, có thể là Nhất tự Tịnh Kiên Vương phán đoán sai lầm. Loại này sai lầm có đôi khi cũng có a. Chẳng qua đâu, chỉ cần đại hạ không có việc gì là được, dù là chuẩn bị lại nhiều, ta thà rằng hết thảy chuẩn bị đều lãng phí. Chỉ cầu một cái an ổn. Nghe nói như thế, mọi người nhao nhao gật đầu, đây đúng là, chúng ta ngược lại là hy vọng chuẩn bị không dùng được. Dạng này, những vật này đều sẽ không xuất hiện, chúng ta một điểm thương vong đều không có. Không thể không nói, chuẩn bị so không chuẩn bị tốt, chỉ là Nhất tự Tịnh Kiên Vương quá khuếch đại. Không nên trách hắn, hắn ngược lại có công, chẳng qua tổn thất to lớn, không có công, cũng không sai đi. Chấm. Mọi người nhao nhao thoải mái. Cũng dần dần an tĩnh lại. Tốt, hiện tại bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm tra tình huống thương vong. Đồng thời thông chi một chút đi để phía sau hủy bỏ hết thảy hành động. Để Lục Hùng phương diện cũng hủy bỏ hành động, cũng phải đình chỉ tu kiến. Để hắn tới tìm chúng ta. Chúng ta ở trước mặt nói cho hắn đình chỉ tu kiến an toàn đảo sự tình. Tiêu Liệt Quân mấy người hạ lệnh. Thiên Sách Thần Soái sau khi nghe được, kỳ thật muốn ngăn cản. An toàn đảo vẫn là phải tiếp tục tu. Hắn cho rằng Diệp Quân Lâm thuyết pháp vẫn là không sai. Dù sao hắn biết Diệp Quân Lâm thực lực chân thật. Dù là lần này tình huống thực tế như thế. Nhưng hắn cảm thấy nghe Diệp Quân Lâm là không sai. Chẳng qua chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng không tiện nói. Dù sao dựa theo thân phận đến nói, hắn cùng trước mắt mấy vị thủ lĩnh không sai biệt lắm, thậm chí muốn thấp một chút. Chỉ có thể coi như thôi. Đã bên này không có việc gì, ba vị thủ lĩnh ta trước dẫn người rời đi. Thiên Sách Thần Soái liền phải dẫn người rời đi. Tốt, cảm tạ các ngươi. Lập tức, Thiên Sách Thần Soái dẫn đầu đại bộ đội liền muốn rời khỏi. Ầm ầm. Lúc này, một trận đất rung núi chuyển động tĩnh truyền đến. Cách đó không xa trên mặt biển đã sôi trào lên. Có cường địch xâm phạm. Có cường địch xâm phạm. Chú ý, chú ý. Chấm. Tiếng cảnh báo đại tác. Vang vọng toàn bộ tuyến phòng ngự. Chuẩn bị chiến đấu. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Liệt Quân bọn hắn đều hoảng. Lập tức hô to. Toàn thể lần nữa chuẩn bị, lần này so với trước kia khủng bố nhiều. Dù sao đây là bất ngờ tình huống. Chẳng lẽ Nhất tự Tịnh Kiên Vương nói là đúng. Loại này cự hình sinh vật mạnh đến chúng ta không có cách nào đối phó. Đến tiếp sau còn có lợi hại hơn. Khương Dã lời này mới ra. Tất cả mọi người không phản bác. Yên lặng cùng đợi. Rất có thể thật là loại tình huống này. Như vậy, vậy liền phiền phức lớn. Chẳng qua mọi người phản ứng rất cấp tốc. Tất cả tuyến phòng ngự lần nữa tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhìn cách đó không xa hải vực. Truyền đến động tĩnh to lớn dường như vẫn là hai cái phương hướng. Tình thế có chút lớn. So vừa rồi cự hình sinh vật khả năng còn khó hơn đối phó một điểm. Các ngươi quá mẫn cảm. Đây không phải là địch nhân, là viện quân của chúng ta a. Phía đông là Thánh Kinh tổ chức, phía tây là Mã Nhã công nghiệp a. Thiên Sách Thần Soái vội vàng giải thích nói. Hắn liếc mắt qua, đã thấy rõ ràng đến chính là những người kia. A, cái gì, là viện quân a, là người một nhà a, hù chết đều. Ha ha ha, ta đã nói rồi. Tiêu Liệt Quân bọn hắn căng cứng thần kinh toàn bộ trầm tĩnh lại. Là viện quân của chúng ta. Mọi người đừng lo lắng. Là viện quân, địch nhân toàn bộ tiêu diệt, không có khả năng khôi phục. Mọi người đều lui ra đi, là viện quân của chúng ta. Chấm. Tuyến phòng ngự bên trên hô to. Mọi người lúc này mới yên lòng lại. Rất nhanh. Hai đợt đội ngũ nhao nhao đến. Nhìn ra được, Diệp Quân Lâm thu xếp qua. Đôi bên đều lấy ra tinh nhuệ nhất phương bài ra tới chi viện. Riêng là từng kiện cường đại thần khí liền có thể nhìn ra. Đây là đem vốn liếng lấy ra hết. Không sai. Thánh Kinh tổ chức cùng Mã Nhã công nghiệp bị Diệp Quân Lâm thu xếp tại đối phó khổng lồ phía trên.
Minh tà thần bọn hắn ngay lập tức tiếp vào tin tức về sau, lập tức mang tinh nhuệ đến. Minh tà thần gió tà thần bọn hắn một mặt khác biệt, Những cái kia khổng lồ đâu? Ở nơi nào đâu? Không tới sao? Một bên khác mang đội Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên mấy người cũng kinh ngạc, đúng a, làm sao không thấy được? Ta còn tưởng rằng các ngươi đánh cho thiên băng địa liệt đâu. Bọn hắn còn tại chung quanh cẩn thận quan sát. Cái này nhìn qua xem xét. Mọi người sắc mặt đại biến. Trên mặt biển một mảnh hỗn độn, máu tươi, vật tàn lưu vân vân. Gần như đem đại hải che khuất. Minh tà thần kinh ngạc nói, không thể nào. Các ngươi chẳng lẽ đã đem khổng lồ toàn bộ giải quyết đi. Lời này mới ra. Mọi người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Diệp Vô Đạo bọn hắn đều bị hù dọa. Hạ Liệt Quân bọn hắn cười cười, đúng, không sai. Đã vừa mới bị chúng ta giải quyết, chiến đấu kết thúc. Đến xem bên này, là chúng ta bắt được cự hình sinh vật. Hồng Thanh Thương chỉ cách đó không xa. Nhìn thấy khổng lồ về sau, Minh Tà Thần bọn hắn há to mồm, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đến cùng là đại hạ quá lợi hại, vẫn là những cái này cự hình sinh vật quá yếu. Phải biết bọn hắn biết tin tức về sau, cũng là ôm lấy cùng đến chỗ chết, không còn sống rời đi chiến trường quyết tâm đến. Kết quả chạy đến chi viện, người ta liền đem cầm đánh xong. Đây cũng quá khoa trương. Bọn hắn liền tương đương với phí công một chuyến. Đùa giỡn đâu. Không phải, đến cùng là các ngươi quá mạnh, vẫn là bọn chúng quá yếu. Ta không xa vạn dặm đến, thế nhưng là chi viện. Liền cái gì không làm trở về rồi. Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng rất phiền muộn. Lúc đầu khoảng thời gian này hắn cùng Diệp Lăng Thiên bọn người thực lực tăng nhiều, lại tay cầm thần khí, nghĩ đại triển thần uy. Để toàn thế giới biết sự lợi hại của bọn hắn. Kết quả một điểm cơ hội biểu hiện đều không có. Đây không phải đều muốn tức chết bọn hắn sao? Thiên Sách Thần Soái cười cười nói, các ngươi tới chậm, không có gặp phải. Chẳng qua ăn ngay nói thật, hơi yếu, chúng ta đều không có tổn thất bao nhiêu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Viêm Long Vệ dốc hết hỏa lực nặng tình huống dưới, nơi này biến thành biển lửa. Là tất cả mọi người đánh giá thấp vũ khí hiện đại đáng sợ. Chấm. Nghe xong Thiên Sách Thần Soái nói tới sau. Minh Tà Thần mấy người cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn đối Diệp Quân Lâm là tin phải không thể lại tin. Diệp Quân Lâm nói qua loại này khổng lồ một khi xuất hiện, tuyệt đối là tai nạn tính. Nhưng bây giờ sự thật lại là Đại Hạ Viêm Long Vệ cùng Thiên Sách Phủ liền nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí xuất động Thiên Sách Thần Soái loại cường giả cấp bậc này, có loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Vấn đề ra ở đâu? Diệp Quân Lâm nói không đúng sao? Bọn hắn vẫn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Tuyệt đối hắn nói là thật. Khẳng định như vậy còn có tình huống. Chẳng qua Diệp Vô Đạo bọn hắn khác biệt, nhao nhao đều trên mặt tiếc nuối. Bọn hắn đáng tiếc không có gặp phải một trận chiến này. Ai, vốn cho rằng có đại chiến nhưng đánh. Chúng ta chạy tới chi viện cái tịch mịch. Cái đồ chơi này yếu như vậy sao? Đáng giá hưng sư động chúng như vậy. Là ai nói cái đồ chơi này lợi hại? Diệp Vô Đạo hỏi. Là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương phát hiện ra trước loại này cự hình sinh vật. Cũng là hắn nói cái đồ chơi này vô cùng cường đại, phải tại đại hạ đường ven biển bên trên cấu trúc hộ quốc tường thành. Viêm Long Vệ có người đem sự tình nói cho mọi người. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm các ngươi cũng dám tin. Cường đại đến cần 300 mét tường thành đến ngăn trở. Hiện tại thế nào, các ngươi không phải nhẹ nhõm giải quyết sao? Hắn chính là nói chuyện giật gân, các ngươi thật đúng là tin, náo ra như thế lớn chiến trận đến, pháo cao xạ đánh con muỗi a. Về sau chuyện này mọi người nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi a. Không phải có hại ta đại hạ danh dự. Diệp Vô Đạo cười lạnh nói. Những người khác cũng phụ họa nói, đúng. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương dự đoán tin tức chuyện này ngàn vạn không thể truyền đi. Đều cho ta phong tỏa. Chẳng qua tất cả mọi người không có phản bác. Sự thật như thế a. Những cái này cự hình sinh vật sợ là liền Diệp Quân Lâm nói 1% thực lực đều không có. Hắn nói thế nhưng là vừa xuất hiện liền phải trở thành tai nạn. Kết quả đây, làm hại mọi người huy động nhân lực. Làm ra cái này đến cái khác phương án tới. Cuối cùng yếu như vậy. Đùa giỡn đó sao? Vẻn vẹn đội cảm tử cùng Thiên Sách Phủ các cao thủ liền giải quyết. Phải biết Viêm Long Vệ tại tuyến phòng ngự bên trên bố trí số lượng nhiều nhất chiến đội. Kết quả căn bản không có cơ hội đưa vào sử dụng. Mà lại phía sau còn có hơn 100 vạn đội dự bị.
lại sau này mặt còn có ngầm tổ trạm gác ngầm chờ một chút mấy chục vạn chiến sĩ. Càng không dùng được. Còn có Thánh Kinh tổ chức cùng Mã Nhã công nghiệp viện quân, bọn hắn quá xa, tới chậm một điểm. Kết quả chiến đấu kết thúc. Quá trơn kê. Nói ra, đều sẽ làm trò cười cho người khác. Cảm thấy đại hạ có bệnh. Rất nhanh các nơi trên thế giới tin tức truyền đến. Tất cả mọi người thắng. Các quốc gia xuất động chân chính lực lượng về sau, loại này cự hình sinh vật toàn diện tan tác. Nhất là chiến ưng quốc càng là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Toàn thế giới tai nạn trong khoảnh khắc khứ trừ. Nhưng mà giai đoạn trước chuẩn bị nhưng lại xa xa lớn hơn chiến đấu cần. Nhất không cân bằng chính là đại hạ. Bọn hắn chuẩn bị nhiều lắm, kết quả liền cái này. Lãng phí, quá lãng phí đi, nhìn như chuẩn bị kỹ càng, nhưng kỳ thật tổn thất quá lớn. Cái này một đợt tổn thất nên tìm ai, căn bản không dùng được a. Diệp Vô Đạo hô lớn. Nghe được Diệp Vô Đạo nói như vậy. Hạ Liệt Quân trong lòng bọn họ thật buồn bực. Tổn thất quá lớn a. Không nói đến chuẩn bị hết thảy. An toàn đảo bên kia tổn thất quá lớn. Nhân lực tài lực đều là giá trên trời a. Còn có kiến tạo an toàn đảo vật liệu, đều là đổi lấy. Những cái kia kiến tạo an toàn đảo tài nguyên đều là quốc khố mở ra về sau, dùng chân quý tài nguyên đổi lấy đến. Tổn thất quá lớn quá lớn. Mấu chốt bây giờ không phải là trước kia tài nguyên. Hiện tại đã là bán thành phẩm, chẳng khác gì là gia công. Khoa trương một điểm nói chính là thành phế phẩm. Nếu như không lấy ra kiến tạo an toàn phòng, toàn bộ đều lãng phí. Đau lòng chết. Tiêu Liệt Quân bọn hắn nghe được có người sách chuyện này. Tâm thật là đang rỉ máu. An toàn đảo cùng các loại chuẩn bị sự tình, thật là dốc hết vốn liếng. Nhất là Lục Hùng thật là không thèm đếm xỉa. Đem hắn có thể cầm ra sản toàn bộ lấy ra. Chính là tin tưởng Diệp Quân Lâm, cuối cùng lại đụng một cái. Lần này mặc dù không phải nói cử quốc chi lực, nhưng tối thiểu lấy ra quốc khố chờ một chút một phần tư lực lượng. Xem như làm bị thương nguyên khí. Nhất là hiện tại không dùng được. Càng là nguyên khí đại thương. Tổn thất quá lớn. Gián tiếp suy yếu đại hạ quốc lực. Vấn đề rất rất lớn. Vậy bây giờ đại hạ bên này chỉ có thể tận khả năng giảm nhỏ tổn thất. Cái gì an toàn đảo hạng mục toàn bộ ngừng. Những cái kia không dùng vật liệu tranh thủ thời gian bán ra, dùng tại địa phương khác cũng được. Tóm lại, lấy lớn nhất khả năng đến giảm bớt tổn thất. Diệp Quân Lâm đều đã đem các ngươi hố, chỉ có thể cho hắn chùi đít. Diệp Vô Đạo nói. Tiêu Liệt Quân mấy người gật gật đầu, chỉ có thể như thế. Hiện tại giảm nhỏ tổn thất biện pháp tốt nhất chính là đình chỉ an toàn đảo hạng mục. Thật buồn cười a, như thế hạng mục lớn thành lập một nửa lại muốn dừng lại. Diệp Vô Đạo ngươi không biết nói chuyện cũng không cần nói. Cái gì đều nhắc lên người khác. Minh Tà Thần giận dữ hét. Muốn Diệp Vô Đạo biết Hắc Ám Thượng Đế thân phận thật sự, còn nhìn hắn cười được không? Ngươi có ý tứ gì? Ta nói Diệp Quân Lâm ngại đến ngươi sự tình rồi. Diệp Vô Đạo tự nhiên không đáp ứng. Hắn cũng là bạo tính tình. Muốn chết sao? Chấm. Mắt thấy đôi bên muốn một trận đại chiến mở ra, Tiêu Liệt Quân bọn hắn vội vàng ngăn cản. Tất cả mọi người là một cái chiến tuyến, không cần thiết tổn thương hòa khí. Nếu không còn chuyện gì, kia tất cả mọi người rời đi đi. Phòng tuyến của chúng ta cũng phải rút, hết thảy đều muốn quay về trước kia. Chấm. Tiêu Liệt Quân bọn hắn cũng định triệt binh. Dù sao đã thắng lợi. A, à, Tiêu thủ lĩnh các ngươi muốn rút đi, đem bố trí tốt bờ biển tuyến phòng ngự toàn rút đi. Minh Tà Thần bọn hắn rõ ràng hoảng. Đây là đại sự a. À. Không làm suy xét trực tiếp rút đi rồi. A, à, đương nhiên rút đi, một trận chiến này chúng ta đều thắng, còn giữ dài như vậy tuyến phòng ngự làm gì? Dài như vậy tuyến phòng ngự nhiều một khắc đều là tổn thất. Hạ Liệt Quân vô ý thức đạo. A, à, không phải, hiện tại nguy hiểm còn không có triệt để thanh trừ a. Vạn nhất lại có khổng lồ đột kích đâu, mà lại so những cái này còn cường đại hơn, đem tuyến phòng ngự rút đi, đây không phải rộng mở đại môn sao? Minh Tà Thần nói ra bản thân lo lắng. Thiên Sách Thần Soái mấy người cũng gật gật đầu. Cứ việc Diệp Quân Lâm dự đoán tình huống không có xuất hiện. Vẫn như trước không thể phớt lờ a. Vạn nhất lần này là bom khói đâu? Chân chính món chính ở phía sau đâu. Lúc này tuyến phòng ngự toàn bộ rút đi, tương đương với mời người ta tiến đến. Dù sao mọi người vẫn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Tiêu Liệt Quân mấy người bất đắc dĩ cười, cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy.
những cái này cự hình sinh vật đều chết, chúng ta còn bắt mười mấy con, chuẩn bị đến lúc đó cho Nhất Tự Tịnh Kiên Vương xem thật kỹ một chút. Để hắn nhìn xem những cái này cự hình sinh vật mạnh đến cỡ nào. Như thường không phải bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt, còn bắt nhiều như vậy. Huống chi những cái này cự hình sinh vật không đơn thuần là nhằm vào ta Đại Hạ A, Chiến Ưng Quốc cùng với khác các nơi đều đụng phải công kích A. Bọn hắn cũng đều tiêu diệt. Bọn chúng thật đều không có Nhất Tự Tịnh Kiên Vương miêu tả lợi hại như vậy. Thật nhiều một loại A. Mà lại ngươi không đứng tại góc độ của chúng ta cùng vị trí bên trên, căn bản không biết không rút đi tuyến phòng ngự, không dừng lại an toàn đảo, tổn thất lớn bao nhiêu. Chấm. Mấy người nói ra mình ý nghĩ. Gió tà thần đứng dậy, liên tục đặt câu hỏi, thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, những cái này cự hình sinh vật từ nơi nào đến? Bọn chúng còn có hay không? Nếu như mà có, còn có bao nhiêu? Có phải là càng mạnh, có thể hay không lần nữa đột kích? Lần này tất cả mọi người trầm mặc. Vừa mới lâm vào vui sướng bên trong, không có suy xét những vấn đề này. Nhưng những cái này quả thật là tồn tại. Không người nào dám cam đoan có hoặc là không có. Mà lại loại tình huống này còn vô cùng có khả năng phát hiện. Cái này, Tiêu Liệt Quân ba người trên mặt lộ ra do dự thần sắc khó khăn. Vấn đề này thật đúng là đến giờ tử bên trên. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới những chuyện này. Chỉ cảm thấy đã thắng, lại không cần làm những chuyện khác. Chủ yếu gió tà thần vấn đề từng cái đánh trúng yếu điểm. Bọn hắn không cách nào trả lời. Thậm chí liền Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên mấy cái này đau đầu đều không nói lời nào. Dù sao Minh tà thần những vấn đề này quá bén nhọn. Ai cũng không thể cam đoan. Làm người quyết định, Tiêu Liệt Quân, Hồng Thanh Thương mấy người đại não nhanh chóng vận chuyển, tại cân nhắc lợi hại. Không rút đi, tổn thất lớn. Rút đi đi, vạn nhất có biến xuất hiện, khả năng tổn thất lớn hơn. Thậm chí Đại Hạ quốc cửa thất thủ, toàn bộ Đại Hạ lâm vào trong tai nạn. Cũng chính là Diệp Quân Lâm nói tình huống sẽ xuất hiện. Vậy bọn hắn càng thêm đảm đương không nổi trách nhiệm. Gió tà thần tiếp tục nói, những vấn đề này không có rõ ràng trước đó, ta muốn đột nhiên rút khỏi, khả năng thật sẽ xảy ra chuyện A. Lần này, Tiêu Liệt Quân bọn hắn càng thêm làm khó. Chẳng lẽ hết thảy đều tiếp tục, tổn thất thực sự đảm đương không nổi A, quá khó. Có cái gì điều hòa biện pháp A? Chấm. Mấy người rất là phiền muộn. Ta ra một ý kiến đi, trước không cần rút đi, mọi người trước quan sát. Chờ đợi tầm vài ngày. Mặt khác mấy ngày nay thời gian các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian điều tra một chút những cái này cự hình sinh vật lai lịch, có thể liên hệ quốc gia khác thế lực cùng một chỗ tra. Tin tưởng mấy ngày thời gian hẳn là có cái đáp án. Đến lúc đó nếu như không có đến tiếp sau nguy hiểm, các ngươi liền có thể an tâm rút đi hết thảy. Mấy ngày nay tổn thất các ngươi hẳn là có thể gánh chịu nổi. Thiên Sách Thần Soái ra mặt đề nghị. Nghe vậy, mọi người đôi mắt bên trong đều là mạnh mẽ sáng lên. Chủ ý này có thể a, trước quan sát mấy ngày, đem sự tình triệt để điều tra rõ ràng. Lại rút đi, đó chính là mỗi một phương diện đều bận tâm đến. Còn nữa nói, hơn một tháng tổn thất chúng ta đều tiếp nhận, mấy ngày nay tổn thất còn có thể không tiếp nhận sao? Tốt, cảm tạ Thiên Sách Thần Soái, chúng ta cứ như vậy đến. Tiêu Liệt Quân mấy người đáp ứng. Rất nhanh Viêm Long Vệ tiếp tục rút lui, chẳng qua lưu lại một nửa bố phòng. Phía sau còn đem đội dự bị lưu lại. Dạng này dù là có biến phát sinh, ngay lập tức cũng được. Tiếp theo, bọn hắn phái ra ngành tình báo, bắt đầu liên hợp quốc gia khác thế lực đi thăm dò những cái này cự hình sinh vật nơi phát ra. Nhìn xem là có người hay không đang thao túng. Một trận đại chiến toàn thế giới tuyên bố kết thúc. Tất cả mọi người đang hoan hô. Đều cảm thấy thời đại biến. Trước kia loại kia phim ảnh TV kịch trông được đến cự hình sinh vật xuất hiện, nhân loại không thể làm gì. Nhưng sự thật lại là nhẹ nhõm giải quyết. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chấm. Một bên khác, chư thần phòng thí nghiệm kinh thành trong căn cứ. Thăm dò rõ ràng sao. Tiên sinh cùng chư thần phòng thí nghiệm chuyên nghiệp bộ môn hỏi thăm. Đại Hạ 80% bố trí toàn bộ thăm dò rõ ràng. Khả năng tồn tại một điểm sai sót. Hoặc là có chút át chủ bài không có sáng ra tới. Chẳng qua 89/10 chúng ta đều có thể phân tích, đều tại chúng ta trong khống chế. Đại Hạ đã không đủ gây sợ. Chấm. Nghe xong về sau, tiên sinh bọn hắn đều cười. Lần này kế hoạch hoàn mỹ. Nhất tiễn song điêu. Thậm chí mấy điêu. Đã thăm dò rõ ràng Đại Hạ bố trí,
lại đem chân chính khổng lồ giấu đi, còn kích động số 76 cấm địa đám kia thần. Cuối cùng Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức đều đến chi viện. Lucifer nói, đáng tiếc là đại hạ sức chiến đấu quá mạnh, chờ bọn hắn đến lúc sau đã kết thúc. Nếu là bọn hắn chi viện đi thời điểm, đại hạ tại rằng co, nói không chừng bọn hắn có thể sẽ động thủ. Trực tiếp công kích đại hạ. Thằng hề đại đế bọn hắn thật đúng là coi là Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức là số 76 cấm địa đám kia thần. Coi là thật là làm bộ làm tịch đến chi viện. Trên thực tế nghĩ đối đại hạ động thủ. Tiên sinh sau khi nghe được, trực tiếp cười, ha ha ha. Chết cười, Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức thật làm bộ làm tịch đến chi viện rồi. Chẳng qua thật giả. Tiên sinh vẫn tương đối cẩn thận, dò hỏi. Mấy người gật gật đầu, đương nhiên a. Thánh Kinh tổ chức cùng Mã Nhã công nghiệp đem át chủ bài đều lấy ra. Thần khí chiến giáp những cái này toàn bộ mang theo. Ta xem bọn hắn chính là chuẩn bị đến đánh đại hạ. Kết quả không có cơ hội ra tay thôi. Tiên sinh gật đầu, kỳ thật mục đích của bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng, thăm dò rõ ràng Viêm Long vệ át chủ bài cùng hỏa lực phối trí những thứ này. Cái này cần thua thiệt là đại hạ thắng, nếu là những cái này cự hình sinh vật có thể đối đại hạ tạo thành uy hiếp, Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức bọn hắn sớm động thủ. Những người khác cũng nói, đoán chừng a, số 76 cấm địa đám người kia nhóm trong bóng tối đã sớm ma quyền sát trưởng. Mặc dù bọn hắn không có động thủ, nhưng mà, chuyện này đối với bọn hắn cũng là có chỗ tốt, tối thiểu thăm dò rõ ràng đại hạ hỏa lực phối trí. Chờ lần sau hành động thời điểm, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Đại hạ muốn xong đời, ha 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 ha. Chấm. Âm mưu đạt được. Chư thần phòng thí nghiệm mỗi người đều đang cười. Nghe nói đại hạ phương diện bắt đầu điều tra cự hình sinh vật. Đoán chừng phải mấy ngày thời gian, nhưng mà, ta đã sớm an bài tốt. Đem bọn hắn hướng những phương hướng khác dẫn đạo. Các người đâu, liền tiếp tục chuẩn bị. Rất nhanh chúng ta chân chính kế hoạch liền phải bắt đầu. Tiên sinh cười lạnh nói. Tốt, biết. Chấm. Một bên khác. Lục Hùng tại tiếp vào thông báo về sau. Vội vàng gấp trở về, cùng Hạ Liệt Quân bọn hắn tụ hợp. Cái gì, an toàn đảo ta đều xây đến một nửa, để ta dừng lại. Ta không được. Trả giá nhiều như vậy, đều đến trong lúc mấu chốt. Cái này đình chỉ rồi. Không được, kiên quyết không được. Làm Lục Hùng nghe được muốn mình từ bỏ an toàn đảo hạng mục thời điểm, hắn kiên quyết không đáp ứng. Nhưng người phải tôn trọng sự thật a. Tình huống trước mắt đến xem, nhất tự Tịnh Kiên Vương nói cường đại khổng lồ cũng không tồn tại a. Trước mắt xuất hiện đều là chúng ta có thể giải quyết a. Đã như vậy, chúng ta còn cần lãng phí sao? Đã là tổn thất quá lớn a. Tiêu Liệt Quân mấy người thái độ rất cứng. Lục Hùng lúc đầu cũng tính tình nóng nảy, kiên quyết tin tưởng Diệp Quân Lâm. Nhất là kế hoạch tiến hành đến một nửa. Hắn càng không nguyện ý từ bỏ. Đôi bên làm cho túi bụi. Khương Dã vội vàng ra tới hòa giải, lão Lục A, không phải để ngươi vĩnh cửu dừng lại. Chỉ là tạm thời dừng lại, hiện tại đã đi điều tra, rất nhanh điều tra kết quả liền ra tới. Đến lúc đó rồi quyết định an toàn đảo có cần hay không xây. Lục Hùng gật gật đầu. Như vậy ta ngược lại là tiếp nhận. Nếu như sự thật như thế, ta khẳng định sẽ dừng lại. Ta cũng muốn cho đại hạ giảm bớt tổn thất, chẳng qua nếu là thật như nhất tự Tịnh Kiên Vương nói, các ngươi còn muốn cho ta tăng phái lực lượng. Chấm. Cuối cùng dạng này, mọi người mới đạt thành hòa giải. Mấy ngày nay đối với đại hạ tất cả mọi người đến nói, đều là lo lắng bất an. Nhất là tuyến phòng ngự cùng trạm giám sát những cái này, cũng không dám nhắm mắt, thời khắc chờ đợi cường địch xâm phạm. Tiêu Liệt Quân mấy người mới là không có nghỉ ngơi tốt, mấy ngày mấy đêm đều không có chợp mắt. Điều tra kết quả ra tới. Những cái này cự hình sinh vật đến từ một vùng biển chỗ sâu. Nơi này nguồn năng lượng vật chất phong phú, nhất là điện từ lực lượng dị thường. Dễ dàng sinh sôi ra loại này quái vật khổng lồ ra tới. Đương nhiên để bọn chúng bốn phía lắc lư, tiến công từng cái quốc gia lại là có chủ sử sau màn đến từ chiến ưng quốc Locker thí nghiệm tập đoàn. Bọn hắn cho tới nay, đều đang nghiên cứu loại sinh vật này hoặc là cái khác vũ khí bí mật. Đối toàn thế giới uy hiếp cực lớn. Điều tra rõ ràng về sau, các đại quốc gia liên hợp đem nó diệt trừ. Đến tận đây, cự hình sinh vật nguy cơ giải trừ hoàn toàn. Không có sau văn. Lại càng không có Diệp Quân Lâm nói tình huống xuất hiện. Cầm tới điều tra kết quả về sau, Tiêu Liệt Quân bọn hắn đều cười. Lập tức triệt tiêu tuyến phòng ngự.
Đây là Tiêu Liệt Quân bọn người hạ nhanh nhất cũng là muốn nhất ra lệnh. Tiếp vào tin tức một nháy mắt, bọn hắn liền lập tức hạ lệnh. Còn muốn lập tức đình chỉ an toàn đảo kiến thiết, dùng hết khả năng giảm bớt tổn thất. Lập tức để Lục Hùng tới, tranh thủ thời gian thông báo. Chấm. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh liền đến tuyến đầu. Tuyến phòng ngự bên trên chiến sĩ mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Bọn hắn một mực thần kinh căng cứng, thời khắc chờ đợi đại chiến đến. Đại chiến không đợi được, kết quả chờ đến mệnh lệnh rút lui. Tốt, quá tốt, chúng ta thắng lợi. Rút, rút. Mọi người hát lên. Chấm. Lần này kết quả vừa ra tới, tất cả mọi người an tâm. Nhao nhao hát ca rời khỏi. Thật dài đường ven biển bên trên, tập thể rút lui tình cảnh vẫn là siêu cấp hùng vĩ. Cái này cũng mang ý nghĩa đại hạ thật thắng lợi. Dân chúng cũng bắt đầu reo hò. Không cần tiếp tục sống ở trong khủng hoảng. Rút lui tốc độ quá nhanh. Thời gian mấy tiếng, bờ biển tuyến phòng ngự toàn tuyến rút lui. Cái gì đều không có lưu lại. Tốc độ nhanh chóng, bị mọi người gọi đùa là đại hạ tốc độ. Nhưng Minh Tà Thần, Thiên Sách Thần Soái bọn hắn biết về sau, nhưng căn bản cao hứng không nổi. Tai họa ngầm a, thật sự là mầm họa lớn. Rút quá nhanh. Dù sao Diệp Quân Lâm nói qua cái đồ chơi này rất mạnh, hắn một mực đang lo lắng chuyện này. Diệp Quân Lâm như vậy thực lực khủng bố, đều như vậy nói. Vậy nói rõ là thật có uy hiếp a. Hiện tại đại hạ bỗng nhiên rút đi mạnh như vậy tuyến phòng ngự, cái này không khác đem biên giới mở rộng, để khổng lồ nhóm tiến đến. Nhưng bọn hắn cuối cùng không phải người quyết định. Không có cách nào ngăn cản chuyện này. Trước đó, Tiêu Liệt Quân bọn hắn sẽ còn nghe một chút ý kiến, thương nghị một chút. Nhưng lần này điều tra kết quả ra tới về sau Tiêu Liệt Quân bọn hắn liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền hạ mệnh lệnh. Bọn hắn là rất coi trọng cái này điều tra kết quả. Tại bằng chứng như núi trước, bọn hắn là sẽ không tin tưởng Diệp Quân Lâm hoặc là những người khác nói. Chúng ta nên làm cái gì? Thiên Sách Thần Soái bọn hắn cũng là nhấc tay vô sách. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhìn chằm chằm một điểm các nơi động tĩnh, có dị động, chúng ta sớm chuẩn bị. Tiếp theo, chúng ta chờ đợi Diệp Tiên Sinh rời núi. Hy vọng khoảng thời gian này chia ra bất luận cái gì ngoài ý muốn là được. Chấm. Viêm Long Vệ trong căn cứ. Lục Hùng một mặt trắng bệch ngồi, những người khác là ý cười đầy mặt. Tại cái này điều tra kết quả trước mặt, Lục Hùng không thể không tạm dừng an toàn đảo hạng mục. Dù sao cùng mọi người đổ ước hắn thất bại. Diệp Quân Lâm dự đoán không đúng. An toàn đảo những cái này cũng không dùng tới. Như vậy tổn thất lớn còn xây nó làm gì? Lão Lục lúc này ngươi hẳn là cao hứng trở lại a, đại hạ nguy cơ giải trừ không nói. Chúng ta còn có thể giảm nhỏ tổn thất. Chuyện tốt a, đây là. Tất cả mọi người nói. Lục Hùng miễn cưỡng cười cười, đại hạ không có việc gì ta đương nhiên cao hứng. Thế nhưng là ta dự cảm không thích hợp, còn có việc muốn phát sinh. An toàn đảo xây một nửa, đáng tiếc. Ngươi cùng Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương làm đại hạ người lãnh đạo. Mẫn cảm một điểm, ý nghĩ lâu dài một điểm là chuyện tốt. Chẳng qua cũng phải tôn trọng sự thật a. Cái này tai nạn chúng ta có thể giải quyết, còn tìm đến đầu nguồn chỗ, đồng thời xử lý đầu nguồn, sẽ không còn có chuyện phát sinh. Tiêu Liệt Quân nói. Tốt, an toàn đảo hạng mục từ bỏ, ta cái gì đều nghe các ngươi. Lục Hùng nói. Tốt, vậy liền hạ mệnh lệnh an toàn đảo hạng mục đình chỉ. Nhân lực toàn bộ triệu hồi, máy móc, tài nguyên toàn bộ trở về. Về phần còn không có cần dùng đến vật liệu tài nguyên những cái này, nhất định phải bán ra ngoài, khả năng giảm nhỏ chúng ta tổn thất. Nhất là chúng ta mở ra quốc khố dùng chân quý tài nguyên đổi lấy kia bộ phận vật liệu vật chất, nhất định phải tìm người mua bán đi. Nghĩ hết các loại biện pháp giảm bớt tổn thất. Chấm. Viêm Long Vệ lập tức ra lệnh, kết thúc an toàn đảo hạng mục. Đang đứng ở an toàn đảo hạng mục đám người một mảnh xôn xao. Quá tốt, cái này mục rốt cục kết thúc. Chúng ta có thể đi trở về. Đúng a, không cần ở đây tiếp tục mệt nhọc. Ta đã sớm nói xây cái đồ chơi này có làm được cái gì. Căn bản không phát huy được tác dụng. Chấm. Kiến tạo nhân viên tại tiếp vào mệnh lệnh rút lui về sau, điên cuồng phát tiết mình bất mãn. Bọn hắn đã sớm nghĩ rút. Cho tới nay, gần như tất cả mọi người cảm thấy xây cái đồ chơi này căn bản vô dụng. Cũng bởi vì nghe Diệp Quân Lâm một lời nói, đại hạ liền xuất quân ồ ạt như vậy. Đem bọn hắn phái tới, không biết ngày đêm xây dựng an toàn đảo. Kết quả đây,
tiêu tốn như thế lớn đại giới. Cuối cùng căn bản vô dụng. Hết thảy đều là phí công. Cả đám đều tức điên. Mấu chốt bọn họ cũng đều biết, thời khắc cuối cùng Diệp Quân Lâm chạy. Người không gặp, nhưng lại làm cho bọn họ tiếp tục làm cái này làm cái kia. Bởi vậy bây giờ nghe kết thúc kế hoạch mệnh lệnh, từng cái cao hứng đều muốn nhảy dựng lên. Vẫn không quên cuối cùng chôn oan Diệp Quân Lâm vài câu. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi dự đoán đúng, nhưng ngươi cực sai. Những cái này cự hình sinh vật căn bản không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Khả năng tại chính ngươi xem ra rất mạnh, nhưng ngươi điểm kia thực lực đã sớm bất nhập lưu. Chấm. Lục hùng người là rút đi. Nhưng còn có một phần là thánh kinh tổ chức bí mật xây. Bọn hắn mắt trợn tròn. Xây vẫn là không xây cất. Đại bộ đội đều chạy. Lưu bọn hắn lại. Bọn hắn lập tức liên hệ với cấp, Minh tà thần, gió tà thần chi lưu. Nói cho bọn hắn chuyện này. Các ngươi không thể đi a. An toàn đảo phải xây a. Nghe chúng ta không sai. An toàn đảo xây tuyệt đối cần dùng đến. Chấm. Minh tà thần bọn hắn biết về sau, lập tức chạy tới ngăn cản. Người khác không biết. Bọn hắn có thể không biết sao. Đây là Diệp Quân Lâm nói. Vậy khẳng định là đúng. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại bọn hắn đột nhiên rút đi, đó chính là không được a. Thế nhưng là đại hạ đám người nơi đó sẽ nghe hắn. Cũng không quay đầu lại toàn bộ đi. Đều cho chúng ta dừng lại, một cái đều không cho đi. Minh tà thần bọn hắn thật gấp. Liền vội vàng đem người ngăn lại. Ai, không có cách nào, hiện tại tình huống này chúng ta chỉ có thể rút. Ngượng ngùng, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Một thanh âm vang lên. Lục Hùng bất đắc dĩ đi vào giữa sân, hướng đám người biểu đạt day dứt. Vị trí của hắn, dung không được hắn hành động theo cảm tính, chỉ có thể dựa vào chứng cứ rõ ràng tới. Chính hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nghe nói Diệp Quân Lâm đi bế quan, hắn vẫn tin tưởng. Hiện tại dù là thánh kinh tổ chức những người này nói toạc trời, cũng không có gì dùng. Ai, vậy được rồi, còn lại chính chúng ta đến xây đi. Minh tà thần bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng qua không có cách nào. Tình huống chính là như thế. Vậy thì tốt, lục thủ lĩnh các ngươi đem không dùng hết vật liệu tài nguyên những cái này cho chúng ta tiếp tục tới. Lục Hùng vẻ mặt rất khó xử, a, à, cái này khủng bố không được a, à, các ngươi tới chậm một bước. Vì giảm nhỏ tổn thất, tất cả còn lại vật liệu vật chất, cho dù là đã gia công thành bán thành phẩm, cũng toàn bộ muốn trở về đại hạ, cho ra yêu cầu là không tiếc bất cứ giá nào giảm nhỏ tổn thất. Dù là chính là nồi bát bầu bồn đều muốn mang về. Nếu không phải nhìn an toàn đảo xây một nửa, đã quy mô thành hình. Đoán chừng đều muốn hủy đi, đem bên trong vật chất để luyện ra lấy đi. Chấm. Lục Hùng bất đắc dĩ mang theo đám người cùng số lớn tài nguyên vật chất rời đi. Minh tà thần bọn hắn sắc mặt đại biến. Cái gì cũng không còn lại a. Nhân lực vật lực nên rút đi toàn bộ rút đi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mọi người hỏi. Áp lực của chúng ta liền lớn gấp mấy chục lần. Hiện tại nghe mệnh lệnh của ta, nắm chặt tiếp tục, tại trong vòng thời gian quy định, có thể xây tới trình độ nào liền tới trình độ nào. Bọn hắn đi, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Chấm. Minh tà thần nhìn qua nơi xa cảm thán nói, hy vọng chủ nhân xuất quan trước, đừng ra sự tình a. Có điều, lúc đầu chuyện kế tiếp chính là chúng ta ứng đối. Chủ nhân sẽ không lên. Một khi gặp nguy hiểm, chúng ta phải liều mạng lên. Gió tà thần mấy người chuẩn bị kỹ càng. Ha ha ha, đại hạ rút đi tuyến phòng ngự, hết thảy đều rút. Bọn hắn coi là thật kết thúc, chẳng qua sự thật đều bày ở trước mắt, không kết thúc cũng phải kết thúc a. Không thể không nói tiên sinh kế hoạch tuyệt diệu a. Chư thần phòng thí nghiệm ngay lập tức đạt được tin tức. Cả đám đều cười nở hoa. Bọn hắn dự đoán cục diện đến. Hiện tại đại hạ quốc cửa mở rộng, một điểm phòng ngự không có. Mà lại vừa mới trải qua một trận đại chiến thắng lợi, mỗi người đều là cùng với thư giãn trạng thái. Thậm chí rất nhiều người nghỉ phép hoặc là chúc mừng đi. Lúc này so trước đó phòng ngự còn muốn thư giãn. Một khi lần nữa khai chiến, bọn hắn đều phản ứng không kịp. Đây mới là đáng sợ nhất. Tiên sinh vậy chúng ta bây giờ liền hành động sao? Mọi người đã không kịp chờ đợi. Nghĩ lập tức hành động. Cơ hội tốt như vậy tất cả mọi người không nghĩ bỏ qua a. Đừng có gấp, cứ việc hiện tại đại hạ quốc cửa mở rộng, là chúng ta xuất kích cơ hội tốt.
Thế nhưng là đâu, nghe nói còn có một bộ phận người cảm thấy nguy hiểm chưa trừ. Bọn hắn sẽ còn nhìn chằm chằm, nhất là lúc này đại hạ quốc cửa vừa vặn mở rộng. Càng là bọn hắn nhìn chằm chằm thời điểm, dựa theo một loại tư duy đến nói, lúc này chúng ta tự nhiên sẽ tiến công. Nghe được tiên sinh nói, mọi người gật gật đầu. Mặc dù đối kết quả cuối cùng không ảnh hưởng nhiều lắm. Thế nhưng là nửa đường khả năng nhận trở ngại. Có người nhìn chằm chằm, sẽ ngay lập tức báo cáo nhanh cho Viêm Long vệ cùng Thiên Sách phủ. Trước đó Viêm Long vệ cùng Thiên Sách phủ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Chư thần phòng thí nghiệm cũng muốn đem tổn thất các phương diện xuống đến thấp nhất a. Gắng đạt tới lượng lớn nhất cầm xuống đại hạ. Bởi vậy muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận. Tiên sinh vốn chính là cẩn thận người. Hắn cười nói, ta sẽ lại cho hai người bọn hắn ngày thời gian quan sát. Nếu như không có tình trạng xuất hiện, bọn hắn sẽ nghi hoặc, sẽ ngây ngốc, ít nhiều có chút thư giãn, khi đó là chúng ta tiến công thời cơ tốt nhất. Cũng là vừa mới nửa tháng thời gian. Tiên sinh chế định tốt tiến công thời gian. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Bọn hắn một mực giấu ở chỗ tối, đã sớm nghĩ xuất hiện ở ngoài sáng. Rốt cục muốn tới. Hai ngày về sau, bọn hắn sẽ xuất hiện trên thế giới này, mở ra bọn hắn bá chủ con đường. Bọn hắn một mực trong tưởng tượng bá chủ địa vị một khắc này rốt cục muốn tới. Ha ha, cũng phải cảm tạ chiến ưng quốc a. Bàn tay của bọn họ quá dài, chỉ là nguồn năng lượng chạm phát điện, vậy mà trải rộng thế giới, khắp nơi đều có. Cái này quá lợi cho kế hoạch của chúng ta tiến hành. Nhất là đại hạ chung quanh cũng không ít, tinh quốc, đông đảo các quốc gia cùng lân cận chiến ưng quốc túc chừng 17 tòa nguồn năng lượng chạm phát điện. Chúng ta đem nhiều nhất Leviathan, thánh kinh bên trong tà ác quái vật. Chư thần trong phòng thí nghiệm là khổng lồ danh hiệu, giấu ở nơi này, chính là nhằm vào đại hạ. Một khi kế hoạch chúng ta mở ra lời nói, ta không thể Leviathan chậm nhất cũng có thể tại một giờ bên trong đến đại hạ đường ven biển, nhanh nửa giờ là đủ. Đây đối với kế hoạch của chúng ta đến nói quá mấu chốt, đủ để có thể đánh đại hạ một trở tay không kịp, tiến công chớp nhoáng tốc độ để đại hạ căn bản không có thời gian phản kích. Đến lúc đó số 76 cấm địa đám kia thần lại ra tay, đại hạ đem không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Chấm. Tiên sinh đối với cái này quá có lòng tin. Ở đây tất cả mọi người cười. Đều đang mong đợi hai ngày về sau. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Tựa như hết thảy tất cả đều đứng tại chư thần phòng thí nghiệm bên này. Đại hạ là thất bại cục diện. Hai ngày sau, một trận chân chính tai nạn sắp xảy ra. Chỉ là đại hạ rút đi hết thảy. An toàn đảo hạng mục cũng đình chỉ. Thế nhưng là không có ai biết sau đó phải phát sinh hết thảy. Bị giam lỏng Hắc Ưng đặc công nghĩ biện pháp tránh thoát. Thế nhưng là tiên sinh không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt. Tiên sinh chuyên môn đi vào giam lỏng Hắc Ưng đặc công địa phương. Hắc Ưng tiên sinh muốn cảm tạ ngươi a, kế hoạch của chúng ta muốn rốt cục bắt đầu. Ngay tại hai ngày về sau, ngươi sẽ thấy một cái siêu cấp quốc gia hủy diệt. Tiên sinh làm ra một cái bạo tạc thủ thế. Hắc Ưng đặc công thân thể có chút rung động. Quả nhiên muốn bắt đầu. Chư thần phòng thí nghiệm thật đáng sợ. Mấu chốt Diệp Quân Lâm bế quan, đối với chư thần phòng thí nghiệm sớm kế hoạch sự tình căn bản không biết. Nhưng mà, cùng hắn có quan hệ gì? Đôi bên đánh lên mới tốt. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Chẳng qua bây giờ đại hạ tình thế không ổn, bày biện ra thiên về một bên tình thế. Như vậy, đại hạ sẽ không đối chư thần phòng thí nghiệm tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cái này có chút không tốt lắm a. Hắc Ưng đặc công nghĩ kết quả là đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm cục diện lưỡng bại câu thương a. Đây mới là đối chiến ưng quốc có lợi nhất. Nhưng hôm nay, đại hạ rõ ràng muốn bị chư thần phòng thí nghiệm cuồng loạn, thậm chí một hơi nuốt mất. Mặc dù đối chiến ưng quốc mà nói, thiếu một địch nhân. Nhưng uy hiếp càng lớn hơn chư thần phòng thí nghiệm còn tại a. Mà lại dựa theo loại tình huống này, chư thần phòng thí nghiệm gần như không có tổn thất gì. Tối đa cũng chính là tất cả Leviathan bị tiêu diệt. Nhưng cái này kỳ thật căn bản không đả thương được chư thần phòng thí nghiệm căn bản. Thậm chí cũng không được cấu thành tổn thương. Chẳng khác gì là hoàn chỉnh chư thần phòng thí nghiệm. Không thể làm như vậy được. Mặt ngoài mặc dù chiến ưng quốc cùng chư thần phòng thí nghiệm là hợp tác đồng bạn. Nhưng sau lưng, lẫn nhau là địch nhân a. Hắc Ưng đặc công không nghĩ để loại cục diện này xuất hiện. Hắn muốn giãy giụa. Muốn đem tin tức này nói cho Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm cường đại như vậy, nếu như hắn sớm chuẩn bị bố trí, nhất định có thể cho chư thần phòng thí nghiệm trọng thương. Đôi bên lưỡng bại câu thương, đây mới là tốt đẹp cục diện a. Đến lúc đó chiến ưng quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, hiện tại phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem tin tức truyền đi, để Diệp Quân Lâm biết. Dù là không để Diệp Quân Lâm biết, những người khác biết cũng được. Đúng rồi. Diệp Quân Lâm không phải một mực đang bên cạnh mình xếp vào nhân thủ sao? Lúc này hẳn là sớm phát hiện a. Không đúng. Để hố. Diệp Quân Lâm chỉ là cảnh cáo, căn bản không có ở bên cạnh họ thu xếp cái gì nhân thủ. Lần này xong. Tin tức triệt để truyền không đi ra. Diệp Quân Lâm bế quan trước. Cho hắn nói một câu để hắn có chuyện liên hệ thánh kinh tổ chức Minh Tà Thần. Thế nhưng là hắn hiện tại ra không được a. Vạn vạn không nghĩ tới chư thần phòng thí nghiệm sẽ đem hắn giam lỏng. Khó. Lần này thật khó. Hắc ưng đặc công đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn đem tin tức truyền đi. Còn có biện pháp nào có thể thông báo đến Minh Tà Thần? Hắc ưng tiên sinh là sợ chúng ta đối phó chiến ưng quốc. Không có khả năng, đối phó đại hạ chúng ta liền phải tập trung lực lượng. Giấu ở các nơi nguồn năng lượng trạm phát điện Leviathan nhóm muốn tại tốc độ nhanh nhất hội tụ, hướng đại hạ tiến công. Nơi nào có thời gian bận tâm cái khác. Tiên sinh cười nói, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ lấy đem tin tức truyền cho Thiên Thuẫn cục cùng chiến ưng quốc. Ảnh hưởng nhiều không được. Hắn còn tưởng rằng Hắc ưng đặc công lộ ra suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, là muốn đem tin tức truyền cho Thiên Thuẫn cục đâu. À, ta không có. Hắc ưng đặc công sững sờ. Cuống quýt giải thích. Tiên sinh cười rời đi. Chẳng qua hắn ra lệnh thủ hạ tăng cường trông coi. Kiên quyết không thể để cho Hắc ưng đặc công truyền đi bất cứ tin tức gì. Có bắt buộc, còn có thể trực tiếp giết. Đây đương nhiên là bất đắc dĩ biện pháp. Hiện tại Hắc ưng đặc công vẫn là nổi danh. Đến lúc đó hành động, có thể lấy quyền hạn của hắn lặng yên không một tiếng động bắt đầu dùng nguồn năng lượng trạm phát điện. Dạng này, Leviathan loại này cự hình sinh vật liền có thể toàn bộ vận ra tới. Nếu như đem hắn giết, đến lúc đó phiền toái một chút, còn có thể bại lộ. Đây là bất đắc dĩ biện pháp. Hắc ưng đặc công mồ hôi lạnh ứa ra. Nghĩ nửa ngày. Thật nghĩ không ra biện pháp khác. Hắn cũng minh bạch tiên sinh tăng cường phòng ngự, lần này thật không thể nào. Hắn dứt khoát từ bỏ. Chỉ có thể cầu nguyện Diệp Quân Lâm sớm ngày xuất quan, phát hiện liên lạc không được sau này mình, liền sẽ rõ ràng dị thường. Dạng này hắn liền có thể sớm làm chuẩn bị. Chỉ có thể cầu nguyện. Chấm. Từ mềm cấm địa phương rời đi tiên sinh cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là hắn. Nguyên lai chư thần phòng thí nghiệm tra được an toàn đảo các loại hạng mục. Cứ việc an toàn đảo là bí mật tiến hành. Thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ có quá nhiều nhãn tuyến. Biết tin tức này cũng rất bình thường. Đã tu kiến an toàn đảo. Điều này nói rõ đại hạ sớm làm ứng đối. Vậy bọn hắn vì sao muốn tu kiến an toàn đảo đâu? Khẳng định là đạt được một bộ phận tin tức, mới bắt đầu ứng đối. Tin tức là ai lộ ra đây này? Hắc ưng đặc công. Về phần động cơ cũng rất đơn giản. Muốn nhìn đến chư thần phòng thí nghiệm cùng đại hạ chém giết lẫn nhau, xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương, chiến ưng quốc tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, tiên sinh mới có thể đem Hắc ưng đặc công giam lỏng. Để hắn không thể truyền đi bất cứ tin tức gì. Không thể cho Thiên Thuẫn cục chiến ưng quốc truyền. Càng không thể cho đại hạ truyền. Từ vừa mới mình xác định kế hoạch về sau, biểu hiện của hắn càng có thể nói rõ điểm này. Bởi vậy, chư thần phòng thí nghiệm phương diện là đoán đúng, nhưng không hoàn toàn đoán đúng. Xem nhẹ đại hạ nhân vật bên kia Diệp Quân Lâm. Chấm. Cứ việc đại hạ bên này đã đều rút. Chẳng qua thánh kinh tổ chức Minh Tà Thần bọn hắn, vẫn là y theo Diệp Quân Lâm mệnh lệnh. Kiến an toàn đảo. Quan sát còn tại một mực quan sát. Diệp Quân Lâm bàn giao bọn hắn, nhất là chú ý đến chiến ưng quốc các đại năng nguyên trạm phát điện. Đến lúc đó chư thần phòng thí nghiệm sẽ đem tất cả khổng lồ trốn ở chỗ này. Bởi vậy, bọn hắn nhìn chòng chọc vào. Dù là chư thần phòng thí nghiệm thủ pháp lại như thế nào cao minh, như thế lớn hình thể, lại số lượng nhiều như vậy. Một khi nghĩ dấu ở phía dưới, khẳng định có dấu vết để lại. Minh Tà Thần phái ra nhân thủ. Đem tất cả nguồn năng lượng trạm phát điện nhìn chằm chằm. Chấm. Nhưng bọn hắn làm sao biết, thừa dịp trước đó hỗn loạn thời điểm, Leviathan toàn bộ bị giấu ở phía dưới. Hiện tại bọn hắn nhìn chằm chằm,
đó chính là nhìn cái tịch mịch. Cái gì đều không nhìn thấy. Tăng thêm Diệp Quân Lâm đã thông báo Minh Tà Thần. Một khi chư thần phòng thí nghiệm có động tác, Chiến Ưng Quốc Thiên Thuẫn Cục Hắc Ưng Đặc Công sẽ cho hắn truyền tin tức. Bây giờ mình nhìn chòng chọc vào, tăng thêm Hắc Ưng Đặc Công sẽ truyền tin tức. Đó chính là song trọng bảo hộ. Minh Tà Thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tại đại hạ tuyến phòng ngự rút khỏi về sau, chư thần phòng thí nghiệm tuyệt không trực tiếp tiến công. Vậy nói rõ chuyện này vẫn là có hỏa hoãn. Chí ít kéo dài thời gian, có thể chờ Diệp Quân Lâm ra tới. Chủ nhân tranh thủ thời gian xuất quan đi, ta dự cảm đến đại sự không ổn, nhanh lên đi. Đây là rất nhiều tâm nguyện của người ta. Một ngày thời gian trôi qua, Minh Tà Thần bên này tuyệt không có biến phát sinh. Hắc Ưng Đặc Công cũng chưa phát tới tin tức, cũng không thấy Khổng Lồ tung tích. Hắn càng phát ra yên tâm. Dù sao dựa theo thời gian đến xem, còn có nửa tháng thời gian mới đến chư thần phòng thí nghiệm hành động thời gian. Diệp Quân Lâm gian nan khổ cực ý thức đủ, cho sớm một tháng, đem thời gian kẹt tại 2 tháng. Như vậy, cũng còn có 16 ngày thời gian. Kia càng thêm không lo. Thiên Sách Thần Soái bên kia cũng tại phái người nhìn chằm chằm, sợ tuyến phòng ngự vừa rút, địch nhân liền sẽ tiến công. Chẳng qua một ngày trôi qua cũng không có việc gì. Sợ ban đêm sẽ tiến công. Lại nhìn chằm chằm một đêm. Vẫn như cũ không có việc gì. Tại rút đi tuyến phòng ngự sau một ngày một đêm đi qua, vẫn là không có tình huống như thế nào xuất hiện. Viêm Long Vệ cùng các phương diện đều bỏ đi lo nghĩ. Tuyên cáo triệt để không có việc gì. Địch nhân tiến công thời cơ tốt nhất đều qua. Vậy khẳng định không có việc gì. Dù là Thiên Sách Thần Soái bọn hắn còn hoài nghi, nhưng không thể không thừa nhận Viêm Long Vệ nói lời. Đúng là như thế. Cơ hội tốt như vậy đều không tiến công. Sau đó càng không khả năng. Thời gian chỉ còn lại một ngày. Rất nhiều người mong đợi Diệp Quân Lâm vẫn không có xuất quan. Cũng căn bản tìm không thấy Diệp Quân Lâm bế quan địa phương ở nơi nào. Còn tốt mọi người cũng không biết cụ thể kỳ hạn, nếu là biết chỉ còn lại một cái giờ. Đoán chừng phải gấp chết. Ngược lại đại hạ tất cả mọi người càng ngày càng buông lỏng. Nội bộ đối Diệp Quân Lâm tiếng oán giận càng lúc càng lớn. Cảm thấy Diệp Quân Lâm giả truyền tin tức, để đại hạ tiếp nhận tổn thất thật lớn. Thậm chí làm bị thương đại hạ nguyên khí. Có người tính toán qua. Dù là an toàn đảo dừng lại, đem còn lại tài nguyên vật liệu toàn bộ bán đi. Cái này tổng cộng xuống tới, đại hạ quốc kho tổn thất 1/7 tài nguyên. Đây đã là nguyên khí đại thương. Mấu chốt là tai bay vạ gió. Ngươi nếu là cùng địch nhân đối chiến, tổn thất nhiều như vậy cũng nhận. Dù sao hết thảy đều dùng tại ý tưởng bên trên. Nhưng vẻn vẹn Diệp Quân Lâm một câu, liền tổn thất như thế lớn, cái gì đều không có phát huy được tác dụng. Cái này phiền muộn. Bởi vậy không ít người đối Diệp Quân Lâm lời oán giận đặc biệt lớn. Thậm chí truyền đến Côn Luân Học Viện bên trong. Để Lý Tử Nhiễm bọn hắn gặp chỉ trích. Côn Luân Học Viện xem như ngăn cách, bởi vì bọn họ điên cuồng tu luyện, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Bởi vậy tin tức là rất khó biết đến. Vừa mới bọn hắn biết được đại hạ thậm chí toàn thế giới phát sinh chuyện lớn như vậy. Mấu chốt nhất chính là đây hết thảy vậy mà cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ. Trách không được khoảng thời gian này, tất cả mọi người không gặp được Diệp Quân Lâm. Hóa ra là bận rộn chuyện khác đi. Mấu chốt hắn cung cấp hư giả tin tức về sau, người không gặp. Hắn đang làm cái gì a? Từng ngày đều đang làm những gì? Cũng bởi vì hắn một câu, đại hạ quốc kho tổn thất 1/7 tài nguyên. Làm bị thương căn bản. Chấm. Lý Tử Nhiễm bọn hắn từng cái tức giận không được. Không ít người đối bọn hắn chỉ trỏ. Để bọn hắn bị đả kích. Từ khi tiến vào Côn Luân Học Viện đến nay. Cũng bởi vì Diệp Quân Lâm, bọn hắn nhận bao nhiêu phỉ nghị. Mỗi ngày bị người chỉ điểm điểm. Bây giờ loại tình huống này, đối bọn hắn phỉ nghị càng nhiều. Cả đám đều rất uất ức khó chịu. Bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a, tại sao phải bị người chế giễu sỉ nhục. Thậm chí có ít người thẳng thắn nói bọn hắn chính là đại hạ tạo thành tổn thất to lớn kẻ cầm đầu. Là đại hạ tội nhân. Muốn vì chuyện này phụ trách. Chấm. Vì cái gì? Bọn hắn cái gì cũng không làm a. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tìm Diệp Quân Lâm còn tìm không thấy. Một bên khác, đại hạ Viêm Long Vệ vì giảm nhỏ tổn thất, ngay tại bán ra tài nguyên vật chất những thứ này. Xem như có thể vãn hồi một điểm tổn thất. Chẳng qua rất nhiều quốc gia cùng thế lực đều đang nhìn đại hạ trò cười,
cố ý kẹp lấy giá cả hoặc là ngang nhau trao đổi giá trị. Đại hạ rất ăn thiệt thòi, rất ăn thiệt thòi. So trong dự đoán muốn thấp rất rất nhiều. Cái này nếu là tùy tiện bán ra lời nói, tổn thất cũng quá lớn. Cho nên đại hạ đang chờ, đang chọn một cái thích hợp nhất người mua, lại đem những vật này bán ra ra ngoài. Thế nhưng là tất cả mọi người thông đồng một mạch, nói rõ muốn hố đại hạ một đạo. Mỗi một phương giá cả đều ép tới cực thấp. Để đại hạ căn bản không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng chỉ có thể giá thấp cách bán ra. Ngay tại đại hạ từ bỏ hy vọng thời điểm, có một đám người thần bí đột nhiên xuất hiện. Công bố cần đại hạ trong tay những cái này muốn bán ra vật chất. Đồng thời lấy một cái tương đối cao giá cả thu sạch mua. Dùng cái khác tài nguyên đổi lấy cũng được. Cứ việc cái giá tiền này đối với những cái này vật chất tài nguyên bản thân giá trị đến nói, vẫn là thấp rất nhiều. Thế nhưng là trước khác nay khác, hiện tại toàn thế giới đều tại đối đại hạ điên cuồng ép giá. Hiện tại bọn hắn nói ra cái giá tiền này là trọn vẹn 2 lần a. Đây đối với đại hạ đến bảo hoàn toàn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Viêm Long Vệ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng hợp tác. Đem chỗ có hữu dụng hay không xong tài nguyên vật chất toàn bộ bán ra ngoài. Đem đổi lấy cái khác khan hiếm các loại tài nguyên. Nhưng bọn hắn làm sao biết, đám người này là tiên sinh phái tới. Hắn nghe nói chuyện này về sau. Lập tức phái người đến thu mua hết thảy. Những tài nguyên này tạm thời đối đại hạ vô dụng, nhưng đó cũng là cực kỳ chân quý. Dù là đối chư thần phòng thí nghiệm đến nói, cũng là đều có thể cần dùng đến. Dùng như thế giá tiền thấp thu mua đến như thế một nhóm lớn hữu dụng tài nguyên vật chất, còn muốn dùng tại đánh đại hạ trên thân. Quả thực không nên quá thoải mái. Đây là đại hạ cũng vạn vạn không nghĩ tới. Chư thần phòng thí nghiệm sẽ như vậy âm hiểm. Ai, muốn ta nói, cũng đừng bán. Vạn nhất ngày đó dùng tới đây. Lục Hùng một mặt ưu sầu. Hắn vẫn là không nghĩ bán, không tiếp tục, dù là giữ lại cũng tốt. Đã tổn thất đã hình thành. Như vậy những tài nguyên này vật chất lấy giá thấp bán đi, kỳ thật vãn hồi không có bao nhiêu. Còn không bằng giữ lại. Đúng, chờ bán. Lục Hùng đôi mắt bên trong hiện lên thần sắc kiên định. Giữ lại làm gì a? Tạm thời không dùng được, liền cùng sắt vụn đồng dạng. Mà bây giờ chính là toàn bộ quốc gia đền bù tổn thất thời điểm. Đừng bảo là nhiều như vậy tài nguyên, chính là một điểm lông gà vỏ tỏi, chúng ta cũng chỉ có thể là đi đền bù. Đúng vậy a. Còn giữ làm gì? Đừng nói cho ta ngươi còn muốn kiến an toàn đảo. Mấy người khác đương nhiên phản đối Lục Hùng ý nghĩ như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, cứ việc cái này một nhóm người giá cả cho không sai. Nhưng vẫn là quá ăn thiệt thòi. Lục Hùng bất đắc dĩ, căn bản không cách nào thay đổi kết cục này. Khương Dã thở dài một hơi, nếu là ngay từ đầu nhất tự Tịnh Kiên Vương căn bản không có sách cái này sự tình tốt biết bao nhiêu. Chúng ta căn bản không cần tiếp nhận một điểm tổn thất. Hồng Thanh Thương phụ họa, đúng vậy a, dù là nhất tự Tịnh Kiên Vương không có sách chuyện này. Những cái kia cự hình sinh vật chúng ta lâm thời cũng có thể giải quyết, dù là có tổn thất kém xa hiện tại. Tiêu Liệt Quân cười cười, ta để người làm qua thống kê. Hiện tại tổn thất cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương tuyệt không nhắc nhở chúng ta hoàn toàn không biết tình huống dưới tạo thành tổn thất là 3 vạn so 1. Nói cách khác chúng ta lâm thời phản ứng tạo thành tổn thất chỉ có hiện tại 3/1 phần vạn. Những người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền Lục Hùng đều có chút chấn kinh. Chẳng qua nghĩ lại, thu thập cự hình sinh vật trận chiến kia, nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. Tuyệt không tổn thất cái gì. Tình huống thương vong cùng tổn thất có thể bỏ qua không tính. Cho dù là bọn hắn không chuẩn bị tình huống dưới, đoán chừng cũng rất nhỏ. Dù sao cự hình sinh vật không mạnh. Gặp được lực lượng tuyệt đối rất nhanh liền đổ xuống. Bởi vậy so sánh rất lớn. Nghe khoa trương số liệu, Lục Hùng cũng không tốt lại kiên trì cái gì. Chỉ có thể đồng ý đem hết thảy đều bán. Làm Thiên Sách Thần Soái biết chuyện này về sau, cũng lập tức chạy đến ngăn cản. Hắn so đám người biết đến muốn nhiều. Cảm thấy bán đi không nhất định là chuyện tốt. Nhất là nếu là rơi vào người có dụng tâm khác trong tay, trái lại đối phó đại hạ liền phiền phức. Không thể bán a. Tạm thời trước giữ đi, lúc này bán quá gấp, người ta cũng sẽ đè ép giá. Huống chi các người rõ ràng người mua tin tức sao, vạn nhất là địch nhân đâu. Chấm. Thiên Sách Thần Soái tận tình khuyên bảo. Bắt đầu phân tích lợi và hại. Thần Soái ngươi nói không có vấn đề, ngươi là từ lâu dài góc độ đến suy xét, không có sai. Thế nhưng là ngươi biết đại hạ tổn thất bao nhiêu không?
quốc khố tổn thất 1/6 a, nguyên khí đại thương, hiện tại nhu cầu cấp bách đền bù, dùng hết thảy biện pháp đến giảm nhỏ tổn thất, hiểu chưa? Tiêu Liệt Quân nhìn chằm chằm hắn nói, ta chỗ này có cụ thể số liệu, ngươi xem một chút đi. Thiên Sách Thần Soái mấy người tiếp nhận số liệu, cẩn thận nhìn lại. Sau khi thấy, cũng lộ ra khoa trương thần sắc tới. Đây là bọn hắn đều không nghĩ tới. Chúng ta cũng không có cách nào, phải kịp thời bổ sung quốc khố hao tổn, hiểu chưa? Hồng Thanh Thương mấy người lộ ra thần sắc khó khăn. Ta hiểu các ngươi. Thiên Sách Thần Soái sau khi xem xong, thở phào một hơi. Cũng không còn thuyết phục bọn hắn. Một hồi đám kia người mua liền đến. Đến lúc đó toàn bộ bán đi, liền có thể dừng tổn hại một điểm. Chuyện này, ai cũng ngăn cản không được. Thiên Sách Thần Soái ngược lại là rất có thể hiểu được bọn hắn. Không đứng tại vị trí của bọn hắn, căn bản không biết bọn hắn chỗ gánh chịu chính là cái gì. Sau mấy tiếng, tiên sinh phái người đến. Dùng đại hạ cần thiết đền bù quốc khố tài nguyên trao đổi bán ra tài nguyên. Này mới khiến Tiêu Liệt Quân bọn hắn thở dài một hơi. Cuối cùng là vãn hồi rất lớn một bộ phận tổn thất. Không phải những vật này lưu tại trong tay, chính là sắt vụn đồng dạng. Rất nhanh toàn bộ đều trở đi. Mênh mông cuồn cuộn. Nhìn xem đi xa vận chuyển đội ngũ, Lục Hùng đều có chút muốn khóc. Thiên Sách Thần Soái gắt gao cắn môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ngành tình báo Tào Chí Quốc đột nhiên nói ra, muốn hay không phái người nhìn bọn hắn chằm chằm một điểm, nhìn xem là vận chuyển về nơi nào. Thiên Sách Thần Soái mấy người đối thuyết pháp này tương đối duy trì, vẫn là nhìn một cái đi, lý do an toàn. Vạn nhất là ta đại hạ cửu nhân, vậy liền không tốt lắm. Dù là tiếp nhận tổn thất, cũng không thể đem tài nguyên bán cho bọn hắn. Viêm Long Vệ mấy vị thủ lĩnh gật gật đầu, được, xem một chút đi. Lão Tào, người phái người phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đi đâu. Tiêu Liệt Quân quay người lại hướng mọi người nói, tốt, hết thảy đều kết thúc. Mọi người về sau không cần nghĩ chuyện này. Cuối cùng tất cả mọi người tán đi. Vì chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Tào Chí Quốc phái đi ra người rất nhanh liền truyền về tin tức. Nhóm này mua đi tài nguyên người cũng chưa rời đi đại hạ, mà là hướng đại hạ mấy cái phương hướng vận chuyển đi. Cuối cùng tài nguyên cái gì đều gỡ tại đại hạ thổ địa bên trên. Xác nhận về sau người mua chính là đại hạ. Kết quả này một truyền về, mọi người càng phát ra yên tâm. Kỳ thật làm ra làm đi, đều là đại hạ người một nhà. Bọn hắn dùng những cái này cầm tới làm cái gì, đã không trọng yếu. Đây là chúng ta đại hạ người một nhà trợ giúp đại hạ a. Coi như không tệ. Biết kết quả sau. Tiêu Liệt Quân bọn hắn đều cười. Nhưng bọn hắn làm sao biết, những tài nguyên này đều là chư thần phòng thí nghiệm trực tiếp muốn dùng. Không có vận ra đại hạ, đó là bởi vì chư thần phòng thí nghiệm căn cứ ngay tại đại hạ a. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Trừ Diệp Quân Lâm bên ngoài, mọi người nơi đó biết chư thần phòng thí nghiệm liền ngay dưới mắt. Ngay tại đại hạ. Bởi vậy, hết thảy tài nguyên đều không cần vận ra đại hạ. Cái này vừa vặn mê hoặc tất cả mọi người. Đều lại không có xâm nhập điều tra đi. Nếu là vận chuyển về đại hạ bên ngoài địa phương, đó chính là một phen khác kết quả. Thế nhưng là người ta ngay tại ngươi ngay dưới mắt dùng những tài nguyên này, trái lại đối phó ngươi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt lại nửa ngày thời gian trôi qua. Chư thần phòng thí nghiệm đã tại sắp xếp lập tức tiến công kế hoạch. Đầu tiên chính là tản mát tại các nơi trên thế giới Leviathan, khổng lồ muốn trong bao nhiêu thời gian có thể tụ tập đến đại hạ. Hết thảy đều trải qua tinh vi tính toán. Tiếp theo chính là một khi đại hạ lâm vào hỗn loạn, dựa theo dự đoán của bọn hắn số 76 cấm địa thần cũng thế tất sẽ tham chiến. Đến lúc đó cái dạng gì tình huống bọn hắn cũng phải phân tích, mà lại không phải đại khái tình huống. Muốn dùng mô hình phân tích tình huống cụ thể, bao quát mỗi một chỗ chiến đấu chi tiết, đại hạ sẽ tổn thất bao nhiêu vũ khí, tổn thất bao nhiêu người các loại tình huống tỉ mỉ hóa. Cuối cùng, cũng chính là đối chư thần phòng thí nghiệm đến nói khâu mấu chốt nhất tiết. Lúc nào bọn hắn ra tay? Cũng chính là đại hạ cùng số 76 cấm địa lưỡng bại câu thương tới trình độ nào hoặc là cái gì thời gian, bọn hắn mới phải đi ra tay. Những cái này đều muốn trải qua tính toán chính xác khả năng có thể. Trước mắt chư thần phòng thí nghiệm bố trí chính là vòng này tiết. Chư thần trong phòng thí nghiệm, chứ có hắc ám bác sĩ, dạng này chuyên môn nghiên cứu sinh vật gen cùng chủng tộc huyết mạch.
còn có đem hiện đại khoa học kỹ thuật chơi đến cực hạn tuyệt thế thiên tài, được vinh dự thượng đế chi não. Đây hết thảy phân tích đều là hắn tới. Mấy giờ thời gian, liền đem hết thảy tình huống xây mô hình, thực tế hóa. Chi tiết đến cụ thể tổn thương tới trình độ nào, chết bao nhiêu người, đại hạ có bao nhiêu bố trí bị phá hủy. Đương nhiên cái này trừ thượng đế chi não mình lợi hại bên ngoài, cũng xây dựng ở cường đại số liệu trên tình báo. Chư thần phòng thí nghiệm đối đại hạ hết thảy bố trí, đều cơ hồ thăm dò rõ ràng. Đối với số 76 cấm địa đám kia thần chiến lực tình huống, cùng dưới chướng thánh kinh tổ chức, mã nhã công nghiệp hết thảy bọn hắn cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Chấm. Tại cặn kẽ như vậy trên số liệu, thượng đế chi não đem một trận đại chiến cụ thể tình hình cho mô phỏng ra tới. Chúng ta 6 giờ sáng đúng giờ động thủ, ước chừng 5 tiếng đồng hồ sau số 76 cấm địa thần hội tham dự trong đó. 8 giờ về sau, đôi bên lưỡng bại câu thương, trên cơ bản đều có thể đại hạ một nửa hoàn cảnh lật tung trời. Lúc này thích hợp chúng ta ra trận, đến lúc đó trong ngoài giáp công, suy xét đến đại hạ kiên cường thiết huyết phong cách, dự đoán 17 giờ đến 23 giờ ở giữa toàn diện cầm xuống đại hạ. Thượng đế chi não đều đã đem sự tình chính xác. Tính toán ra đại hạ triệt để luân hãm thời gian. Nghe đến đó, tất cả mọi người hưng phấn. Bọn hắn ngóng nhìn một ngày này rốt cục đến. Đừng vội hưng phấn, đem lên đế chi não nghiên cứu ra được cụ thể thực chiến mô hình đều cho ta truyền xuống, cụ thể an bài nhân thủ các loại vũ khí chờ. Toàn bộ cho ta đi chuẩn bị. Tiên sinh ra lệnh một tiếng. Chốc lát về sau. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mà đại danh đỉnh đỉnh hắc ám bác sĩ cũng đem tham dự trong đó. Tự mình chỉ huy tới đối phó số 76 cấm địa thần. Hắn nhưng là số 76 cấm địa thiên địch. Đem huyết mạch của bọn hắn thể chất nghiên cứu rõ rõ ràng ràng, biết bọn hắn bất luận cái gì khuyết điểm. Đối đầu hắc ám bác sĩ, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng đúng không? Tiếp xuống vậy thì chờ đợi. Chư thần phòng thí nghiệm an bài tốt hết thảy, liền đợi đến rạng sáng ngày hôm sau đến. Chẳng qua khoảng thời gian này đối với bọn hắn đến nói, là vô cùng dài. Thậm chí có thể nói là một ngày bằng một năm. Dù là tiên sinh chi lưu cũng khẩn trương đến đang đổ mồ hôi. Dù sao can hệ trọng đại a. Thằng hề đại đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra, tiên sinh ngươi nói chúng ta muốn hay không cho số 76 cấm địa thần thông báo một tiếng. Để hắn cũng có chút chuẩn bị, dạng này đối phó đại hạ, chẳng phải là tốt hơn. Không. Không thể để cho bọn hắn có bất kỳ phát giác, đột nhiên phát động công kích mới tốt, không thể để cho bọn hắn biết chúng ta tồn tại, đối với chúng ta bất lợi. Từ chúng ta các loại tình báo đến xem, bọn hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiên sinh trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì tốt, chúng ta minh bạch. Lúc này, Lucifer thở hồng hộc đi vào, ta vừa mới tại từng cái nguồn năng lượng chạm phát điện kiểm tra một bên, Leviathan, khổng lồ cũng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, liền đợi đến phóng thích. Thời gian còn lại càng lúc càng ngắn. Bị giam lỏng hắc ưng đặc công một mực đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết cụ thể tiến công thời gian. Nhưng tin tức vẫn như cũ truyền không đi ra. Mắt thấy liền thừa 7, 8 tiếng. Hắn tuyệt vọng. Thời gian ngắn như vậy, cho dù là Diệp Quân Lâm xuất quan cũng vô dụng thôi. Không kịp. Huống chi hắn không cần nghĩ cũng biết, Diệp Quân Lâm tuyệt không xuất quan. Muốn xuất quan, khẳng định phát hiện dị thường. Bắt đầu tìm kiếm mình. Hiển nhiên không có. Ai, tiếp xuống chiến ưng quốc muốn đối mặt một cái cường đại trước nay chưa từng có địch nhân. Tại chư thần phòng thí nghiệm một hơi nuốt mất đại hạ về sau, bọn hắn tương lai đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chấm. Một bên khác, Minh Tà Thần chậm chạp không có tiếp vào hắc ưng đặc công tin tức, để hắn tưởng lầm là an toàn. Dù sao Diệp Quân Lâm dặn dò qua lấy hắc ưng đặc công tin tức làm chuẩn. Hắn không truyền tin tức, chứng minh liền không sao. Tạm thời còn có thời gian. Còn lại 10 ngày qua thời gian vẫn là đầy đủ. Hắn người còn tại nhìn chằm chằm chiến ưng quốc các đại năng nguyên trạm phát điện. Lúc này, hắn người bỗng nhiên truyền đến tin tức, có phát hiện trọng đại. Minh Tà Thần bọn người lập tức tụ cùng một chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm sao rồi, bọn hắn hành động sao? Mấy người liền vội vàng hỏi. Hành động ngược lại là không có. Chẳng qua tại chiến ưng quốc nguồn năng lượng trạm phát điện lân cận, rõ ràng phát hiện khả nghi nhân viên. Bọn hắn lén lén lút lút, dường như tại điều nghiên địa hình đồng dạng. Căn cứ tin tức đáng tin, bọn họ đích xác ở chung quanh phát hiện người.
chính là Lucifer bọn hắn. Bọn hắn là đi kiểm tra Leviathan tình huống, không nghĩ tới bị Minh Tà Thần an bài người cho truy tung đến. Lầm cho là bọn họ tại làm công tác chuẩn bị, điều nghiên địa hình hoặc là cái gì. Kỳ thật người ta sớm ẩn nấp, chỉ là tới kiểm tra thôi. Minh Tà Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười lạnh nói, vậy đã nói rõ bọn hắn muốn bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh muốn đem những cái kia khổng lồ ẩn nấp, hiện tại chỉ là chuẩn bị giai đoạn. Chúng ta còn có thời gian, đây thật là chuyện tốt, cùng chủ nhân dự tính không sai. Đại khái 2 tháng, hiện tại bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, dùng mấy ngày thời gian không sai biệt lắm có thể đem tất cả khổng lồ giấu ở nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới. Chấm. Mọi người trải qua phân tích, đều coi là Lucifer tung tích của bọn hắn xuất hiện, chỉ là vì công tác chuẩn bị. Tốt, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Đoán chừng tiếp xuống bọn hắn liền phải đem những cái kia khổng lồ vận đến lặng lẽ cất giấu. Minh Tà Thần hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm. Về phần đại hạ phương diện căn bản không ai nhìn chằm chằm, cũng không ai để ý tới. Không ít người tại mở tiệc ăn mừng, khắp nơi đều là ca múa mừng cảnh thái bình tràng cảnh. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm phương diện chẳng những chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Còn đang suy nghĩ như thế nào tăng cường. Cố gắng không xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Bọn hắn còn tại hoàn thiện các loại chuẩn bị hoạt động. Kỳ thật tại chư thần phòng thí nghiệm trong mắt, chân chính đại địch không phải đại hạ hoặc là số 76 cấm địa thần. Kia là đại hạ kia hai loại tồn tại. Bọn hắn tất cả chuyện tiếp theo đều là vì cái này hai loại tồn tại chuẩn bị. Nếu như bọn hắn không xuất hiện, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu như xuất hiện, như vậy chư thần phòng thí nghiệm tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đến đối kháng. Chấm. Trước mắt nghĩ chính là như thế nào tận khả năng giảm nhỏ tổn thất. Đúng, ta còn nghĩ tới một cái biện pháp. Có thể trên phạm vi lớn cắt giảm đại hạ chiến lực. Tiên sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hoảng sợ nói. Cái gì? Mọi người nhao nhao đều nhìn lại. Ta để thiên sách thần soái mất đi chiến lực như thế nào? Lời này mới ra. Toàn trường đều muốn vỡ tổ. Nếu quả thật để thiên sách thần soái mất đi chiến lực. Vậy nhưng thật quá tốt. Trên cơ bản thiên sách thần soái chính là đại hạ chiến lực trần nhà, đương nhiên kia hai loại tồn tại không xuất hiện. Mọi người đều trở nên hưng phấn. Vậy thì tốt, ta liền để hắn hắc ám thượng đế đại đồ đệ đi tìm hắn, lợi dụng mẫu thân hắn đem thiên sách thần soái ngăn chặn. Đem hắn hấp dẫn đến đại hạ bên ngoài địa phương, đến lúc đó dù là biết đại hạ xảy ra chuyện, hắn lại chạy đi chi viện cũng khó. Nghe được tiên sinh nói, những người khác rối rít nói. Đến lúc đó chúng ta lại ngăn cản một phen, cái này chiến lực mạnh nhất liền không có cái gì dùng. Tranh thủ thời gian lập tức đi làm. Chấm. Trước hắc ám thượng đế đại đồ đệ tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức đi vào Côn Luân học viện tìm thiên sách thần soái. Công bố muốn cùng hắn cùng đi xem nhìn mẫu thân phần mộ. Thiên sách thần soái cuối cùng là không đành lòng. Theo hắn tiến về phương Tây Châu, đã từng thánh kinh tổ chức tổng bộ cái khác một cái trên đảo nhỏ. Nơi này là trước hắc ám thượng đế phần mộ chỗ. Thiên sách thần soái người bị rời ra đại hạ, cái này mục đích đã đạt tới. Không đơn giản cắt giảm chiến lực mạnh nhất. Còn là một vị mạnh hữu lực người lãnh đạo cùng người chỉ huy. Nếu là hắn không có ở đây, thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc tương đối mà nói liền sẽ rất hỗn loạn. Tiếp xuống khởi động chúng ta tại đại hạ bồi dưỡng tử sĩ. Để bọn hắn tại thích hợp thời gian ra trận, tận khả năng đi ngăn chặn đại hạ cao thủ. 12 giờ đã qua, tiếp xuống 6 tiếng đếm ngược bắt đầu. Khoảng cách chư thần phòng thí nghiệm khởi xướng tổng tiến công thời gian. Chỉ còn lại 6 giờ. Đại hạ rất nhiều người chúc mừng tiệc rượu, vẫn còn tiếp tục, bọn hắn phải lớn hai mấy ngày mấy đêm. Không đến hừng đông tuyệt đối không trở về nhà. Có ít người thậm chí thuê du thuyền tàu thủy trên biển cả mở tiệc rượu. Thậm chí có không ít người đối đại hải hô, không phải có cự hình sinh vật sao. Đến a. Còn gì nữa không, nhảy ra a, đến a. Một đám bại tướng dưới tay, tới một lần giết các ngươi một lần. Liền các ngươi cũng xứng chúng ta kiến an toàn đảo. Từng cái ngang ngược càn rỡ. Căn bản không có đem hết thảy để vào mắt. Chẳng qua đây là đánh xong thắng trận lớn về sau trạng thái tinh thần, hết thảy đều là bình thường. Chấm. Chẳng qua đây là đại hạ các nơi ảnh thu nhỏ. Gần như mỗi cái địa phương đều cực hạn thư giãn. Còn mở các loại tiệc rượu đến chúc mừng. Người bình thường, hoặc là chiến sĩ, hoặc là các cường giả đều đang ăn mừng. Về phần tiếp tục đề phòng. Không có khả năng,
toàn thế giới đều cho rằng cự hình sinh vật tiêu diệt. Huống chi bọn hắn là tự tay tiêu diệt. Không có cái gì so tận mắt thấy tự tay tiêu diệt càng có sức thuyết phục. Diệp Quân Lâm nói lại nhiều, có thể so sánh được bọn hắn tự mình gặp phải sao? Cho nên người bây giờ tại mọi người bên tai nói cái gì cũng không có dùng. Tất cả mọi người chỉ nhận nhưng mình nhìn thấy. Dù sao tục ngữ nói tốt, chăm nghe không bằng một thấy. Lại thủ một ngày, vẫn là không có tình huống phát sinh. Ta cho rằng giám sát bộ môn có thể thiếu một nửa người. Khôi phục lại bình thường trình độ đi. Viêm Long vệ trong căn cứ. Mọi người lại thật dài thở dài một hơi. Làm người quyết định, bọn hắn đương nhiên không thể 100% đi buông lỏng. Bọn hắn vẫn như cũ phái người nhìn chằm chằm. Thế nhưng là ngày đầu tiên, cũng chính là thời cơ tốt nhất đều đi qua, một chút xíu tình huống đều không có phát sinh. Hiện tại hai ngày thời gian trôi qua, vẫn là không có tình huống, kia đại khái suất đại biểu chính là an toàn. Cái này căn bản là không có dự đoán bất kỳ tình huống gì phát sinh. Cũng không thể mạnh mẽ muốn biệt suất một cái đến mới được a. Kia tuyệt đối không thể. Tốt, ta đi nghỉ ngơi. Tiêu Liệt Quân mấy người đều đi nghỉ ngơi. Bọn hắn đã thời gian thật dài không có chợp mắt, chứ nói chi là thật tốt ngủ một giấc. Hiện tại không có tình huống, bọn hắn rốt cục có thể yên tâm. Loại tình huống này chư thần phòng thí nghiệm quả thực rất hài lòng. Khắp nơi đều tại thư giãn, quả thực quá tốt. Lúc đêm khuya, chiến ưng quốc nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới đặc chế thùng đựng hàng bên trong Leviathan bắt đầu táo động. Dựa theo hắc ám bác sĩ dược tề thời gian, lúc này dược hiệu qua, bọn chúng đều thức tỉnh. Các phương diện tại một chút xíu khôi phục bên trong. Khoảng cách tiến công thời gian không nhiều. Cứ việc bọn chúng tại sao động, nhưng tản mát ra năng lượng cùng sóng điện tự động toàn bộ bị nguồn năng lượng trạm phát điện cho che giấu. Duy nhất có thể lấy phát hiện dị thường chính là chiến ưng quốc nguồn năng lượng trạm phát điện nhân viên, nhưng có hắc ưng đặc công quyền hạn tại. Bọn hắn dù là phát hiện, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Những người khác căn bản đừng nghĩ phát hiện. Đối với cái này, chư thần phòng thí nghiệm rất yên tâm. Trừ chiến ưng nước ngoài, những người khác đừng nghĩ phát hiện. Mà hết lần này tới lần khác chiến ưng quốc lại không thể phát hiện. Lần nữa xác nhận, Leviathan tương quan trang bị toàn bộ sẵn sàng, lại không có cái gì tình trạng xuất hiện. Trang bị Leviathan đặc chế thùng đựng hàng, đã an trí hệ thống. Đến lúc đó toàn bộ cùng một thời gian mở ra. Thông qua sớm chuyển vận tốt chỉ lệnh, đem tất cả Leviathan dẫn hướng đại hạ. Đối đại hạ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hết thảy có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ thời gian đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giờ sáng. Còn có 3 giờ. Chư thần phòng thí nghiệm mọi người đã khẩn trương đến ứa ra mồ hôi lạnh. Dù là tiên sinh toàn thân sớm bị mồ hôi lạnh tưới thấu ướt nhẹp. Quá khẩn trương. Lúc này hắn còn tại hồi tưởng, nơi đó không có làm tốt, còn có cần hay không tăng cường hoặc là bổ lậu chi tiết. Chấm. Thời gian cực nhanh. Lại 3 giờ trôi qua. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Xác nhận không sai. Hành động. Tiên sinh ra lệnh một tiếng. Chư thần phòng thí nghiệm chân chính hành động đến. Chư thần phòng thí nghiệm tổng bộ, hắc ám bác sĩ đè xuống nút bấm. Giấu ở chiến ưng quốc thượng trăm cái nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới đặc chế thùng đựng hàng trang bị ầm vang mở ra. Bên trong đã sớm thức tỉnh đồng thời các phương diện khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Leviathan, cự hình sinh vật nhóm toàn bộ phóng xuất ra. Dựa theo chỉ lệnh, toàn bộ hội tụ hướng một cái mục đích đại hạ. Đáng sợ là Leviathan nhóm vậy mà lặn xuống bên trong biển sâu tiềm hành. Dạng này dù là có năng lượng ba động khủng bố cùng điện từ dị thường tần suất cũng không thể ngay lập tức phát hiện. Hoặc là nói rất khó phát hiện. Dù là tiếp thu được đến từ biển sâu tần suất chấn động những cái này. Đã là thật lâu về sau sự tình. Trong đoạn thời gian này, Leviathan nhóm sợ là sớm đã đi tới đại hạ. Khi đó lại phát hiện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh các đại dương, trên thực tế phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Từng cái khổng lồ ngay tại nhanh chóng đẩy tới. Một trận đến cực điểm tai nạn sắp xảy ra. Khoảng cách đại hạ gần đây, ở vào Tinh Quốc. Đông đảo mấy cái nước láng giềng 17 cái nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới thùng đựng hàng cũng tại cùng thời khắc đó tách rời. Bên trong khổng lồ Leviathan toàn bộ phóng thích. Toàn bộ hướng đại hạ nhanh chóng tiếp cận bên trong. Bọn chúng khoảng cách đại hạ quá gần. Khoảng cách đại hạ gần đây một cái nguồn năng lượng trạm phát điện,
dựa theo Leviathan nhóm tiến lên tốc độ 13 phút liền có thể đến. Đại hạ đường ven biển phía trước trên đại dương bao la gió êm sóng lặng, không có một tia gợn sóng. Từng chiếc du thuyền ngừng trên mặt biển. Đã không có phía trước tiếng huyên náo tiếng âm nhạc. Tất cả chúc mừng mở party hoặc là say mềm, hoặc là chịu đựng không nổi bối rối. Bong tàu bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm một đám người. Gai mũi cồn vị tràn ngập một vùng biển. Đám người tuổi trẻ này để ăn mừng thắng lợi, thành đoàn tới đây thả bản thân. Mười mấy chiếc du thuyền song song liền cùng một chỗ. Phần lớn người đều đã đổ trên bong thuyền nằm ngáy o o, nhưng vẫn là có người dẫn theo bình rượu uống ửng ực. Đối đại hải điên cuồng gào thét, phảng phất biểu đạt mình biển động nghịch thiên trạng thái. Đến a, không phải châu bò sao? Đến a, xử lý ta a. Diệp Quân Lâm không phải nói càng kinh khủng hơn nữa không cách nào tiêu diệt sao? Đều đi ra a. Còn nói sẽ trở thành tai nạn, ta muốn nhìn tai nạn là dạng gì. Chấm. Bọn hắn tửu kình say xưa, thừa dịp tửu kình hô to. Thậm chí đem bình rượu ném về đại hải. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này đợi, mặt biển phía dưới biển sâu cùng biển cạn ở giữa khu vực, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ động tĩnh tới. Giống như là đáy biển núi lửa bộc phát như vậy. Đáng sợ chấn động cùng năng lượng tại trong biển rộng điên cuồng truyền bá ra ngoài, quét ngang một mảnh. Phàm là trong biển sinh vật gặp được cái này điên cuồng chấn động, lập tức bị vỡ nát xé rách, hóa thành một đoàn xương máu. Toàn bộ hải vực đều là như thế. Phù phù. Phù phù. Chấm. Rất nhanh những cái này chấn động diễn sinh ra đến dị dạng đi vào trên mặt biển. Từng cái to bằng miệng chén bong bóng hình thành. Tựa như nước biển sôi trào đồng dạng. Ngay sau đó toàn bộ mặt biển đều biến thành huyết hồng sắc. Trong biển sinh vật thi thể ra tới máu tươi đem trọn phiến hải vực đều nhuộm đỏ thành màu đỏ sẫm. Tựa như địa ngục huyết hải. Gai mũi mùi máu tươi muốn tràn ngập cả phiến thiên địa, ô nhiễm tất cả địa phương. Lúc này, du thuyền bong tàu xách bình rượu hán tử say nhóm, rụi rụi con mắt, nhìn về phía trước. Đại hải làm sao phun bong bóng rồi? Còn có, là màu đỏ sao? Ta uống nhiều sao, làm sao đại hải biến đỏ sắc rồi? Còn có mùi vị kia thật là khó ngửi a. Chấm. Có không ít người đã phát ra nghi vấn. Cái gì đại hải là màu đỏ? Con mẹ nó người uống nhiều đi. Là không phải là không muốn uống rồi. Đại hải phun bong bóng loại lời này đều đi ra. Tranh thủ thời gian uống. Có mấy cái uống đến càng nhiều xoay người lại, thúc giục đồng bạn uống rượu. Nhưng bọn hắn nơi đó biết. Phía sau một con như ngọn núi đầu nổi lên mặt nước, cùng bong tàu một loại cao, chính nhìn xem bọn hắn. Oanh! Khi thấy phía trước trồi lên to lớn đầu. Kia miệng to như chậu máu, sắc bén như dài đổ răng, che kín lân phiến góc cạnh như cốt thép mặt mũi. Chính diện đứng mấy người đều dọa sợ. Giờ khắc này uống bao nhiêu rượu đều tỉnh lại. Lạch cạch! Lạch cạch! Chấm! Bọn hắn chai rượu trong tay chén rượu toàn bộ rớt xuống đất. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nói không ra lời. Thân thể một mực run rẩy. Có ít người thậm chí tại chỗ bị dọa đến tè ra quần. Tất cả mọi người giờ khắc này đều hiểu. Diệp Quân Lâm tiên đoán là đúng. Tai nạn tiến đến. Chân chính tai nạn đến rồi. Trước mắt xuất hiện khổng lồ, tuyệt đối so với bọn hắn trước đó gặp qua thậm chí chu sát phải cường đại hơn nhiều. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Làm sao rồi? Các ngươi làm sao thành dạng này? Đưa lưng về phía hán tử say nhóm, nhìn thấy đồng bạn lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Thậm chí rượu đều có chút tỉnh. Ô ô ô! Trước mắt các đồng bạn điên cuồng chỉ vào phía sau bọn họ Leviathan. Nhưng từng cái bởi vì kinh sợ, dây thanh thu được tổn thương, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Làm sao rồi? Đằng sau có cái gì sao? Chấm! Những cái này hán tử say nhóm vô ý thức quay đầu. Khi thấy sau lưng khổng lồ, có người trực tiếp bị hù dọa ngất đi. Ta trời! Giờ khắc này, hán tử say nhóm toàn bộ đều tỉnh rượu. Quá khủng bố! Ánh mắt của bọn hắn so phía trước những người kia còn muốn tới khoa trương. Đây là, thật đến rồi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa mới ngang ngược càn rỡ hô hào để người ta ra tới. Không nghĩ tới thật đến rồi. Diệp Quân Lâm nói là đúng. Chân chính tai nạn hoàn toàn chính xác sẽ đến. Bọn hắn gặp phải chém giết đều là bom khói a. Hối hận đã xong. Lúc này bọn hắn đầu óc trống rỗng.
liền đem tin tức phát ra ngoài ý thức đều không có. Ầm ầm. Nhưng một giây sau, cả chiếc du thuyền bắt đầu rung động, trực tiếp bị lật tung. Nằm trên boong thuyền đám người một cái tiếp một cái tỉnh lại. Cũng không có tới kịp phản ứng. Du thuyền liền bị lật tung, trực tiếp chìm vào đáy biển. Oanh! Chấm! Một chiếc! Hai chiếc! Chấm! Tại trận trận quỷ khóc sói gào bên trong, mười mấy chiếc du thuyền toàn bộ bị lật tung chìm tới đáy. Rất nhanh liền không có thanh âm. Sau đó vùng biển này bên trên du thuyền cano loại hình toàn bộ gặp nạn. Nhao nhao đều bị quét ngang. Cũng trách những người tuổi trẻ này gan lớn, tại nhà mình chúc mừng cũng coi như. Chuyên môn chạy đến vùng biển quốc tế phía trên đến chúc mừng. Bọn hắn vốn chính là không duy trì Diệp Quân Lâm thuyết pháp người. Cố ý chạy đến vùng biển quốc tế, dùng loại phương thức này để phát tiết mình đối Diệp Quân Lâm bất mãn, bọn hắn liền nghĩ để Diệp Quân Lâm minh bạch, nơi nào có cái gì khổng lồ xuất hiện. Nơi nào có cái gì tai nạn. Người dự đoán hết thảy đều là sai. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Thật đến rồi. Diệp Quân Lâm nói đều là đúng. Hối hận. Trên đời này không có thuốc hối hận. Đã ngươi lựa chọn xem thường, liền phải trả giá đắt. Thành công dọn sạch sở vùng biển quốc tế phía trên chướng ngại. Mà Leviathan nhóm tiến công chính thức bắt đầu. Bọn chúng lần nữa chui vào trong biển, hướng đại hạ đường ven biển khởi xướng tiến công. Một phút đồng hồ sau sẽ tiến vào đại hạ hải vực phạm vi bên trong. Đại hạ mặc dù rút đi tuyến phòng ngự, trạm giám sát nhân viên dụng cụ chờ một chút đều gọi ngừng một nửa. Nhưng vẫn là có trên trăm cái trạm giám sát tồn tại. Một khi có dị thường vẫn là sẽ phát hiện. Ở vào vùng biển quốc tế cùng đại hạ hải vực ở giữa đáy biển có xây một cái trạm giám sát. Dường như có dị thường. Trạm giám sát bên trong nhân viên đột nhiên phát hiện kịch liệt sóng điện tự động cùng năng lượng đột nhiên tăng lớn dị thường. Không được, muốn xảy ra chuyện. Nhưng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện từng cái người thần bí. Phốc phốc, phốc phốc, chấm. Mấy đạo huyết tiễn vọt mạnh, bọn hắn bất đắc dĩ đổ xuống. Hải vực dị thường tin tức cuối cùng không có phát ra ngoài. Đây là số 98 đáy biển trạm giám sát. Xảy ra vấn đề. Còn có tiếp giáp số 96, số 97 chờ một chút mà thôi phát hiện dị thường. Chẳng qua bọn hắn gặp phải đều là giống nhau. Không đợi đem tin tức truyền đi, từng cái liền toàn bộ gặp nạn. Cái khác tất cả trạm giám sát đều gặp tình huống giống nhau. Cứ việc ngay lập tức vẫn là thăm dò đến dị thường. Nhưng không biết tình huống như thế nào, trạm giám sát bên trong có những người khác xuất hiện, đem từng cái giám sát nhân viên toàn bộ xóa bỏ. Một người sống đều không có lưu lại. Phải. Tất cả đại hải hải vực sử dụng trạm giám sát đều gặp phải giống nhau như đúc tình huống. Từng cái tử vong. Trạm giám sát truyền thâu cũng lập tức gián đoạn, căn bản sẽ không cho đại hạ tổng bộ phản hồi ra ngoài bất kỳ tin tức. Trên trăm cái trạm giám sát cùng một thời gian mất đi hiệu lực. Tương đương với vô dụng. Không sai. Đây hết thảy đều là chư thần phòng thí nghiệm an bài. Thật sớm liền phái người chú ý các đại giám đo đứng, đợi đến hành động tiến hành thời điểm, đem trạm giám sát dần dần hủy diệt. Để nó mất đi hiệu lực. Lúc đầu trạm giám sát đều là cùng với bí ẩn tồn tại. Dù là chư thần phòng thí nghiệm cùng chiến ưng quốc đi tìm, cũng trên cơ bản không có khả năng toàn bộ tìm tới. Tìm tới một phần tư thế là tốt rồi. Thế nhưng là tại lần trước thả bom khói thời điểm, đại hạ đem tất cả bố trí, bao quát hỏa lực phối trí, giám sát phối trí. Vận chuyển phối trí, chữa bệnh phối trí chờ một chút toàn bộ để lộ ra. Tương đương đối chư thần phòng thí nghiệm là trong suốt. Sẽ không còn có bất kỳ bí mật có thể nói. Nhìn như lần trước đại hạ là toàn diện thắng lợi. Kỳ thật thua rối tinh rối mù. Đem hết thảy tất cả gần như toàn bộ để lộ ra. Người người vẻn vẹn một cái tiểu động tác, người lại ngay cả đại chiêu đều giao. Bởi vậy chư thần phòng thí nghiệm cũng sẽ biết trạm giám sát sẽ phát hiện dị thường. Thời gian ngắn đại hạ phương diện biết, cũng sẽ nhanh chóng thành lập được tuyến phòng ngự. Dù sao lần trước một trận chiến, đại hạ để toàn thế giới đều biết cái gì gọi là đại hạ tốc độ. Vậy đơn giản khủng bố. Cũng thế tất sẽ cho chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch tạo thành phiền toái cực lớn. Bởi vậy những cái này trạm giám sát sớm bị chư thần phòng thí nghiệm an bài tốt tử sĩ để mắt tới. Một khi xuất hiện dị thường, bọn hắn sẽ lập tức động thủ, phá hủy trạm giám sát hết thảy. Cứ như vậy, trên trăm cái trạm giám sát mất linh. Đại lượng Leviathan tiến vào đại hạ hải vực.
Cái khác tản mát tại các nơi trên thế giới Leviathan nhóm cũng tại bên trong biển sâu nhanh chóng hành động, lấy tốc độ nhanh nhất muốn đến đại hạ. Rất nhiều quốc gia giám sát dần dần vẫn có thể phát hiện dị thường. Chẳng qua chư thần phòng thí nghiệm cường đại nhất não thượng đế chi não đã sớm thu xếp. Hắn trước kia liền xâm lấn các đại vệ tinh hệ thống. Lúc này bắt đầu phóng thích không tầm thường tần suất tín hiệu. Để các đại quốc gia cùng thế lực đem lực chú ý chuyển rời đến trong thái không. Bắt đầu xem xét trong vũ trụ có cái gì dị thường xuất hiện. Làm sao có thời giờ đi thăm dò nhìn bên trong biển sâu tình huống. Tăng thêm thượng đế chi não thiết trí tần suất quấy nhiễu khí tại toàn thế giới các hải vực khởi động. Có thể trên phạm vi lớn quấy nhiễu đại hải trạm giám sát. Cứ như vậy, căn bản liền sẽ không có người có thể tra được bên trong biển sâu Leviathan tiến lên. Quốc gia khác cũng sẽ không. Chớ nói chi là đại hạ. Một cái duy nhất có thể tra được dị thường quốc gia chiến ưng quốc. Chẳng qua lần này chiến ưng quốc lựa chọn ẩn hình trong suốt, không tham dự bất cứ chuyện gì, cũng không phát ra tiếng. Chỉ cần cùng mình không có quan hệ. Như vậy không có bất kỳ động tác gì. Toàn thế giới tổng cộng 3,000 con Leviathan ngay tại điên cuồng hướng đại hạ hội tụ. Gần Leviathan đã tại đại hạ hải vực tập kết. Sắp ngăn cản đại hạ đường ven biển. Đối với đây hết thảy, chư thần phòng thí nghiệm là tương đương hài lòng. Tiên sinh còn cố ý thả đi hắc ưng đặc công. Tốt, hắc ưng tiên sinh ngươi bây giờ tự do. Giá trị của ngươi đạt tới. Ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi. Đương nhiên, phải tại nuốt mất đại hạ về sau. Tiên sinh ý cười đầy mặt. Ai? Hắc ưng đặc công thật dài hít một hơi. Lần này xong. Chiến ưng quốc đem đứng trước một cái trước nay chưa từng có địch nhân cường đại. Uy hiếp xa xa tại đại hạ phía trên. Đây là đáng sợ nhất. Cho tới bây giờ mới đưa hắn thả ra. Đã không làm nên chuyện gì. Dù là hắn hiện tại thông báo tiếp đại hạ phương diện cũng là phí công. Người ta còn không tin. Mà lại dựa theo thời gian đến xem, căn bản không đủ dùng. Tiên sinh nhiều khủng bố a. Khẳng định tính toán đến ngươi mỗi từng giây từng phút. Sau đó hắn còn không thể đơn độc trở về, là từ chuyên gia tiễn hắn về chiến ưng quốc. Xem bộ dáng là hành động triệt để kết thúc về sau, mới có thể thả hắn. Cho nên hết thảy đều là vô dụng. Chẳng qua duy nhất có điểm hy vọng chính là hắc ưng đặc công mấy cái tâm phúc thủ hạ. Hai ngày này không liên lạc được hắn, có thể sẽ làm ra một chút biện pháp. Không sai. Hắc ưng đặc công bị giam lỏng về sau. Hắn mấy vị tâm phúc thủ hạ lập tức ý thức được xảy ra vấn đề. Hắc ưng đặc công không phải cái gì loại lương thiện, tâm phúc của hắn cũng không phải. Mấy người kết hợp hắc ưng đặc công biến mất thời gian địa điểm vân vân. Rốt cục ý thức được hắc ưng đặc công là bị chư thần phòng thí nghiệm giam lỏng. Chư thần phòng thí nghiệm sợ là muốn sớm tiến công. Mấy vị này tâm phúc là biết hắc ưng đặc công cùng chư thần phòng thí nghiệm cùng Diệp Quân Lâm quan hệ. Bọn hắn đứng tại chiến ưng quốc trên lập trường. Tự nhiên hy vọng đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm tàn sát lẫn nhau. Minh bạch sự tình xuất hiện vấn đề lớn về sau, bọn hắn lập tức đi thánh kinh tổ chức tìm minh tà thần. Có thể muốn xảy ra chuyện, hắc ưng đặc công bị giam lỏng, chúng ta tìm không thấy người khác, càng tiếp nhận không đến bất luận cái gì tin tức. Căn cứ chúng ta suy đoán, lần trước cự hình sinh vật bừa bãi tàn phá thời điểm. Chư thần phòng thí nghiệm đã thừa dịp loạn đem chân chính khổng lồ nhóm toàn bộ giấu ở nguồn năng lượng trạm phát điện phía dưới. Lần trước căn bản chính là bom khói. Bước đầu tiên, thăm dò rõ ràng đại hạ các loại bố trí. Thứ hai, thừa dịp loạn đem khổng lồ ẩn nấp, nhất tiễn song điêu. Hắc ưng mặc dù người không gặp, nhưng tại chiến ưng quốc các nơi quyền hạn của hắn vẫn tồn tại như cũ. Đây tuyệt đối là chư thần phòng thí nghiệm ở sau lưng điều khiển hết thảy a. Chấm. Giờ phút này, ở vào buông lỏng trạng thái minh tà thần mấy người cọ một chút liền nhảy dựng lên. Trách không được hắn người nhìn chằm chằm chiến ưng quốc các đại năng nguyên trạm phát điện, lại không ra một điểm vấn đề. Nguyên lai người ta đã sớm ẩn nấp, mình người ở nơi đó chằm chằm đến chết đều chằm chằm không ra. Trách không được từ đầu đến cuối tiếp không đến hắc ưng đặc công tin tức, nguyên lai đã sớm giam lỏng. Nhưng là người của ta tại ngày hôm qua thời điểm. Còn tra được có người tại nguồn năng lượng trạm phát điện lân cận lắc lư a. Theo đạo lý đến nói bọn hắn hẳn là tại điều nghiên địa hình, nghĩ đến như thế nào đem khổng lồ giấu ở phía dưới a. Bạo tà thần bắt đầu nói. Hắn có chút không thể tin được, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. Làm sao có thể? Mấy người trừng mắt liếc hắn một cái nói,
cũng có thể là tới kiểm tra, xác nhận không sai. Gió tà thần hoảng sợ nói, đúng, là tổng tiến công trước một lần cuối cùng kiểm tra. Dù sao hôm qua tại tất cả nguồn năng lượng trạm phát điện đều nhìn thấy khả nghi thân ảnh xuất hiện. Đây chính là đang kiểm tra, xác nhận không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hắc ưng đặc công tâm phúc nói, các ngươi tranh thủ thời gian dự phòng một tay đi. Rất có thể lập tức liền phải hành động, hoặc là đã bắt đầu hành động. Vừa mới chúng ta tiếp vào tin tức, tại chiến ưng quốc lân cận trong hải vực phát hiện che đậy quấy nhiễu khí. Là đại lượng. Không chỉ có như thế, vũ trụ cũng xuất hiện dị thường. Các quốc gia ngay tại xem xét tình huống cụ thể. Cái này rất có thể là chư thần phòng thí nghiệm bom khói. Chấm. Tại bị nhắc nhở sau. Minh tà thần bọn hắn hoảng. Tranh thủ thời gian tập kết hết thảy lực lượng, bao quát thông báo mã nhã công nghiệp, lập tức chi viện đại hạ. Nhanh nhanh nhanh. Cho ta tiếp điện thoại viêm long vệ ngành tình báo. Rất nhanh, Minh tà thần liền liên hệ đến Tào Chí Quốc. Nói cho hắn xuất hiện tình huống. Tào Chí Quốc lắc đầu, không có khả năng. Nhưng một giây sau, hắn bên này ngành tình báo liền truyền đến tin tức xảy ra chuyện. Tào tổ, không tốt, ra đại sự. Mấy người vội vàng chạy vào. A, à, Tào Chí Quốc sắc mặt đại biến. Bên kia Minh tà thần cũng nghe đến. Nói thầm một tiếng xấu. Đã đều truyền đến nơi đây. Như vậy nói rõ tình huống so trong tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Oanh, Tào Chí Quốc sắc mặt đại biến. Tình huống như thế nào? Hắn cái này lúc sau đã không lo được cùng Minh tà thần nói chuyện. Vội vàng hỏi thăm phát sinh tình huống. Chúng ta đại hạ hải vực trạm giám sát đều đột nhiên mất đi liên hệ, không biết tình huống như thế nào. Là tất cả trạm giám sát, toàn bộ mất đi liên hệ. Ngành tình báo nói. À, lúc nào phát sinh tình huống? Hắn bắt đầu vội vàng hỏi thăm. 4-5 phút trước đi. Có người nói. Một người khác lập tức nói. Không đúng, chúng ta phát hiện bọn hắn mất đi liên hệ là 4-5 phút trước, bọn hắn xảy ra chuyện có thể muốn sớm hơn. Dự đoán tại 7-8 phút. 7-8 phút sao? Không được, xảy ra đại sự. Tào Chí Quốc lập tức kịp phản ứng. Kết hợp ngay tại cho hắn trò chuyện Minh Tà Thần, hắn lập tức biết xảy ra đại sự tình. Minh Tà Thần tình huống ta minh bạch, lần này khẳng định phải xảy ra chuyện, ta lập tức đi liên hệ mấy vị thủ lĩnh. Tào Chí Quốc bất chấp những thứ khác. Thẳng đến những người khác trụ sở. Không tốt, xảy ra chuyện, mau dậy đi. Chấm. Cũng may mắn, Tiêu Liệt Quân mấy vị thủ lĩnh tạm thời chỗ ở đều là cùng một chỗ. Tào Chí Quốc hùng hùng hổ hổ chạy tới về sau. Kéo ra một cuống họng sau. Tất cả mọi người hất lên quần áo ngáp liên thiên đi ra. Làm sao rồi, chuyện gì xảy ra? Lão Tào sáng sớm làm gì đâu? Sắp 2 tháng, lần thứ nhất ngủ ngon giấc, lại bị ngươi pha trộn. Mấy người cực độ khó chịu. Còn có những người khác cũng rất là khó hiểu. Tào Chí Quốc luôn luôn chấn định người, lần này làm sao cùng tựa như phát điên. Xảy ra chuyện, ra đại sự, chúng ta trên đại dương bao la trăm cái trạm giám sát toàn bộ mất linh. Còn có Minh Tà Thần nói cho ta muốn xảy ra chuyện. Không kịp, tranh thủ thời gian khởi động đẳng cấp cao nhất hưởng ứng. Lập tức tại đường ven biển bên trên bố trí tuyến phòng ngự. Đem lá bài tẩy của chúng ta toàn bộ lấy ra. Nhanh nhanh nhanh, không kịp, nhất tự Tịnh Kiên Vương dự đoán là đúng. Tào Chí Quốc phát điên để Tiêu Liệt Quân bọn hắn tranh thủ thời gian hưởng ứng. Còn có cái này sự tình sao? Tiêu Liệt Quân mấy người cứ việc không có ngay lập tức khởi động hưởng ứng. Có thể lập ngựa đi vào tổng bộ phòng chỉ huy. Cho ta tiếp Đông Hải Nam Hải tuyến đầu đồn quan sát. Tiêu Liệt Quân lập tức kết nối tuyến đầu đồn quan sát. Dứt bỏ những cái kia trạm giám sát bên ngoài. Tuyến đầu đồn quan sát chính là đại hạ đường ven biển trước hy vọng duy nhất. Ta là Viêm Long vệ Tiêu Liệt Quân, người bộ giám sát khu vực phải chăng có dị thường? Tiêu Liệt Quân dò hỏi. Ta bộ không có bất kỳ cái gì dị thường, vừa mới còn kiểm tra qua một bên. Ta bộ cũng không phát hiện dị thường. Ta bộ cũng thế. Chấm. Đường ven biển trước tuyến đầu đồn quan sát toàn bộ phát tới tin tức. Hết thảy cũng không phát hiện tình huống dị thường. Tốt. Nghe đến đó. Đại gia trưởng dáng dấp thở dài một hơi. Nếu quả thật dựa theo Tào Chí Quốc nói, đường ven biển khả năng đã thất thủ. Nhưng là nếu như không có. Còn tốt. Thế nhưng là, thật muốn xảy ra chuyện a, ta thu thập được tin tức là. Tào Chí Quốc sốt ruột. Tuyệt đối có đại sự phát sinh. Tào tổ trưởng ngươi nói trạm giám sát sự tình a.
Tào Chí Quốc vô ý thức gật đầu, đúng a, làm sao rồi? Vừa mới chúng ta trên trăm cái trạm giám sát đã dần dần khôi phục. Lúc này có người nói. Cùng lúc đó, Tổng điều khiển có tin tức, số 98 trạm giám sát vừa mới hồi phục tin tức, xưng là trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện dị thường ảnh hưởng đến trạm giám sát tần suất cùng tín hiệu. Số 96 khôi phục. Số 97 khôi phục. Chấm. Từng cái trạm giám sát khôi phục tin tức truyền đến. Nghe được một cái tin tức tốt. Tiêu Liệt Quân bọn hắn nhíu lại lông mày dần dần triển khai, không khí khẩn trương cũng biến mất. Nguyên lai đều là sợ bóng sợ gió một trận. Ha ha, sợ bóng sợ gió một trận, không có việc gì. Hù chết ta, còn tưởng rằng xảy ra chuyện. Chấm. Đám người nhao nhao nói. Chỉ có Tào Chí Quốc chất phác đứng ở nơi đó không biết làm sao. Lúc này nhân viên chuyên nghiệp bắt đầu giải thích là vũ trụ phát hiện dị thường. Phía trước xuất hiện dị thường chấn động. Hiện tại các quốc gia sở nghiên cứu cùng nhà khoa học, bao quát ta đại hạ đều đang tra tìm cùng nghiên cứu chuyện gì xảy ra đâu. Đúng vậy à, vừa mới vũ trụ dị thường chấn động, ảnh hưởng rất lớn. Trạm giám sát chịu ảnh hưởng cũng chẳng có gì lạ. Đám người bắt đầu nói. Tiêu Liệt Quân cười cười, đều là sợ bóng sợ gió một trận. Mọi người không cần thiết căng thẳng, nên làm gì liền làm gì đi. Hắn lại nhìn về phía Tào Chí Quốc cười nói, lão Tào à, hiện tại yên tâm đi. Đường ven biển không có việc gì, trạm giám sát cũng khôi phục, hết thảy đều có thể tìm tới đầu nguồn. Về phần Thánh Kinh tổ chức những người kia, đều là dự đoán, căn bản không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ đến. Thế nhưng là, Tào Chí Quốc còn muốn nói gì? Thế nhưng là tại sự thật trước mặt, thật không biết nói như thế nào. Trạm giám sát dị thường đều giải quyết, trả xong đẹp giải thích. Lão Tào hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Liệt Quân bọn hắn tra xong tình huống về sau, cũng riêng phần mình rời đi. Dù sao không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Chẳng lẽ không phải muốn xảy ra chuyện, từng cái mới phải vui vẻ sao? Tào Chí Quốc nơi đó còn ngủ được, hắn vội vàng lần nữa liên hệ đến Minh Tà Thần. Hỏi thăm tình huống cụ thể. Vừa mới tình huống quá mức khẩn cấp, hắn đều không nghe thấy bao nhiêu. Hắn cũng đem nơi này tin tức phản hồi cho Minh Tà Thần. À. Đều khôi phục bình thường rồi, không có việc gì rồi, mà lại tuyến đầu đồn quan sát cũng tra không ra vấn đề đến. Minh Tà Thần kinh ngạc. Ta tình huống nơi này phức tạp, ta cùng ngươi đại khái nói một chút đi. Tóm lại, lập tức thông báo đại hạ, làm ra toàn diện phòng ngự, liền cùng lần trước đồng dạng. Thông báo tiếp thiên sách phủ chờ chút, đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh lên a, nhanh nhanh nhanh, không kịp giải thích, ngay tại mấy phút đồng hồ này. Chấm. Minh Tà Thần đã ý thức được tình huống phức tạp. Vội vàng thúc giục. Ta cũng cảm giác muốn xảy ra chuyện. Tái tranh thủ đi. Tào Chí Quốc cúp máy về sau. Đầu tiên là đem mình tình báo tổ toàn bộ phái đi ra, đi thăm dò phía trước tình huống. Lại phái ra mấy cái tâm phúc đi liên hệ thiên sách phủ. Cuối cùng, hắn lần nữa tìm tới Tiêu Liệt Quân bọn hắn. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không a. Tào Chí Quốc mãnh liệt yêu cầu. Lão Tào chuyện gì xảy ra? Không phải nói, chuyện này không muốn thảo luận sao? Muốn chúng ta hành động, lấy ra tính thực chất chứng cứ đến. Không thể quang suy đoán, mọi người cũng không phải tiên tri. Chấm. Mấy người rất tức tối. Không có việc gì tốt nhất, có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất người ta làm không chê vào đâu được, bao quát vũ trụ dị thường. Đây đều là người ta làm đây này. Tào Chí Quốc nói. Kỳ thật Lục Hùng muốn duy trì một phen Tào Chí Quốc ngôn luận. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không nói ra miệng tới. Lấy địa vị của hắn vẫn là không thể tùy tiện cho thấy lập trường. Lão Tào, ngươi biết lần này vũ trụ dị thường quy mô lớn bao nhiêu sao? Để toàn thế giới tất cả nghiên cứu cơ cấu đều vì dừng điên cuồng, đều có thể ảnh hưởng đến trên thế giới một thứ gì đó. Nếu là người ta thật có loại này khoa học kỹ thuật lời nói. Chúng ta làm sao cũng không phải đối thủ của người ta a. Còn nữa nói, người ta cũng không cần như thế trộm đạo đối phó chúng ta a. Tiêu Liệt Quân nói. Hồng Thanh Thương cùng Khương Dã càng là nói ra, không có khả năng. Ta không tin người khác có dạng này kỹ thuật, có thể bên ngoài vũ trụ chế tạo ra dị thường đến. Còn để toàn thế giới nhà khoa học điên cuồng, đồng thời trong lúc nhất thời cha không được đầu nguồn. Cho nên hết thảy đều là ngẫu nhiên trùng hợp. Căn bản cùng cái khác người không quan hệ, còn nữa nói nguy hiểm chúng ta tiêu diệt, chúng ta chỉ tin tưởng trước mắt nhìn thấy sự thật.
người ta đều đem lời nói đến đây cái đầu bên trên. Tào Chí Quốc cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao Minh Tà Thần bên kia nói cho hắn, đã bắt đầu hành động. Dẫn đầu tất cả mọi người chạy tới chi viện. Thậm chí so với lần trước còn muốn tới rung động. Được rồi, ta cũng không thể nhàn rỗi. Muốn xảy ra chuyện, đoán chừng tiền tuyến muốn xảy ra chuyện. Ta ở phía trước có thể giúp đỡ. Tào Chí Quốc lập tức thu dọn đồ đạc, mang theo người tiến về tiền tuyến. Chẳng qua những người khác không quan tâm. Dù sao nói tình huống cũng không có xuất hiện a. Sốt ruột cái gì? Tình huống như thế nào đều không có phát sinh a. Thậm chí Tào Chí Quốc hành vi theo bọn hắn nghĩ, có chút ngu xuẩn. Xem náo nhiệt gì đâu. Từng ngày rảnh đến, sẽ chỉ giày vò người. Cái trước rảnh rỗi như vậy chính là Diệp Quân Lâm. Cho đại hạ tạo thành như thế tổn thất lớn về sau, người khác liền không gặp. Đến bây giờ còn tìm không thấy. Vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại Tào Chí Quốc liền cùng Diệp Quân Lâm giống nhau như đúc. Tại bắt đầu hành động sau, chư thần phòng thí nghiệm thời thời khắc khắc đang ngó chừng tình huống. Bọn hắn đầu tiên là khôi phục các đại giám đo đứng, hướng Viêm Long vệ gửi đi khôi phục tin tức. Kỳ thật toàn bộ đều là bọn hắn an bài tốt người. Tiếp theo tuyệt không để Leviathan trực tiếp tiến công, mà là tiềm ẩn lên, cho tuyến đầu đồn quan sát một cái giả tín hiệu. Tuyến đầu đồn quan sát lẫn nhau kết nối, lại phòng thủ nghiêm mật đến giọt nước không lọt tình trạng. Chư thần phòng thí nghiệm căn bản là không có cách thẩm thấu trưởng khống. Cùng trạm giám sát là không giống. Trạm giám sát là cao độ tư mật, lẫn nhau ở giữa không có liên hệ. Cái này mới có cơ hội thẩm thấu trong đó. Giống tuyến đầu đồn quan sát là không có cơ hội. Ha ha ha, vẫn là số 76 cấm địa thần lợi hại a. Vậy mà hành động, sự bị hướng đại hạ phương diện dựa sát vào. Ha ha ha, lần này thượng đế chi não thất sách, tính toán sai lầm, số 76 cấm địa so hắn dự tính hành động thực sự nhanh hơn nhiều. Tiên sinh cười, xem ra số 76 cấm địa muốn so đại hạ lợi hại một điểm, nhạy cảm một điểm. Đã sớm phát giác được lần trước là bom khói. Bọn hắn liền đợi đến chúng ta hành động đâu. Quá tốt, chúng ta thật sự là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hết thảy đều tại chúng ta bên này. Khẳng định như thế, bọn hắn sớm hành động, lần này đại hạ còn như thế nào lật bàn. Chấm. Làm Minh Tà Thần bọn hắn tổ chức tinh nhuệ cùng vương bài đến bên này chi viện thời điểm, chư thần phòng thí nghiệm tại tiếp vào tình báo về sau, đều tưởng lầm là số 76 cấm địa minh bạch hết thảy về sau, muốn đối đại hạ ra tay. Đại hạ a đại hạ, các ngươi chân chính nguy cơ đến rồi. Chấm. Số lớn Leviathan đã tiến vào đại hạ hải vực lân cận. Đại hạ tuyến đầu đồn quan sát đã gần trong gang tấc. Dường như có dị thường. Bầy ở phía trước đồn quan sát tháp sốt cục phát hiện dị thường. Oanh. Nhưng đột nhiên một con Leviathan xông ra, nổi lên mặt nước. 100 mét cao thân thể một chút xuất hiện. Cái gì? Đồn quan sát ngay lập tức phát hiện. Xuy. Nhưng Leviathan trong miệng đột nhiên phun ra một luồng năng lượng trùm sáng. Cái này năng lượng trùm sáng cường đại trước nay chưa từng có, căn bản không phải hiện hữu khoa học kỹ thuật có thể chế tạo. Xuy chỉ có chư thần phòng thí nghiệm loại này cấp bậc. Ầm ầm. Phía trước đồn quan sát đứng thẳng thiết bị phá hủy. Bất cứ tin tức gì đều không có phát ra ngoài. Người căn bản không có phản ứng thời gian. Cùng lúc đó, biển bên trong từng cái Leviathan xông ra. Bọn chúng trên thân nổ bắn ra từng đạo đáng sợ sóng năng lượng. Đem trước mắt tuyến đầu chạm gác chạm quan sát một cái tiếp một cái hủy đi. Vừa mới còn gió êm sóng lặng hải vực, đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái thân hình to lớn siêu cấp sinh vật. Từng cái trên thân còn có thể phun ra sóng năng lượng, phá hủy hết thảy. Điều này thực rung động. Mấu chốt bọn chúng cũng không phải cái gì dã man sinh vật. Là người vì điều khiển. Hết thảy đều tự nhiên có thứ tự, phối hợp thỏa đáng. Cùng một thời gian nổi lên mặt nước, đem tuyến đầu đồn quan sát toàn bộ phá hủy. Ầm ầm. Tại động tĩnh to lớn bên trong, Leviathan nhóm xung kích đường ven biển. Đại hạ đường ven biển bên trên bình tĩnh như thường. Nhất là vừa sáng sớm. Chẳng qua không ít thuyền đánh cá đã bắt đầu xuất động. Bờ biển bến tàu các loại thuyền dừng lại, lộ ra cùng với chen chúc. Phía trước hải vực bên trên còn lưu lại trước đó bố phòng trận địa vết tích lưu lại. Chẳng qua người người trên mặt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Người bình thường không phải liền là đồ cái an ổn hạnh phúc sao? Giờ phút này đại hạ hải vực bên trên,
còn có 3 chiếc tàu chiến đang đi tuần. Cứ việc tuyến phòng ngự đã sớm rút đi. Nhưng mà, thường ngày tuần tra vẫn phải có. 3 chiếc tàu chiến chính là thường ngày tuần tra. Phía trước tình huống như thế nào? Tuần tra hạm thuyền dường như phát hiện phía trước tháp canh dị thường. Giống như không thích hợp A. Phía trước 30 trong biển hẳn là số 3 tháp canh A. Làm sao không tại rồi? Không có khả năng A. Cao như vậy tháp canh nói biến mất liền biến mất. Chấm. Tàu chiến thủ vệ đều mộng. Chẳng những số 3, số 1 cùng số 2 cũng biến mất. Muốn xảy ra chuyện. Chấm. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đất rung núi chuyển chấn động truyền đến. Xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian phát tín hiệu. Hạm trưởng hô lớn. Lập tức đè xuống nút bấm, phát ra dị thường tín hiệu. Ầm ầm. Vừa mới phát xong tín hiệu, tàu chiến liền bị đụng vào. Trực tiếp lật tung chìm tới đáy. Cái khác hai chiếc tàu chiến cũng giống như vậy, tại Leviathan nhanh chóng xung kích bên trong, trực tiếp bị đụng đổ. Chấm. Leviathan nhóm tốc độ căn bản không giảm, trực tiếp hướng đường ven biển vọt tới. Xoạt. Xoạt. Chấm. Một con Leviathan nổi lên mặt nước. Dài đến 200 mét, cao đến 100 mét. Mới ra đại hải, thân thể run run, trên người nước biển che ngập bầu trời, tựa như mưa to như chú. Cái thứ hai Leviathan. Cái thứ ba Leviathan. Chấm. Trên 100 con. Chấm. 300 con. Trọn vẹn hơn 300 con Leviathan toàn bộ nổi lên mặt nước. Nhưng mà đây không phải toàn bộ. Phía sau hải vực còn có liên tục không ngừng hội tụ đến Leviathan. Hơn 300 con Leviathan nổi lên mặt nước về sau, giống như là từng tòa đại sơn đồng dạng. Hơn 300 ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở trong biển. Tràng diện này cũng cùng với hùng vĩ. À, đó là cái gì? Chuẩn bị ra biển ngư dân trước mắt đột nhiên che khuất bầu trời đen. Vốn là lúc rạng sáng, trời đã dần dần sáng. Nhưng trước mắt đột nhiên đen. Lại nhìn thời điểm, phía trước đã nhiều mấy trăm tòa núi non, đem nơi này toàn bộ che lại. Trở nên một mảnh đen kịt. Kia, đó là cái gì? Không ít người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều dọa mộng. Ầm ầm. Một giây sau, những cái này núi non toàn bộ triển khai bắt đầu động. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đường ven biển vào tới. Chạy. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng mọi người minh bạch, đụng phải đại sự. Từng cái tranh thủ thời gian hướng đường ven biển chạy. Xảy ra chuyện. Ra đại sự. Chấm. Bọn hắn vừa chạy vừa hô. Rất nhanh đường ven biển bên trên liền loạn cả một đoàn, người toàn bộ chạy trốn. Oanh! Những cái này ngư dân vừa rời đi. Cái thứ nhất Leviathan đã đi tới, to lớn một chân đạp xuống. Răng rắc! Lạch cạch! Chấm! Dừng ở đường ven biển những thuyền kia chỉ bị dẫm đạp chìm tới đáy. Oanh! Oanh! Chấm! Những cái này Leviathan trên thân càng là bộc phát ra sóng năng lượng đến. Đem quanh mình hết thảy tùy ý phá hủy. Rất nhanh nơi này bừa bộn một mảnh. Biến thành nhân gian luyện ngục. Quét dọn rơi cảng khẩu hết thảy thuyền chờ chướng ngại về sau, Leviathan nhóm trực tiếp đăng lục. Cái này một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị. Leviathan nhóm không cần tốn nhiều sức, liền từ hải vực đi thẳng tới đại hạ thổ địa bên trên. Làm Leviathan nhóm đạp lên bến cảng về sau. Nơi xa tất cả mọi người thấy rõ ràng. Loại này cự hình sinh vật quá khủng bố. Cùng trước đó đại hạ chu sát rơi quá giống nhau. Thế nhưng là rõ ràng so trước đó phải cường đại nhiều lắm. Chỉ là thổ tức, liền có thể tạo thành to lớn phá hư. Xảy ra chuyện, tai nạn đến rồi. Tất cả mọi người chạy. Đường ven biển bên cạnh dân chúng phát điên chạy trốn. Đường ven biển lân cận bọn hộ vệ, đang phát sinh dị thường về sau, lập tức chạy tới. Chẳng qua bọn hắn nhân số không nhiều. Cũng liền vài trăm người thôi. Bọn hắn lập tức sử dụng tiên tiến vũ khí đối cách đó không xa Leviathan tiến hành công kích. Cộc 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 đát. Rầm rầm rầm. Cường đại hỏa lực xen lẫn thành lưới hỏa lực, bao trùm Leviathan. Dựa theo trước đó một trận chiến đến xem. Những cái này cự hình sinh vật cường đại là cường đại, thế nhưng là gặp được hiện đại khoa học kỹ thuật khủng bố vũ khí, cũng sẽ một pháo thủng. Bọn hắn thực tế tham chiến qua, kinh nghiệm 10 phần. Biết hướng nơi nào đánh. Nhất là hiện tại vài trăm người tụ tập cùng một chỗ. Hỏa lực dồi dào. Bọn hắn đều không cần chính xác đả kích, chỉ cần hỏa lực bao trùm. Nghèo thì tinh chuẩn đả kích, giàu thì hỏa lực bao trùm.
Hết thảy sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Bây giờ binh cường mã tráng, hỏa lực dồi dào. Bọn hắn mới sẽ không kiêng kỵ trước mắt Leviathan. Vũ khí trong tay, chút xuống ra cường đại hỏa lực, đem Leviathan bao bọc. Chấm. Nhưng vài giây đồng hồ về sau. Vài trăm người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt bên trong đều là tan không ra chấn kinh. Không có việc gì. Mạnh như vậy hỏa lực, đánh vào Leviathan trên thân, vậy mà không tạo được một tổn thương chút nào. Leviathan trên người đáng sợ lân phiến, tựa như trên đời này cứng rắn nhất vô cùng chiến giáp, có thể miễn dịch hết thảy công kích. Dù là tại bọn chúng trên thân lưu lại một chút xíu vết thương nho nhỏ cũng được a. Thế nhưng là không có. Hoàn toàn không có việc gì. Trong tay bọn họ có thể diệt đi trước đó khổng lồ vũ khí, tại Leviathan trên thân căn bản là vô dụng. Lúc này trong đầu của bọn họ cái thứ nhất xuất hiện ý nghĩ Diệp Quân Lâm nói là đúng. Chân chính tai nạn tiến đến. Bọn hắn còn tại cầm trước đó chư thần phòng thí nghiệm thả ra bom khói cùng hiện tại so, có thể là một cái mặt hàng sao. Liền trước đó bom khói cái chủng loại kia cự hình sinh vật. Người nghĩ muốn bao nhiêu, hắc ám bác sĩ đều có thể cho người bồi dưỡng ra đến. Với hắn mà nói quá đơn giản. Về phần danh hiệu Leviathan cự hình sinh vật, đây chính là hắc ám bác sĩ tiêu tốn to lớn công phu mới nghiên cứu ra đến. Đừng nhìn chỉ dùng nửa tháng thời gian liền mở ra kế hoạch. Thế nhưng là trước đó chuẩn bị, ai cũng không biết. Bao quát hắc ám bác sĩ đối huyết tộc giải phẫu nghiên cứu, đối rất nhiều chủng tộc giải phẫu nghiên cứu. Bao quát hắn đối thế giới các đại quốc gia hạt giống trong kho liên quan tới viễn cổ cự hình sinh vật gen tiêu bản chờ một chút tiến hành nghiên cứu rút ra. Dùng công nghệ cao đem những cái này viễn cổ cự hình sinh vật hoàn nguyên ra tới. Trước đó chư thần phòng thí nghiệm đối chuột túi quốc tận thế hạt giống kho rất là để bụng, bởi vì chuột túi quốc tận thế hạt giống trong kho cất giữ viễn cổ sinh vật những cái này tương đối đầy đủ. Là chư thần phòng thí nghiệm mong muốn nhất. Hắc ám bác sĩ đã sớm thèm nhỏ dãi. Nhưng về sau bởi vì Diệp Quân Lâm phá hư, không thành công cầm xuống tận thế hạt giống kho. Kỳ thật lúc ấy bọn hắn ngay tại vì chế tạo Leviathan mà làm chuẩn bị. Có thể thấy được thời gian chuẩn bị cỡ nào lâu. Mà lại nghiên cứu chế tạo cũng phức tạp, đem huyết tộc cùng các loại kỳ dị chủng tộc huyết mạch đặc chất toàn bộ dùng tại trong đó. Lại dùng viễn cổ cự hình sinh vật gen những cái này hoàn nguyên ra tới. Còn dung hợp đủ loại tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng vật liệu vật chất ở trong đó. Mới tạo thành vô địch Leviathan. Đánh là căn bản đánh không chết. Dù là đem nó bên ngoài thân lân phiến những vật này đánh dụng, thế nhưng là bọn chúng có được huyết tộc cùng chủng tộc đủ loại đặc chất, căn bản giết không chết. Thậm chí hắc ám bác sĩ tại bọn chúng trên thân rót vào số 76 cấm địa thần gen hạt giống. Càng thêm giết không chết. Lại tiến công cũng mạnh đến bạo tạc. Bọn chúng trên thân ẩn chứa quá nhiều năng lượng cùng vũ khí. Thủ đoạn công kích phong phú. Lại lực phá hoại kinh người. Dù sao đây chính là hắc ám bác sĩ tác phẩm đắc ý. Cũng hao phí tất cả tài nguyên, chế tạo ra hơn 3,000 con. Thật là đem chư thần phòng thí nghiệm vốn liếng móc sạch. Oanh! Leviathan bắt đầu phản kích, trên thân bộc phát ra không thể địch nổi sóng xung kích. Trực tiếp đem bọn hắn lâm thời xây dựng trận địa phá hủy. Rút, mau bỏ đi đi. Mọi người đã biết Leviathan là cấp bậc gì. So trước đó cái kia muốn cường hoành gấp trăm lần. Biết mình không địch lại. Mọi người nhao nhao rút lui. Chỗ cao tay bắn tỉa bắt đầu yểm hộ. Lại hy vọng tìm kiếm ra Leviathan nhược điểm. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bị Leviathan khóa chặt. Oanh! Oanh! Chấm! Leviathan trên thân trực tiếp phát ra truy tung vũ khí, trực tiếp đem từng tòa nhà cao tầng phá hủy. Nơi đó có khuyết điểm. Đây chính là dung hợp hiện đại tối cao khoa học kỹ thuật viễn cổ cự hình sinh vật A. Đánh không lại. Còn không phòng được. Rút. Làm cho tất cả mọi người rút. Nhanh nhanh nhanh. Chấm. Trong lúc nhất thời bến cảng trước thành trấn mọi người nhao nhao nhanh chóng rút lui. Cũng còn tốt trước đó từng có đại quy mô rút lui kinh nghiệm. Lần này hoàn toàn dùng tới. Lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Rất nhanh, bến cảng thất thủ. Ầm ầm. Từng cái Leviathan đang lục, đại địa bắt đầu lắc lư, giống như địa chấn. Mạnh hữu lực chấn động trận trận truyền đến. Cảng khẩu kiến trúc toàn bộ phá hủy, hết thảy đều trở nên bừa bộn vô cùng. Ha ha ha, Leviathan đang lục, đang lục. Chư thần phòng thí nghiệm phát ra trận trận tiếng hoan hô tới.
Tiến công Đại Hạ điểm khó khăn nhất chính là như thế nào đánh tan đường ven biển, đăng lục Đại Hạ lục địa. Nhưng bây giờ khó khăn nhất vấn đề, dễ dàng như vậy liền giải quyết. Từ Đông Phương Châu hội tụ đến hơn 500 con Leviathan sau 9 phút ngăn cản Đại Hạ đường ven biển. Phương Tây Châu hội tụ đến hàng ngàn con Leviathan chậm nhất cũng có thể tại sau 50 phút đến. Chấm. Leviathan tốc độ thực sự là quá nhanh. Toàn thế giới tụ lại, tối đa cũng chẳng qua 2-3 giờ. Nghe được cái này hài lòng tin tức, tiên sinh bọn hắn đều cười. Hơn 3,000 con Leviathan, đủ Đại Hạ uống một bình. Tiên sinh lại nhìn về phía nhân viên tình báo, số 76 cấm địa bọn hắn đến địa phương nào rồi? Còn có bao lâu thời gian? Căn cứ tốc độ của bọn hắn hẳn là tại chúng ta cuối cùng một nhóm Leviathan đến trước, tuyệt đối có thể đến. Tiên sinh trùng điệp gật đầu, tốt, vậy nhưng thật sự là quá tốt, tin tưởng hiện tại bọn hắn đã biết được Đại Hạ đường ven biển thất thủ sự tình. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không do dự, mượn nhờ chi viện tên tuổi tiến vào Đại Hạ, đối Đại Hạ một kích chí mạng. Đến lúc đó Đại Hạ chính là hai mặt thụ địch tình cảnh. Truyền lệnh xuống, để chúng ta tất cả tử sĩ chuẩn bị kỹ càng. Tại Đại Hạ các nơi náo bọn hắn cái long trời lở đất. Gọi Đại Hạ đầu đuôi không đụng vào nhau. Tiếp theo, để Hắc Ám bác sĩ cùng hắn quân đoàn chuẩn bị kỹ càng đối phó số 76 cấm địa đám người kia. Các ngươi mật thiết nhìn chăm chú lên Đại Hạ từng hành động cử chỉ. Các ngươi nhiệm vụ không phải cái khác, chính là nhìn chằm chằm Đại Hạ kia hai loại tồn tại, phải chăng muốn xuất sơn. Một khi rời núi, liền truyền tin tức cho chủ thần ti. Để bọn hắn ra sân. Tiên sinh làm giai đoạn trước tổng chỉ huy, đem hết thảy hành động cùng phương án đều trải vuốt thỏa đáng. Chấm. Leviathan tốc độ quá nhanh. Đột phá bến cảng. Đột phá thành trấn. Phá hủy rất nhiều. Trong lúc nhất thời nơi này đã trở thành địa ngục. Không cần tốn nhiều sức liền đăng lục. Từng cái núi non cao lớn cự hình sinh vật tràn ngập ở trong thiên địa, tình cảnh quá dọa người. Mấu chốt còn đang không ngừng gia tăng. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bọn chúng có chỉ huy có kỷ luật từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng Đại Hạ đất liền tiến công. Bọn chúng quá cường đại. Không cần tập trung tất cả lực lượng đi công kích một điểm. Bọn chúng là phát tán thức, muốn tiến công Đại Hạ từng cái thành trì. Muốn để Đại Hạ từ trong tới ngoài toàn bộ loạn lên. Chấm. Không tốt. Xảy ra chuyện, lần này thật xảy ra chuyện. Phía trước tin tức rốt cục truyền đến phía sau. Tào Chí Quốc tình báo tổ ở tiền tuyến phát hiện Leviathan, ngay lập tức truyền đến Tào Chí Quốc. Cùng lúc đó, Viêm Long vệ tổng bộ bị từng đầu cảnh báo tràn ngập. Tích 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 tích, chói tai thanh âm liền không từng đứt đoạn. Đại Hạ đường ven biển khắp nơi phát tới tín hiệu cầu cứu. Từng đạo cấp tốc tín hiệu cầu cứu vang vọng tổng điều khiển. Rất khảo nghiệm máy móc gánh chịu lượng. Hoảng, toàn bộ tổng điều khiển đều hoảng. Tất cả mọi người trước đó không lâu bởi vì Tào Chí Quốc nháo kịch, cả đám đều tê liệt, triệt để buông lỏng. Nhưng lần này từng đạo cấp cứu tín hiệu đánh tới. Tất cả mọi người hoảng. Đúng. Tào Chí Quốc là đúng. Diệp Quân Lâm càng là đối với. Tuyến đầu đồn quan sát phát hiện dị thường. Phát hiện dị thường. Đông Hải ba đạo bờ biển tiền toàn bộ thất thủ. Nam Hải ba đạo đường ven biển toàn bộ thất thủ. Khẩn cấp, khẩn cấp. Không biết tên cự hình sinh vật đã công phá các đại hải khu bờ sông đăng lục. Phía trước đã tạo thành tổn thất to lớn. Ta bộ ngay tại tổ chức nhân viên rút lui, đã bỏ đi một khu vực lớn. Ta bộ cùng không biết tên cự hình sinh vật đã giao thủ qua. Bầy quái vật này căn bản đánh không chết, cũng không đả thương được mảy may. Bọn hắn thủ đoạn công kích phong phú. Bọn hắn so trước đó chúng ta đánh bại cự hình sinh vật cường đại gấp trăm lần. Ta bộ cùng ba con cự hình sinh vật gặp phải. Ngay tại liều chết đánh cược một lần, ta bộ tổn thất nặng nề. Đã làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Cấp tốc, ta thành chính gặp phải cự hình sinh vật công kích mãnh liệt. Ta bộ 18.000 người đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Thề cùng thành chỉ cùng tồn vong. Cầu cứu, số 18 căn cứ thành thất thủ. Không biết tên cự hình sinh vật vẫn còn tiếp tục tiến công ở trong. Cầu cứu, số 27 căn cứ thành thất thủ. Tin tức mới nhất, loại này cự hình sinh vật đăng lục đã có hơn 1,000 con. Bọn chúng không phải tụ tập cùng một chỗ, mà là lấy trên trăm làm đơn vị, hướng Đại Hạ từng cái phương hướng thành trì tiến công. Cầu cứu, khẩn cầu lập tức cấu tạo tuyến phòng ngự, đem cự hình sinh vật toàn bộ ngăn trở. Chấm. Tin tức khẩn cấp thật là một cái tiếp một cái. T.
tích 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 tiếng cảnh báo một mực vang vọng. Thanh âm kia giống như tử vong đếm ngược tiếng chuông, đánh tại trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người đang bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể đều đang run rẩy, hai chân như nhũn ra, thậm chí đi không được đường. Xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian triệu tập thủ lĩnh, tranh thủ thời gian. Xảy ra chuyện, nhanh 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 nhanh. Chấm. Loạn. Viêm Long vệ loạn cả một đoàn. Triệt để loạn. Khắp nơi đều là thanh âm. Từng người đều chân tay luống cuống. Làm Tào Chí Quốc tiếp vào thủ hạ tin tức, hắn lập tức tăng thêm tốc độ đến tiền tuyến tiến đến. May mắn hắn sớm thu xếp tình báo tổ tiến về tiền tuyến. Sớm một chút biết tình huống phía trước, sớm một chút bố trí. Tranh thủ thời gian sơ tán người rút lui. Nhanh nhanh nhanh, ta lập tức tới ngay. Tại chuyên môn nhân viên tổ chức dưới, hiệu quả còn được. Có thể kịp thời sơ tán đám người. Tận khả năng giảm bớt tổn thất. Tối thiểu có thể giúp đỡ một chút xíu bận bịu. Chấm. Viêm Long vệ đại loạn sau. Mấy vị thủ lĩnh cùng cao tầng toàn bộ đi vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao rồi? Xa xa bọn hắn liền thấy toàn bộ Viêm Long vệ đại loạn, loạn thành một bầy. Tiêu Liệt Quân vội vàng hô. Đám người lập tức đi vào tổng điều khiển. Khi thấy từng đầu tiền tuyến gửi tới tin tức, đám người như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Oanh! Tất cả mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Tiêu Liệt Quân mấy người thân thể thậm chí tại hung hăng run rẩy. Cái này cái này cái này. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Ngay tại Tào Chí Quốc náo xong sau đó không lâu. Tình huống thật phát sinh rồi. Đây chẳng phải là nói lão Tào trước đó nói hết thảy đều là đúng. Trạm giám sát đột nhiên mất linh chính là có vấn đề. Vũ trụ dị thường cũng là có vấn đề. Mặt khác thánh kinh tổ chức bên kia nói cũng đúng đúng. Chấm. Lúc này mọi người mới dần dần kịp phản ứng. Nguyên lai vừa rồi Tào Chí Quốc kiên trì hết thảy đều là đúng. Lão Tào thật sớm liền dẫn người đi phía trước. Ai? Chấm. Lục Hùng càng là mạnh mẽ vuốt cái bàn, nhất tự Tịnh Kiên Vương chính là đúng. Các ngươi không nghe. Hắn hướng về phía đám người chất vấn, bây giờ thấy đi. Hắn có phải là đúng? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.